chương 1093 Hạng cuối, canh thứ nhất, cầu nguyệt phiếu cầu đặt mua. Nguồn: Mê truyện audio.com. Cổ vừa phát hiện, kim tứ biểu lộ không phải phẫn nộ, mà là trước sau như một cần ăn đòn. Cổ nhất nhìn xem kim tứ, muốn từ trên mặt của hắn tìm tới dù cho một vẻ kinh ngạc hoặc là bối rối cũng tốt. Có thể là không có. Kim tứ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thất kinh biểu lộ. Có chẳng qua là ra vẻ bối rối, hơn nữa còn rất giả dối. Ngươi cũng tại bên ngoài an bài phân thân cổ vừa nghĩ tới này có khả năng này không đúng ngươi lại đoán không có an bài phân thân nếu như không có an bài phân thân dựa vào cái gì ngăn cản phân thân của mình cổ nhất mặc dù đánh không lại kim tứ có thể là ở thời đại này ngoại trừ kim tứ bên ngoài trên cơ bản cũng không có những người khác có thể ngăn cản nàng cho dù là phân thân của nàng cũng giống như vậy không ai cản nổi có thể là kim tứ nói hắn không có an bài phân thân cái này khiến cổ nhất càng ngày càng nghi hoặc kim tứ đến cùng làm dạng gì an bài giảng đạo lý nếu như tất cả mọi người an bài phân thân cổ nhất không có chút nào kinh ngạc dù sao kim tứ ngay cả mình sẽ sử dụng thời gian tuần hoàn ma pháp này đều đoán được thậm chí liền tự mình khai phát ra ma pháp này đều đoán được như vậy suy đoán chính mình sẽ điều hổ ly sơn hẳn là cũng không phải cái gì quá mức ngoài ý muốn sự tình có thể là kim tứ nếu nói không có an bài phân thân cái này nhường cổ nhất sinh ra hoài nghi cổ nhất hiện tại liền muốn giải trừ thời gian tuần hoàn có thể là kim tứ căn bản cũng không cho nàng giải trừ thời gian tuần hoàn cơ hội. Chỉ cần nàng mong muốn giải trừ thời gian tuần hoàn, kim tứ liền sẽ lập tức giết nàng. Cái này hỗn đảng, luôn miệng nói chính mình là hắn nữ nhi, luôn miệng nói yêu chính mình. Hạ thủ thời điểm, không có chút nào lưu tình. Cái gì tàn nhẫn thủ đoạn toàn đều đã vận dụng cùng lúc đó, tại trong đào hoa nguyên. Cổ nhất phân thân mang theo một đám cường giả xâm lấn chốn đào nguyên. Sau đó, kim tướng ngăn tại cổ nhất trước mặt. Tiểu cổ, ngươi đến rồi à? Kim Tứ nhiệt tình cùng cổ nhất lên tiếng chào. Cổ vừa nhìn thấy Kim Tứ, vẻ mặt trong nháy mắt liền biến. Tiểu cổ A, à, ngươi biến, ngươi bây giờ cũng sẽ dở trò mưu quỷ kế. Kim Tứ một mặt đau lòng nhức ốc. Cổ nhất khuôn mặt lạnh lùng, đúng vào lúc này, đi theo cổ nhất bên người hạng võ đột nhiên toàn thân dân lên hỏa diễm. Yêu ma, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Đây là báo thù chi linh. Kim Tứ tò mò nhìn hạng võ. Hạng võ song trưởng hướng phía Kim Tứ vung ra, song chưởng lòng bàn tay đột nhiên bắn ra một đầu thiêu đốt lên liệt diễm xiên xích. Liệt diễm xiên xích quấn chặt lấy kim tứ thân thể. Yêu ma cho ta xuống địa ngục. Hạng võ ra sức kéo một cái, lại không có thể đem kim tứ linh hồn kéo ra thân thể. Trên lý luận, báo thù chi linh năng đủ đem hết thảy có được linh hồn, đồng thời có tội linh hồn đưa vào địa ngục. Bất quá, điều kiện tiên quyết là khoảng cách không thể quá lớn. Kim tứ duỗi ra lưng mỏi, chấn vỡ liệt diễm xiên xích. Tiện tay đánh ra một chưởng, hạng võ trực tiếp bị đánh bay tiểu cổ, chỉ bằng này chút gà đất chó sành, ngươi liền muốn ngăn cản ta. Có phải hay không trò đùa? Cổ nhất cánh tay vung lên, lập tức nhường kim tứ cùng một đám anh linh xuất hiện tại một cái kính tượng vĩ độ bên trong. Các ngươi ngăn lại hắn. Cổ nhất nói xong. Nàng tính toán chia binh hai đường. Khiến cái này anh linh ngăn chặn kim tứ bước chân, nàng thì là đi bắt đi doanh ấm mạng. Đúng vào lúc này, kim tứ cũng là phất phất tay. Tại kim tứ chung quanh xuất hiện rất nhiều linh hồn. Nam nữ lão ấu tất cả đều có ngu cơ hạng võ hét lên kinh ngạc tiếng hắn tại rất nhiều linh hồn phát hiện ngu cơ thân ảnh hạng lan ngu cơ cũng là một tràng thốt lên có thể là tiếp theo một cái chớp mắt kim tứ từng ngón tay tại ngu cơ linh thể lên trong chốc lát ngu cơ linh hồn bị băng phong ở dừng tay người đối ngu cơ làm cái gì đây không phải rõ ràng à kim tứ xem thường nói khổ mà bạch khởi cũng hét lên kinh ngạc âm thanh trong miệng hắn khổ mà là con của hắn bạch khởi danh xưng sen gúc đệ nhất sát thần có thể là nội tâm của hắn cũng có mềm mại một mặt phụ thân cứu ta ha ha ai dám động thủ với ta ta liền muốn thân nhân của các ngươi hồn phi phách tán những cái kia không ai bị nổi những anh hùng toàn đều không dám động bọn hắn đều tại những linh hồn đó bên trong phát hiện chính mình cực kỳ trọng yếu thân nhân phụ mẫu thê tử hài tử sắc mặt của mọi người đều vô cùng trầm trọng người nào nếu như bây giờ đứng ở bên cạnh ta ta liền giúp các ngươi phục sinh thân nhân của các ngươi. Này chút anh linh đều lộ ra vẻ kỳ vọng, cổ nhất sắc mặt rất khó nhìn. Nàng giảng này chút anh linh phục sinh, đồng thời đưa cho bọn hắn siêu phạm lực lượng. Có thể là nàng cảm thấy dựa vào chính nghĩa của mình cử chỉ, còn có đối ân tình của bọn hắn. Bọn hắn khẳng định sẽ cảm niệm ân tình của mình, đứng ở phía bên mình, không sẽ phản bội chính mình. Có thể là nàng hiển nhiên là đánh giá cao nhân cách của mình mị lực, cũng đánh giá thấp kim tứ vô sĩ hèn hạ kim tứ nhìn xem những cái kia do dự anh linh quyết định lại cho bọn hắn tiếp theo tề mảnh dược nói ra các ngươi không nguyện ý cũng không quan hệ ta người này nhất khéo hiểu lòng người đúng các ngươi thích gì tiểu động vật thích ăn cái gì tiểu động vật cũng có thể làm kim tứ hỏi ra cái vấn đề này thời điểm tất cả mọi người đã ý thức được kim tứ lại buồn nôn hơn người yên tâm không phải là các ngươi nghĩ như vậy ta chẳng qua là nắm thân nhân của các ngươi biến thành này chút tiểu động vật nhiều nhất liền là tại các ngươi lúc ăn cơm cho các ngươi bưng lên một bàn tiểu động vật tuyệt đối không phải mặt khác cái gì ý nghĩ tà ác mọi người giờ phút này đều có một cái ý nghĩ cổ nhất nói không sai cái tên này thật vô cùng ác độc đơn giản liền là ác độc đến đầu khớp xương đi liền theo ngu cơ bắt đầu đi lúc trước nàng có mắt không trồng thế mà không thấy ta nội tâm thiện lương không muốn có cái gì xông ta tới không nên thương tổn ngu cơ hạng võ phẫn nộ gầm thét trên người địa ngục chi hỏa càng ngày càng cuồng nhiệt lần nữa phóng tới kim tứ có thể là lại một lần bị kim tứ đánh bay Kim Tứ liền trước mặt mọi người xuất ra một đầu động vật thi thể, là một đầu mèo con. Chí tôn Pháp Sư, mau cứu ngu cơ. Hạng võ đời này đều chưa từng cầu hơn người. Đây là hắn lần thứ nhất. Không đúng, hắn lần thứ nhất cho Kim Tứ. Lúc trước tại ô Giang Khẩu, hắn khẩn cầu Kim Tứ bảo hộ những thủ hạ của hắn. Cổ nhất sắc mặt lạnh lùng nhìn xem Kim Tứ. Kim Tứ, ngươi không nên dạng này, giữa chúng ta chiến tranh, không nên liên lụy đến những người bình thường này. Là ngươi trước liên lụy đến thê tử của ta cổ nhất không phản bác được, trên thực tế đúng là nạn trước đem mục tiêu nhắm ngay doanh ấm mạng. Còn bao gồm những cái kia chống đào nguyên bọn nhỏ. Hạng võ, ta và ngươi nhưng không có thù hận, mà lại ta còn bảo hộ qua những thủ hạ của ngươi, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa đồ vật, cho nên ta làm sao đối ngươi, đều là chuyện đương nhiên đi. Kim Tứ vừa nhìn về phía những người khác. Còn có các ngươi, có phải hay không cảm giác mình đặc biệt vĩ đại, đặc biệt chính nghĩa? Có thế là các ngươi có biết hay không, chính nghĩa là cần phải trả giá thật lớn tất cả mọi người hận không thể đem kim tứ chém thành muôn mảnh. Có thể là lại không người nào dám động thủ. Cái thứ nhất làm ra quyết định là Bạch Khởi. Chí Tôn Pháp Sư, xin lỗi rồi. Cổ nhất khí giận sôi lên, cảm giác mình khiên đá đập chính mình chân. Chương 1094 Ta cho ngươi cầu xin tha thứ cơ hội. Nguồn Mê truyện audio.com Có Bạch Khởi làm làm mẫu, những người khác cũng rất dễ dàng làm ra lựa chọn. Cổ nhất nhìn xem từng cái danh chấn bốn phương anh linh, giờ phút này tất cả đều chuyển hàng kim tứ dưới trướng. Cổ nhất tâm lý khổ, trong lòng mệt mỏi. Kim tứ, có bản lĩnh liền cùng ta đường đường chính chính đánh một trận. Cổ nhất không nguyện ý đối với những người này ra tay. Đương nhiên, còn có một chút chính là, những người này đều là nạn tự tay chế tạo. Bọn hắn rất nhiều năng lực đều vô cùng phiền phức. Cho dù là chính nàng đều sẽ cảm giác đến khó giải quyết một cái hai cái coi như xong nhiều người như vậy tại cùng một chỗ cổ nhất cảm giác mình cũng muốn quy cho nên nếu như không phải vạn bất đắc dĩ nàng thật không nguyện ý cùng những người này khai chiến tiểu cổ ngươi đây là phân thân mà ta là bản thể ngươi lấy cái gì cùng ta đánh bản thể đây là bản thể của ngươi cổ nhất trên mặt viết đầy kinh ngạc cái kia ở trong đó cổ nhất bản thể vừa rồi tại phong bế kim tứ thời điểm cuối cùng cho nàng gửi đi nhất đoạn tin tức nguyên bản nàng còn tưởng rằng Kế hoạch thành công. Bản thể hấp dẫn Kim Tứ chú ý, sau đó phân thân bắt đi doanh ấm mạng. Đồng thời Kim Tứ bị Phong tại thời gian tuần hoàn bên trong, lại dùng doanh ấm mạng cùng Kim Tứ tự do của mình làm cùng Kim Tứ đàm phán thể đánh bạc. Có thể là lúc này nàng đột nhiên phát hiện, kế hoạch của mình tự hồ hoàn toàn bị Kim Tứ khám phá, mà lại Phong Bế Kim Tứ vẫn là phân thân. Nói cách khác, nàng chỗ trong dự đoán hai cái thể đánh bạc tự hồ cũng không có tới tay. Mấu chốt nhất là bản thể bây giờ còn chưa ra tới cái này mang ý nghĩa bản thể cũng gặp phải phiền toái chẳng lẽ bản thể liền kim tứ phân thân đều không đối phó được sao cổ nhất đã hối hận chính mình lỗ mãn mưu kế trên thực tế cổ nhất nguyên bản liền không quen dài mưu kế cổ nhất chân chính am hiểu là thông qua thời gian tới quan sát đem mỗi một địch nhân mỗi một cái thời gian điểm mọi cử động quan sát tại trong mắt đến lúc đó kẻ địch bất luận cái gì kế hoạch bố trí cũng sẽ không tiếp tục là bí mật sau đó nàng là có thể ung dung an bài mưu tính đem hết thảy an bài bố trí đều làm đến thập toàn thập mỹ. Có thể là nàng ưu thế lớn nhất tại kim tứ trên thân lại không có tác dụng. Bên trong đương nhiên là phân thân của ta, cũng không biết bên trong tình huống thế nào, thật thay phân thân của ta lo lắng a. À. Bởi vì kim tứ phân thân cùng cổ nhất bản thể đều kẹt ở thời gian bế vòng bên trong. Mặc kệ kim tứ cùng cổ nhất như thế nào thần thông quảng đại, đều không thể biết được thời gian tuần hoàn bên trong tình huống. Đánh cho ta, hung hăng đánh, đánh chết nàng. Kim tứ chỉ cổ nhất nói ra, một đám lão lưu manh mặc dù đối kim tứ mệnh lệnh hết sức không tình nguyện có thể là vẫn là nghe theo kim tứ mệnh lệnh cổ nhất vẻ mặt càng khó coi hơn bất quá nàng hiện tại cũng không có lòng quan tâm bản thể tình huống bày ra tư thế song trưởng xuất hiện tắt lạp phân chi thuẫn mặc dù trước mắt là cổ nhất phân thân có thể là nàng yên nguyên có lấy cực hắn chiến lực mạnh mẽ đương nhiên cũng có thể là đám này lão lưu manh nhường dù sao cổ nhất đối bọn hắn có ân bọn hắn lâm trận phản chiến vốn là hết sức không đạo nghĩa cho nên đối cổ nhất cũng là lưu lại mấy phần khí lực. Kim Tứ chuyển đến bàn ghế, nghiêng chân, ăn hoa quả. Dùng sức đánh, đánh nàng, hung hăng đánh nàng. Đúng vào lúc này, một thân ảnh mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ theo kính tượng bên trong đi ra. Kim Tứ mắt nhìn người tới, cổ nhất bản thể ra tới. Hở? Ngươi nhanh như vậy nắm phân thân của ta thủ tiêu sao? Cổ nhất hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Nhanh như vậy. Ngươi giết ta 12 vạn 3,468 lần, trọn vẹn 100 năm thời gian cổ nhất giận không kềm được quát. Đối kim tứ tới nói, nơi này liền đi qua mười mấy phút. Có thể là đối cổ nhất tới nói, lại trải qua thời gian dài dằn dặt tuần hoàn. Vậy ngươi vì cái gì không nhanh chút giết ta phân thân? Chẳng lẽ ngươi đánh không lại ta phân thân sao? Kim tứ đem nửa viên quả táo ném vào trong miệng. Tiểu cổ, ngươi làm ta quá là thất vọng. Phân thân xem xét, bản thể trở về, thân hình lập tức tiêu tán. Cổ nhất bản thể song trưởng bắt đầu lấp lánh màu xanh lá hào quang kim tứ gặp tình hình này lập tức nhảy ra đừng như vậy tiểu cổ không muốn luôn dùng chiêu thức giống nhau dạng này sẽ có vẻ ngươi hết sức nghiệp dư ngươi liền xác định hiện tại ta chính là bản thể sao ta không đang dùng thời gian tuần hoàn cổ nhất nổi giận đùng đùng nói ra đúng vào lúc này giữa không trung xuất hiện một cái truyền tống môn sau đó là cái thứ hai cái thứ ba càng ngày càng nhiều truyền tống môn xuất hiện sau đó mỗi một cái truyền tống môn cũng bắt đầu đi ra một cái cổ nhất có cổ nhất đã dần dần già đi có thoạt nhìn còn rất trẻ có chút cổ nhất khí tức cường đại đáng sợ. Kim tứ trong mắt đều muốn rớt xuống. Rất nhiều. Tiểu cổ, cái này. Này giống như không phải phân thân. Đây là ta tại thời gian tuần hoàn bên trong mới khai phá ma pháp, ta quản ma pháp này gọi là tam vị nhất thể. Đi qua, hiện tại, tương lai, ta đưa các nàng cùng một chỗ triệu hoán đến nơi đây. Kim tứ đối ma pháp này cũng là nhìn mà than thở. Các nàng đều ở vào khác biệt thời gian, không gian cổ nhất. Thậm chí có một ít cổ nhất còn một mặt mờ mịt chuyện gì xảy ra? Nơi này là chỗ nào cái thời gian? Là ngươi đem ta triệu hoán đến sao? Đây là địch nhân của ngươi. Hắn là ai? Đáng giá ngươi sử dụng dạng này ma pháp. Kim tứ có chút tê cả da đầu, một cái cổ nhất đã đủ phiền toái, hiện tại xuất hiện tính ra hàng trăm cổ nhất. Kim tứ, là ngươi sao? Ngươi đến cùng đối ta của tương lai làm cái gì? Thế mà để cho nàng như thế đại động nóng tính. Ta có chút lý giải nàng hiện tại cảm giác, kim tứ xác thực cần ăn đòn trong đó còn có không ít cổ nhất là nhận biết kim tứ, bất quá tuyệt đại đa số cũng không nhận ra kim tứ. Bọn tỷ muội giúp ta chiến thắng cái tên này. Ta có không thể không chiến thắng lý do của hắn. Cổ nhất hướng thời gian khác hoặc là mặt khác vĩ độ cổ vừa phát ra thỉnh cầu. Kim tứ phát hiện, này chút khác biệt cổ nhất thực lực mạnh yếu không giống nhau. Có thể là đều có một cái đặc điểm, các nàng đều không có ai ốp Agamotto. Xem tới một cái thời gian hoặc là một cái vũ trụ chỉ có thể xuất hiện một khoảng thời gian bảo thạch. Các ngươi không nên tin nàng, nàng sa đọa, nàng vì kéo dài sinh mệnh, ăn cắp hắc ám năng lượng, hiện tại nàng đã bị hắc ám năng lượng ăn mòn. Kim Tứ vội vàng nói. Cổ nhất sắc mặt đều đen, mẹ nó, ngươi muốn chút mặt được không? Ở trước mặt vu oan ta. Hơn nữa còn là ngay trước ta cùng ta còn có mặt của ta. Cổ nhất tức giận thổ huyết, có thể là lại thấy thật sâu vô lực. Quả nhiên liền không nên cùng Kim Tứ nói nhảm, vẫn là động thủ tới thực tế. Ra tay đi. Cổ nhất ngạo nghễ nói ra thời khắc này cổ nhất vô cùng tự tin. Coi như là kim tứ lại như thế nào, nàng có thể giết kim tứ một lần, liền có thể giết lần thứ hai. Mà lại, lần này không giống với lần trước, lần này nàng có thể là triệu hoán đến thiên quân vạn mã. Trăm ngàn cái chính mình, thậm chí có chút thực lực của chính mình mạnh hơn mình. Có chút thì là yếu hơn mình, bất quá mạnh yếu bổ sung một thoáng, trên cơ bản liền không sai biệt lắm. Cái này không được đâu. Kim tứ một mặt khó xử nhìn xem cổ nhất. Ta cho ngươi cầu xin tha thứ cơ hội. Cổ Nhất lạnh lùng nói: Có qua có lại, ta lát nữa không đánh mặt. Kim Tứ nói ra: Bao quát các ngươi hết thảy Cổ Nhất đều là. Chương 1095. Thật là lớn viên bi, canh thứ nhất, cầu nguyệt phiếu cầu đặt mua. Nguồn: Mê truyện audio.com. Cổ Nhất cười lạnh, hiện tại có đánh hay không mặt cũng không phải ngươi có thể quyết định, là ta. Kim Tứ, ta phát hiện có lúc ngươi là thật xuẩn. Có thể là tiếp theo một cái chớp mắt, Cổ Nhất bộ mặt đường nét biến hình cổ nhất trực tiếp bay ra ngoài, kim tứ trên thân bốc lên hồng quang. Chung quanh cổ nhất tất cả đều sắc mặt kịch biến. Kim tứ trên người khí tức phi thường mạnh mẽ, mạnh mẽ có chút không bình thường. Cổ nhất chính thể bụng mặt đứng lên. Mã Đức, đã nói xong không đánh mặt đâu. Lời hứa của ngươi bị chó ăn rồi sao? Tiểu cổ, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, không nên cảm thấy gọi tới người giúp đỡ, ngươi là có thể khinh thị ta. Kim tứ treo chọc ngữ khí nói ra. Đúng vào lúc này, mặt khác cổ nhất cũng ra tay rồi tính ra hàng trăm si rác màu đỏ tươi xiền xích bắn về phía kim tứ, đem kim tứ trói thành bánh chưng. Chẳng qua là, si rác bản thể đều đã nhét tiếng vào trong bụng. Dùng tên si rác mệnh danh ma pháp, đối kim tứ cũng không có chút ý nghĩa nào. Mặc dù ma pháp này là mấy trăm cái cổ nhất đồng thời phóng thích. Kim tứ thân hình chấn động, trong chốc lát, tất cả màu đỏ tươi xiền xích đồng thời chấn vỡ. Đầy trời sương đỏ lại vì tán đi. Kim tứ giang hai cánh tay, cái kia đầy trời sương đỏ bắt đầu vây quanh kim tứ hình thành một cái to lớn màu đỏ tươi gió lốc, đem hết thảy cổ nhất đều quay quanh trong đó. Bốn cái cổ nhất đồng thời theo tứ phía, cầm trong tay vi ti thần thánh chi kiếm đâm về phía kim tứ. Phanh, kim tứ đột nhiên phân thân, bốn cái kim tứ đồng thời tay không vào giao sắc. Bát tác đặc biệt chi lôi. Mấy chục đạo hồng sắc thiểm điện bắn về phía kim tứ. Kim tứ lần nữa phân thân, bốn cái biến thành mấy chục cái. Đồng thời mỗi cái phân thân đều mang khác biệt vũ khí. Thiểm điện liên. Thạch cự nhân. Mưa tên kiếm nhận phong bạo, bảo tuyết. Ám ảnh tiễn. Thần thánh phán quyết. Vĩ thú ngọc. thủ giới hàng lâm. Lục thức. Mỗi cái phân thân đều tại người sử dụng khác biệt kỹ năng. Trong lúc nhất thời, tại màu đỏ tươi gió lốc bên trong, bị đủ loại đủ mọi màu sắc kỹ năng cùng ma pháp nơi bao bọc. Rất nhiều cổ nhất cũng là xem trận mắt hốc mồm. Muốn nói ma pháp số lượng, các nàng nói thứ hai, không người nào dám nói đệ nhất. Các nàng nắm giữ lấy bút ốp theo Vishanti, bên trong chỗ ghi lại ma pháp số lượng có thể nói là con số thiên văn. Có thể là, tất cả ma pháp đều thuộc về bạch ma pháp thuộc loại, số ít mấy cái gì thường ma pháp, thuộc tính chênh lệch cũng không lớn. Có thể là kim tứ không giống nhau, kim tứ cùng phân thân của hắn sử dụng kỹ năng cũng quá hỗn tạp. Lộn xộn cái gì ma pháp cùng kỹ năng đều có, cái gì thuộc tính đều có. Một khỏa vĩ thú ngọc quán xuyên màu đỏ tươi gió lốc, bắn về phía nơi xa, mười mấy ngọn núi đều bị sang bằng. Kim tứ cùng cổ một liếc nhau, cổ nhất nói ra, chuyển sang nơi khác đánh. Khả năng này là Kim Tứ cùng cổ nhất duy nhất chung nhận thức. Cổ vừa mở ra một cái truyền tống môn, Kim Tứ cũng mặc kệ đối diện là chỗ nào, trực tiếp nhảy vào truyền tống môn bên trong. Hết thảy cổ nhất cũng đều theo vào đến, hoặc là chính mình mở ra truyền tống môn. Nơi này là địa ngục, chỉ bất quá đây là một cái nát vùng địa ngục, trước đó ma thần đại chiến chiến trường. Tại đây bên trong, mặc kệ là Kim Tứ vẫn là tất cả cổ nhất, đều không cần lại lo lắng ma pháp của mình sẽ tạo thành thương vong ít nhất cổ nhất nhóm đều sẽ không đóng tâm trong địa ngục thương vong nguyên bản liền nát vụn địa ngục giờ phút này càng bị kim tứ cùng một đám cổ nhất đánh chia năm xẻ bảy chẳng qua là càng đánh các nàng thì càng trái tim băng giá mặc dù các nàng tập kết mấy trăm cái chính mình có thể là đối mặt với kim tứ các nàng càng đánh càng thấy vô lực đi qua nàng còn không có cảm thấy kim tứ có cùng sao mạnh mẽ những năm này hắn đến cùng đã trải qua cái gì thế mà trở nên mạnh mẽ như thế mạnh mẽ thậm chí có chút không thể tưởng tượng nổi không chỉ là trên lực lượng mạnh mẽ, đặc biệt là kim tứ năng lượng cơ hồ vô cùng vô tận. Mười mấy cái cổ nhất bụng mặt, gom lại cùng một chỗ. Hết thảy cổ nhất đều là mặt mũi bầm dập. Lòng đầy căm phẫn trừng mắt kim tứ. Không được, lại tiếp tục như thế, các nàng đều không mặc hồi trở lại thời gian của mình tuyến. Mười mấy cái cổ nhất hợp lại mà tính, không được, đạt được đại chiêu. Này mười mấy cái cổ nhất đồng thời ra sức. Trên bầu trời xuất hiện một cái to lớn vô cùng truyền tống môn một cái che khuất bầu trời khổng lồ truyền tống môn, tinh không bắn ra. Một khỏa to lớn hành tinh xuất hiện tại địa ngục vùng trời. Đó là một cái mọc ra mặt người hành tinh. Một cái so địa ngục còn muốn tinh cầu khổng lồ. Cho dù là kim tứ đối mặt với hành tinh khổng lồ này cũng là nhìn mà than thở. Y thương. Y thương. To lớn bóng mờ bao phủ địa ngục vùng trời. Đây là một cái to lớn sinh mệnh hành tinh, hoặc là gọi hành tinh sinh mệnh. Bọn hắn là cái vũ trụ này cổ xưa nhất tồn tại tính mạng của bọn hắn lịch trình quán xuyên toàn bộ vũ trụ đồng thời bọn hắn cũng có được không có gì sánh kịp lực lượng theo tính mạng của bọn hắn không ngừng kéo dài bọn hắn lực lượng cũng đang không ngừng góp nhặt đồng thời bọn hắn cũng sẽ lẫn nhau thôn phệ có thể kéo dài đến nay hành tinh sinh mệnh bọn hắn lực lượng đã đạt đến tiếp cận với vô hạn mức độ cái hành tinh này sinh mệnh không cùng kim tứ nói nhảm cũng không có hỏi hiện tại là tình huống như thế nào cái kia tờ mặt người hé miệng trong miệng bắt đầu lấp lánh bạch quang đó là diệt thế công kích cho dù là cách xa nhau mười mấy vạn cây số y nguyên cảm nhận được tận thế cảm giác áp bách thật là lớn viên bia kim tứ nhìn về phía hành tinh sinh mệnh bản thể trực tiếp hóa thành cự viên hình dáng liền kim tứ hiện tại nhân loại hình dáng cho dù là có tiên nhân cảnh giới cũng không thể có thể đỡ nổi nghề này tinh sinh mệnh mạc nhật nhất kích cự viên một khi xuất hiện hết thảy cổ nhất cùng nhau lui ra phía sau kim tứ trên thân chỗ phát ra chính là trước nay chưa có khủng bố cho dù là tại phụ cận các nàng cũng là ác mộng cảm thụ cự viên há mồm nhắm ngay chân trời, trong miệng ấp ủ một khỏa vĩ thú ngọc. Màu đỏ tươi. Vĩ thú ngọc. Hành tinh sinh mệnh cùng cự viên cơ hồ là đồng thời ra tay. Lối ra. Màu đỏ cùng ánh sáng màu trắng trực tiếp tại số vạn cây số không vực đánh vào cùng một chỗ. Cũng không có sơ tuyển đỏ trắng dặn có quá trình. Cột sáng màu trắng trong nháy mắt bị đánh tan. Hồng sắc quan trụ không thể ngăn cản đánh vào hành tinh sinh mệnh mặt bên. Toàn bộ tinh cầu mặt bên bị oanh ra một cái đường vòng cung. Y thương. Hành tinh sinh mệnh phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét, đang lúc Kim Tứ coi là công kích của mình chọc giận tới hành tinh sinh mệnh, hắn dự định cùng mình liều mạng thời điểm. Hành tinh sinh mệnh thân thể đột nhiên bắt đầu hóa thành lưu quang, sau đó ngừng lại hướng phương xa. Cự viên hình dáng Kim Tứ sững sờ nhìn về chân trời, nhìn xem đã tan biến tại trên trời cao hành tinh sinh mệnh. Nửa ngày cũng không có dư vị tới, lẩm bẩm nói: Làm sao? Làm sao lại chạy? Ta còn muốn lấy ra chơi. Kim Tứ cúi đầu nhìn về phía dưới chân một đám cổ nhất. Cái kia. Các ngươi có thể hay không nhiều triệu hoán mấy cái tới. Cổ nhất nhóm đối mắt nhìn nhau, sau đó yên lặng tránh đi Kim Tứ ánh mắt. Vừa rồi mười mấy cái cổ nhất hợp lực triệu hồi ra một cái hành tinh sinh mệnh, hiện trường mấy trăm cổ nhất, cho dù là triệu hoán, cũng chính là triệu hồi ra mười cái hành tinh sinh mệnh. Mà kết quả rất rõ ràng, mười cái hành tinh sinh mệnh, đỉnh thiên cũng chính là cho Kim Tứ đưa đồ ăn. Nhanh lên triệu hoán, bằng không, ta liền nhục nhã các ngươi kim tứ đã đủ. Cổ Nhất chính thể ra mặt. Không có cách, tỉ muội của nàng nhóm đều sắp bị kim tứ đánh thành đầu heo. Trận chiến đấu này là thật không có cách nào đánh rơi xuống. Chương 1096. Cổ Nhất phá cục canh thứ hai, cầu nguyệt phiếu cầu đặt mua. Nguồn. Mê truyện audio.com. Một chút không biết kim tứ cổ nhất hiện tại đã hiểu rõ. Vì cái gì chính mình tốt như vậy tính tình, thế mà sẽ cùng kim tứ nháo đến không chết không thôi mức độ đến mức những cái kia nhận biết kim tứ cổ nhất. Thì là một bộ ta liền biết là vẻ mặt như thế. Đánh tới lúc này, tất cả cổ nhất đều biết, các nàng đánh không lại kim tứ. Nếu như kim tứ thật hạ lời của sát thủ, các nàng ít nhất phải chết một nửa người. Cổ nhất đã không muốn lại đánh, tiếp tục đánh xuống nàng cũng không thắng được. Dù sao liền đại chiêu bên trong đại chiêu đều dùng đến. Có thể là yên nguyên không có có thể làm sao kim tứ. Loại cảm giác này hỏng bét thấu. Ngươi dự định nhận thua sao? kim tứ dĩ nhiên muốn đắc ý dù sao mình có thể là đánh bại chí tôn pháp sư mà lại là vĩ đại nhất chí tôn pháp sư đến mức tương lai vị kia phù thủy tối thượng đừng làm rộn cái kia chọc cười có thế không xứng với chí tôn pháp sư cái này danh hiệu đúng vậy ta nhận thua cổ gật gật đầu như vậy là không phải liền mang ý nghĩa ngươi tiếp nhận trở thành nữ nhi của ta sự thật này mặt khác cổ nhất tất cả đều một mặt kinh ngạc các nàng không biết kim tứ cùng cổ nhất tại sao phải chiến đấu bất quá căn cứ tin tưởng nguyên tắc của mình các nàng không do dự liền gia nhập chiến đấu bây giờ mới biết bọn hắn khai chiến nguyên nhân thực sự các nàng không biết cụ thể muốn làm sao kỹ thuật có thể là các nàng rõ ràng hơn ma pháp kỳ diệu rất nhiều chuyện cũng có thể biến thành sự thật mà lại kim tứ không phải người bình thường đánh nhất định phải đánh tuyệt đối không thể thỏa hiệp cho dù là đi qua cùng kim tứ chung đụng miễn cưỡng vẫn tính hòa hợp cổ nhất cũng kiên quyết không thể tiếp nhận loại sự tình này lão nương đem ngươi trở thành huynh đệ ngươi lại muốn làm lão tử ta này loại hành vi thực sự quá ác liệt. Chẳng qua là, cổ nhất chính thể hiện tại đã không có tiếp tục chiến đấu đi xuống dục vọng rồi. Bất quá đối với Kim Tứ, cổ nhất coi như không nghe thấy. Cổ vừa quay đầu lại nhìn về phía khác biệt chính mình. Các ngươi đều hồi trở lại riêng phần mình thời gian đi thôi. Mặt khác cổ nhất chần chờ một chút, các nàng cuối cùng vẫn tiếp nhận nàng kiến nghị. Cổ nhất trên người lục quan nở rộ, đem thời gian khác đường cổ nhất đưa trở về. Tiểu cổ, cho cái lời chắc chắn, ngươi đến cùng là thái độ gì? ta sẽ không tiếp nhận loại sự tình này mãi mãi cũng đừng nghĩ tiểu cổ không nên phản kháng vận mệnh ngươi đại biểu không được vận mệnh ta quyết định không được vận mệnh có thể là ta có thể quyết định xuất thân của ngươi ta sẽ không nhường ngươi được như ý rất nhanh ta liền muốn đạt được nhìn xem kim tứ cần ăn đòn biểu lộ cổ nhất càng ngày càng tức giận có thể là đối mặt kim tứ mạnh mẽ nàng lại thấy thật sâu vô lực đúng vào lúc này cổ nhất gỡ xuống phần cổ treo iop agamoto Kim Tứ, nếu như ta dùng Infinity Game làm trao đổi đâu? Chỉ cần ngươi không can thiệp nữa mệnh ta vận, viên này Eye of Agamotto liền là của ngươi. Kim Tứ một mặt không thể tưởng tượng nổi. Ngươi có muốn hay không chơi lớn như vậy? Ta là nghiêm túc, chỉ cần một câu nói của ngươi, viên này Infinity Game liền là của ngươi. Kim Tứ một mặt kiên định. Thôi được rồi, ta càng muốn nhường ngươi trở thành nữ nhi của ta, này càng thú vị. Đây vừa vặn là cổ nhất nhất đầu nhất địa phương. Kim Tứ hành động, đơn thuần chính là vì thú vị. Cùng nàng qua đi đối phó những cái kia nhân vật phản diện hoàn toàn khác biệt. Không vì thống trị thế giới, không vì giết người phóng hỏa, liền chỉ là vì thỏa mãn chính mình ác thú vị. Kim Tứ, có lẽ ta đánh không lại ngươi, có thể là ta có thể tự sát." Cổ Nhất nói ra. Kim Tứ một mặt cổ quái nhìn xem Cổ Nhất. "Ngươi cùng ta nói đùa sao? Ngươi có thể là chí tôn pháp sư, ngươi nói ngươi muốn tự sát." "Đúng vậy, mặc dù ngươi cuối cùng thành công, có thể là ngươi bất tử nữ nhi của mình cảm giác tội lỗi sẽ vĩnh viễn nương theo lấy ngươi. Cổ nhất nói ra. Kim tứ biểu lộ trong nháy mắt động lại, ta thảo, bị ngược lại đem nhất quân. Nếu như mình đáp ứng cổ nhất, như vậy cổ nhất sẽ không phải chết, có thể là nàng cũng không còn là nữ nhi của mình. Nếu như mình không đáp ứng, chính mình mặc dù thành công, chính mình cũng sẽ trở thành bức tử nữ nhi hung thủ. Ta có khả năng phục sinh ngươi. Kim tứ nói ra. Không, có lẽ ta đánh không lại ngươi, có thể là nếu như ta muốn chết, không ai có thể cứu sống cổ nhất sắc mặt kiên định kim tứ thống khổ hơn nhìn xem kim tứ cái kia vẻ mặt thống khổ cổ nhất lần thứ nhất cảm nhận được người thắng vui vẻ được a à, ta đáp ứng infinity game cho ta đi kim tứ đột nhiên một mặt thoải mái nói ngươi thật đáp ứng đúng vậy ta đáp ứng có muốn hay không ta thề hoặc là ký cái gì khế ước cổ nhất nhìn chăm chú kim tứ nàng thật có điểm không tin kim tứ sẽ dễ dàng như vậy đáp ứng Quá dễ dàng lấy được thắng lợi ngược lại nhường cổ nhất có một loại cảm giác không chân thật bất quá cổ nhất cho tới bây giờ không nghĩ tới kim tứ sẽ chân chính hết lòng tuân thủ hứa hẹn cổ một mở bàn tay iop agamoto bay lên rơi xuống kim tứ trong tay kim tứ không nghĩ tới cổ nhất sẽ dễ dàng như vậy đem infinity game đưa cho mình thời gian bảo thạch dùng như thế nào kim tứ nghĩ đến chỉ cần mình học xong thời gian bảo thạch sử dụng phương thức đến lúc đó cổ nhất tự sát cũng vô dụng nàng chết một lần chính mình liền thời gian sử dụng ở giữa bảo thạch quay lại thời gian, tự như là ảo giác như thế. Thời gian bảo thạch là phức tạp nhất Infinity Game. Cổ nhất nói ra. Cho nên phải học được sử dụng thời gian bảo thạch là nhất trường ra. Xả đạm đi, trong tương lai tử khoai tinh mới vừa lên tay liền sẽ dùng, ngươi hẳn là cũng thấy qua cái kia tương lai đi. Ngươi nói là diệt bá đi, hắn tại thu hoạch được Infinity Game trước đó, liền đã ngồi qua công khóa, mà lại hắn cũng không là sử dụng Infinity Game, mà chỉ là đơn thuần lực lượng thời gian bảo thạch lực lượng mà thôi. Ta cũng chỉ mong muốn học chiêu kia." Kim Tứ nói ra. Kim Tứ cầm lấy vẫn là i of Agamoto, thử kích phát thời gian bảo thạch lực lượng. Có thể là không có cách nào kích phát ra đến, tự hồ muốn đặc biệt phương thức mới có thể sử dụng. Vô dụng, vì để tránh cho ngươi đảo loạn thời gian, cho nên ta đem Infinity Game thiết trí phong ấn." Cổ Nhất nói ra. Ngươi này cũng quá đáng rồi, nếu cho ta Infinity Game, thế mà còn thiết trí phong ấn, bất quá ta tha thứ ngươi, ngược lại ta có nhiều thời gian nghiên cứu mở ra phong ấn." Kim Tứ cười ha hả nói. Tiểu cổ, ta đột nhiên muốn đổi ý, làm sao bây giờ? Trong dự liệu kết quả. Cổ nhất thản nhiên nói. Cho nên, ngươi muốn làm sao? Ta nghĩ đến một cái biện pháp, ta từ đầu đến cuối đều làm nhầm phương hướng. Cổ nhất nói ra. Tiểu cổ, ngươi lại muốn chỉnh cái gì yêu thiêu thân? Kim Tứ cảnh giác nhìn xem cổ nhất. Rất nhanh ngươi sẽ biết. Cổ nhất rõ ràng không có ý định trả lời Kim Tứ nghi vấn. Kim Tứ nhìn xem cổ nhất, suy đoán cổ nhất chuẩn bị ở sau khả năng ngay tại viên này thời gian bảo thạch lên. Kim Tứ lập tức giơ tay lên, dự định đem Ai of Agamoto ném mất. Có thể là đúng vào lúc này, Ai of Agamoto lại lóe lên lục quan. Thấy lục quan kia, Kim Tứ vô ý thức liền muốn muốn chạy. Có thể là lục quan lại nhanh hơn hắn, trong nháy mắt đem Kim Tứ bao phủ. Cổ nhất bình tĩnh nhìn bị lục quan bao phủ Kim Tứ. Ngươi đoán được ta là như thế nào phá giải âm mưu của ngươi sao? Chương 1097 Đưa đi tương lai Nguồn Mê truyện audio.com Kim Tứ không muốn biết, hắn hiện tại chỉ muốn chạy trốn Bất quá Infinity Game lực lượng, không phải dễ dàng như vậy thoát khỏi Tuy nói, chỉ bằng vào một khỏa Infinity Game, muốn đánh bại Kim Tứ cơ hồ là không thể nào Có thể là Infinity Game tác dụng chân chính không là có thể đề cao nhiều ít chiến lực, mà là chúng nó sinh ra quy tắc Cổ nhất đây cũng là binh đi nước cơ hiểm, đem Infinity Game làm làm mồi nhử nàng đã sớm tại Infinity Game bên trên bố trí ma pháp, chỉ cần Infinity Game rơi xuống kim tứ trong tay, ma pháp liền sẽ kích hoạt. Ai of Agamotto không ngừng phóng xuất ra ánh sáng màu xanh lục, thời gian tại kim tứ trên thân sinh ra tác dụng. Kim tứ cố gắng đào thoát thời gian ước thúc, có thể là thời gian là so không gian càng khó đột phá hàng rào. Chỉ có Infinity Game mới có thể đối kháng Infinity Game, nói đứng dậy liền là pháp tắc va chạm. Kim tứ lực lượng vô cùng cường đại, có thể là không có pháp tắc liền vô pháp cùng Infinity Game đối kháng. Đột nhiên, Kim Tứ nghĩ đến, chính mình mặc dù không không có có Infinity Game. Có thể là, chính mình có không gian bảo thạch năng lượng. Kim Tứ lập tức khống chế không gian bảo thạch năng lượng, quấy nhiễu thời gian bảo thạch chỗ chế tạo ra bình chứng. Không gian bảo thạch năng lượng tại Kim Tứ trên thân hình thành một tầng hộ thuẫn. Thời gian cùng không gian năng lượng lẫn nhau quấy nhiễu. Cổ vừa thấy được tình hình này, vẻ mặt không khỏi nhất biến. Kim tứ trên người không gian bảo thạch năng lượng rõ ràng còn chưa đủ để cùng thời gian bảo thạch chống lại mà lại cả hai tự hồ tại phát sinh một loại nào đó phản ứng hóa học. Có lẽ là vật lý phản ứng. Ngược lại hai loại năng lượng đang không ngừng va chạm cùng giao hòa. Này loại năng lượng hỗ trợ lẫn nhau nhường kim tứ thân hình bắt đầu vặn vẹo. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cổ Nhất cảm giác được nguy hiểm, lập tức mở ra truyền tống môn. Chân trước vừa bước vào truyền tống môn bên trong, hai cổ năng lượng đã phát sinh nổ tung. Cổ Nhất cùng truyền tống môn đều bị lan đến gần cổ nhất nôn một nguồn máu không để ý thương thế lập tức một lần nữa mở ra truyền tống môn hồi trở lại tới địa ngục thời khắc này địa ngục vẫn còn trong hỗn loạn hỗn loạn năng lượng tùy ý tại nát vụn trong không gian chạy tán loạn cho dù là cổ nhất cũng thấy nguy hiểm đặc biệt là thời khắc này nàng còn thân chịu trọng thương có thể là cổ nhất vẫn là hướng phía nổ tung trung tâm đi qua địa ngục cũng không là một cái hoàn chỉnh tinh cầu mà là một khối to lớn lục địa mà tại bạo tạc về sau địa ngục đã bị tạc thành mười mấy khối nhỏ bé lục địa tại địa ngục trong không gian nổi lơ lửng chẳng qua là không thấy kim tứ tung tích cổ nhất tầm mắt lấp lóe không yên nàng không xác định kế hoạch của mình có thành công hay không cổ nhất kế hoạch rất đơn giản đem kim tứ trục xuất tới viễn cổ khẳng định là không được như vậy thì đem kim tứ đưa đến tương lai đưa đến nàng xuất sinh về sau thời đại tốt nhất là có thể đưa đến nàng tồn tại thời đại về sau vì thế nàng cơ hồ đã dùng hết toàn bộ ma lực đến mức cụ thể có thể đưa đến tương lai thời gian nào nàng cũng không xác định dù sao kim tứ vị trí thời gian là trước công nguyên, khoảng cách nàng xuất sinh liền đã có hơn 1.000 năm thời gian. Còn nữa, kim tứ lực lượng quá mức mạnh mẽ. Muốn đem cường đại như vậy người đưa đến tương lai thật không phải chuyện dễ dàng gì. Mặc dù có Infinity Game lực lượng, cổ nhất yên nguyên vô cùng miễn cưỡng. Kim tứ chỉ thấy hết thảy trước mắt đều đang nhanh chóng đi tới. Kim tứ thân thể căn bản là không khống chế được. Ý thức vẫn luôn tại, có thể là thân thể theo không kịp ý thức. Kim tứ thử mấy lần, đều là dùng thất bại chấm dứt, Bên người màu lam cùng năng lượng màu xanh lục còn tại lẫn nhau tác dụng, còn tại chế tạo hủy diệt tính năng lượng. Kim Tứ biết mình tại tiến hành thời gian du lịch. Muốn dừng lại, chỉ có thể chờ đợi thời gian bảo thạch lực lượng tan biến. Kim Tứ suy tính thật lâu, quyết định mạo hiểm thử một lần. Đem thời gian bảo thạch năng lượng hấp thu. Kim Tứ đối với hấp thu đủ loại rối loạn năng lượng, có vô cùng kinh nghiệm phong phú. Thời gian bảo thạch năng lượng mới vừa tiến vào thân thể, Kim Tứ liền cảm nhận được thân thể khí quan bắt đầu cấp tốc suy yếu làm khí quan suy yếu đến cực hạn, bồ đề lão tổ lưu tại kim tứ trong cơ thể cơ chế lập tức kích hoạt. Kim tứ thân thể lại bắt đầu nghịch hướng trưởng thành, theo lão niên biến thành tráng niên, thanh niên, thiếu niên, hài nhi. Lực lượng thời gian đang không ngừng đem kim tứ trưởng thành gia tốc đến cực hạn. Mỗi thời mỗi khắc, kim tứ đều tại trải qua lấy thân thể luân hồi. Kim tứ oán chính mình sư phụ lâu như vậy. Lần này cuối cùng cảm thấy, sư phụ làm một kiện việc đời. Nếu như không có sư phụ thả ở trong cơ thể mình cấm chế, chỉ sợ chính mình sẽ bị này lực lượng thời gian mại chết bồ đề lão tổ cấm chế cho dù là lực lượng thời gian cũng không cách nào sang bằng kim tứ thân thể tại luân hồi cùng tuần hoàng bên trong lần lượt nặng diễn kim tứ bắt đầu lý giải năng lực của mình hiểu chính mình như thế nào vượt qua thời không ân nói đơn giản liền là cái rắm dùng không có thật giống như ngươi biết mình biết đi đường có thể là ngươi không biết mình bước đi nguyên lý hiện tại kim tứ biết dùng bồ đề lão tổ lại nói cái này là ngộ đạo nếu như tất cả ngộ đạo đều là như vậy. Kim Tứ thà rằng không ngộ đạo. Kim Tứ thân thể lần lượt trải qua sinh lão bệnh tử. Mà lại là mỗi phút mỗi giây đều tại trải qua. Dần dần, Kim Tứ hiểu rõ thời không pháp tắc. Mặc dù chỉ là hết sức thô thiển thời không pháp tắc. Có thể là Kim Tứ đã bước ra bước thứ nhất. Kim Tứ thử nghiệm khống chế thời không lực lượng. Dừng lại. Kim Tứ sử xuất hồng hoang lực. Trong chốc lát, thời gian dừng lại. Nguyên bản đang nhanh chóng trôi qua thời gian, trong phút chốc dừng lại. Có thể là sau một khắc, thời gian lại bắt đầu buông lỏng. Vẹn vẹn chẳng qua là một phần vạn dây ngừng nhất thời. Kim tứ cơ hồ là toàn lực ứng phó. Kim tứ không kịp làm càng nhiều suy nghĩ, phi tốc lao ra lực lượng thời gian bình chứng. Oanh, tại một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang bên trong, kim tứ chạm đất. Kim tứ thở hồng hộc, kim tứ đã thật lâu không có mệt mỏi như vậy. Cho dù là tại lúc trước cùng tô Rác trong chiến đấu, mặc dù một dạng là toàn lực ứng phó, có thể là kim tứ yên nguyên thành thạo điêu luyện có thế là chính mình chẳng qua là dừng lại một phần vạn giây, thế mà dùng cơ hội tất cả lực lượng. Cuối cùng còn lại lực lượng cũng là dùng tại chạy trốn lên. Kim tứ đụng nát tòa thứ nhất mỏm núi, nằm tại trong hố lớn thở hào hỉnh. Thân thể lại biến thành hài đồng tư thái. Khôi phục một chút khí lực, này mới tìm khúc gỗ làm quải trường, miễn cưỡng đi ra núi rừng. Hiện tại đừng nói là ngự không phi hành, liền đi đều có chút cố hết sức. Mãi cho đến một tòa thành trì trước, Kim Tứ không biết hiện tại là cái gì triều đại. Kim Tứ quần áo tả tơi, vừa tới cửa thành liền bị xem như là tiểu ăn mày, ngăn ở ngoài thành. Mặc dù ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, bất quá mình bây giờ ngoại trừ ra vẻ đáng thương, cũng không có biện pháp nào khác. Công lực mặc dù đang khôi phục, bất quá điểm này dọc tăng trưởng tốc độ, Kim Tứ cũng làm không là cái gì. Kim Tứ thử mấy lần vận chuyển công lực, có thể là vẫn như cũ như ốc sên một dạng thông thả. Kim Tứ đang định tìm chỗ đặt chân. Mấy cái người trong giang hồ đi theo Kim Tứ mặc dù kim tứ hiện tại công lực không có khôi phục bất quá tai mắt vẫn là một dạng mấy người kia lặng lẽ ẩn núp đến chỗ tối chờ kim tứ đi ngang qua thời điểm theo âm thầm nhảy ra một cung nắm kim tứ gõ té xuống đất lên kim tứ liền trực tiếp nằm trên mặt đất giả chết mấy cái kia người giang hộ đem kim tứ ném ở trên xe ngựa trên xe ngựa còn có mấy cái cùng kim tứ một dạng tên ăn mày đều là bị đánh cho bất tỉnh nhóm người này không phải là bọn buôn người a à, kim tứ trong lòng suy nghĩ gần nửa ngày thời gian mấy cái kia người giang hồ đem xe ngựa lái vào một cái sơn cốc bên trong. Này cửa vào sơn cốc chỗ còn đứng thẳng bi văn, tiêu giao cốc. Đến cốc bên trong, Kim Tứ cùng một đám tên ăn mày liền bị một chậu nước lạnh dội tỉnh. Chung quanh mấy cái uy vũ có lực người trong võ lâm, vứt xuống mấy thanh đao kiếm. Trong đó cầm đầu nam tử mặc áo hồng lạnh lùng nói ra. Hiện tại, các ngươi chỉ cần đem bên người người giết chết một cái, liền có thể vào ta tiêu giao cốc. Chương 1098 Tiêu giao cốc Nguồn mê truyện audio com ta tại sao phải nghe ngươi một tên ăn mày hết sức có một loại mệnh ta do ta không do trời khí khái sau đó nam tử mặc áo hồng nâng lên một chưởng cách không trực tiếp cho tên ăn mày làm giải phẫu mổ sọ mặt khác tên ăn mày run lẩy bẩy không dám tiếp tục nhiều lời Dùng dập nhặt lên trên mặt đất đao kiếm chuẩn bị cùng với những cái khác tên ăn mày phân ra cái sinh tử bất quá rất nhanh kim tứ hài đồng này tư thái dẫn tới đại bộ phận tên ăn mày chú ý những tên khất cái này từng cái đều là so như tiều tùy gầy như que củi. Trong tay có thể có mấy phần khí lực. Muốn giết mặt khác tên ăn mày, không dám nói khó như lên trời, ít nhất nguy hiểm rất lớn. Có thể là nếu như chẳng qua là giết một đứa bé con, vậy liền dễ dàng rất nhiều. Một đám người nhìn chầm chầm kim tứ. Kim tứ ra vẻ bối rối, biểu hiện hoảng sợ, nhặt lên trên mặt đất một thanh kiếm. Lúc này, một tên ăn mày đã vội và không nhịn nổi nâng đao hướng phía kim tứ nhào tới. Kim tứ lập tức nâng đao, trực tiếp đem tên ăn mày kia thọc lạnh thấu tim tên ăn mày kia đến chết đều mang vẻ không dám tin. Được rồi, ngươi quá quan. Nam tử mặc áo hồng nói ra. Kim tứ vội vàng vứt xuống đao, chạy chậm ra vòng tròn. Thoạt nhìn thật giống như là cái chấn kinh quá độ hai tử. Người chung quanh chỉ coi kim tứ vận khí tốt, tại dưới tình huống đó thế mà đem người muốn giết hắn cho giết ngược lại. Đến mức những tên khất cái kia thì là một mặt thất vọng. Các ngươi nếu là không muốn chết cũng nhanh chút động thủ, bằng không thì bản tọa sẽ đích thân động thủ, ta tiêu giao cốc không nuôi người nhàn rỗi. Những tên khất cái này bắt đầu tàn khốc máu tanh lẫn nhau chém giết. Cuối cùng bao quát Kim Tứ ở bên trong, chỉ còn lại có 10 người. Các ngươi bây giờ chính là ta tiêu giao cốc đệ tử, bản tọa chính là Phong Vũ Lôi Điện Tứ Đại Hộ Pháp một trong Lôi Minh. Lôi Minh vừa nói vừa nhìn về phía Kim Tứ. Ngươi tên gì? Ta vô danh tự. Kim Tứ nói ra. Về sau ngươi chính là bản tọa đệ tử, ngươi liền gọi Lôi Thiên. Thật không có trình độ. Kim Tứ lọc cọc một câu. Ngươi nói cái gì? tạ ơn sư phụ ban tên cho. Kim tứ vận khí không tệ, bái lôi minh vi sư. Tuy nói phong vũ lôi điện tứ đại hộ pháp chức vị giống nhau, bất quá lôi minh là tứ đại hộ pháp đứng đầu. Chủ yếu là lôi minh tu vi cao nhất, thứ hai thì là hắn đi theo tiêu giao cốc cốc chủ thời gian dài nhất. Hắn mặt khác ba cái hộ pháp đều là nửa đường gia nhập tiêu giao cốc, mà lôi minh thì là cốc chủ đệ tử. Này tiêu giao cốc cho kim tứ cung cấp khôi phục thời gian cùng hoàn cảnh. Đương nhiên, này tiêu giao cốc tuyệt đối không phải địa phương tốt gì ít nhất đối với người bình thường tới nói, nơi này nói là đầm rồng hang hổ cũng không đủ. Lúc trước cùng Kim Tứ cùng nhau gia nhập tiêu giao cốc người, bây giờ chỉ còn lại có Kim Tứ một cái sống sót. Những người khác đã chết, không phải chết người ở bên ngoài trong tranh đấu, mà là chết tại nội bộ lục đục với nhau bên trong. Không có đầy đủ tài năng thiên phú, không có kịp thời thích ứng tiêu giao cốc hoàn cảnh, đây chính là bọn họ nguyên nhân cái chết. Kim Tứ liền không có này phiền não rồi, có lôi minh bảo hộ, bình thường người thật không dám chọc Kim Tứ. Đương nhiên, lôi minh chính mình cũng không phải người tốt lành gì. Kim tứ có thể an ổn làm lôi minh đệ tử, lôi minh thường thường khảo giáo kim tứ tiến cảnh tu vi. Đi qua kim tứ có ba cái sư huynh đệ. Bây giờ chỉ còn lại có kim tứ công việc của một người lấy. Hắn sư huynh của hắn đệ tất cả đều bị lôi minh cho chó ăn. Đảo mắt lại là 10 năm trôi qua, kim tứ tu vi liền phần trăm một đều không khôi phục. Dựa theo này trồng vào độ, chỉ sợ ngàn năm đều có không đủ kim tứ khôi phục. Này chủ yếu là 10 năm trước, Kim Tứ theo thời gian bình chứng bên trong trốn lúc đi ra, lực lượng gần như tại khô cạn. Đúng vào lúc này, bên ngoài viện truyền tới một thanh âm. Lôi thiên, lôi thiên. Ngươi có có nhà không? Không tại. Ồ, ta đi đây, ngươi lúc nào thì trở về a? À? Cùng Kim Tứ đối thoại chính là lôi âm, lôi minh tiểu đồ đệ, cũng chính là Kim Tứ sư đệ, là Kim Tứ về sau thu nhận đệ tử. Lôi âm tuổi tác so Kim Tứ lớn hơn vài tuổi, bất quá đầu óc có chút vấn đề. Lôi Minh sở dĩ sẽ thu lôi âm làm đệ tử, là bởi vì lôi âm ngoại trừ đầu óc không được, luyện võ thiên phú kỳ cao. Rất nhiều cơ sở võ công, chỉ cần một lần liền có thể dung hội quán thông. Nếu như hắn có thể hơi thông minh một điểm, đoán chừng đều có thể làm thời đại này thời đại con trai. Kim Tứ đi ra cửa bên ngoài, đứng tại bên ngoài viện Lôi Âm đang muốn quay người rời đi. Ngươi tìm ta làm cái gì? Lôi Âm. Ngươi tại a? Lôi Âm một mặt mờ mịt. Lôi Âm là Kim Tứ duy nhất không hứng thú xả đạm người. Bởi vì đối thoại với hắn, đầu tiên muốn vứt bỏ lo di. Ngươi nếu là nếu không nói, ta liền ra cửa. Sư phụ tìm ngươi. Ngươi đi giúp ta hồi bẩm sư phụ, liền nói ta gần đây bị bệnh, hiện tại đang choáng đầu hoa mắt, nhu cầu cấp bách một khoản tiền tìm đại phu. Sư phụ nói, mặc kệ ngươi là chết vẫn là bị bệnh, đều đi trước gặp hắn. Lôi Minh đi qua mấy năm đối Kim Tứ hiểu rõ, đã biết Kim Tứ lười nhác. Kim Tứ cũng không phải lần đầu tiên dùng sinh bệnh qua loa tắc trách Lôi Minh. Lôi Minh thường xuyên thở dài, hai cái thiên phú rất tốt đệ tử một cái ngốc một cái lười đều là không có cứu cái chủng loại kia kim tứ suy nghĩ một chút nếu quả thật không đi không chừng lôi minh cái kia lòng già dạ hẹp hòi thật sẽ thế này chết hắn lôi minh thuộc về khống chế dục rất mạnh loại kia hắn không thích người khác ngỗ nghịch hắn bên trên một cái ngỗ nghịch hắn người hiện tại còn chôn ở trong hoa viên kim tứ vẫn là quyết định đi xem một chút lôi minh lại muốn ồn ào loại nào đến kureni lôi đường kim tứ thành thành thật thật hành lễ bái kiến sư phụ lôi minh mắt nhìn kim tứ, giơ tay lên một cái. Đứng lên mà nói. Sư phụ, ngài triệu kiến ta có việc. Bản tọa muốn ngươi chấp hành một hạng nhiệm vụ. Kim tứ vốn cho là, lần này lại sẽ cùng đi qua một dạng, liền là ra cửa giết riêng biệt người. Có thể là lôi minh lập tức lại nói. Cốc chủ bị cầm tù núi võ đang 20 năm, bây giờ thời cơ chín mùi, ngươi đi theo thiếu cốc chủ, bái nhập núi võ đang, tìm cơ hội, chiếm lấy võ đan thiên tạm thần công. Kim tướng nghe nói qua, đời trước tiêu giao cốc cốc chủ là hàng đàm lão nhân, võ lâm đại ma đầu. Hắn bởi vì thua ở võ đang trưởng môn thanh tùng trong tay, cho nên điều động nhi tử chui vào võ đang môn hạ. Kết quả bị thanh tùng phát hiện, không chỉ thế này chết hàng đàm lão nhân nhi tử, còn nắm hàng đàm lão nhân nhốt tại núi võ đang bên trong. Bây giờ tiêu giao cốc thiếu cốc chủ là hàng đàm lão nhân cháu trai, phó ngọc sách. Những năm gần đây, tiêu giao cốc một mực tại âm thầm xúc tích lực lượng, tùy thời báo thù. Kim Tứ cũng không biết lôi minh trong miệng thời cơ chính mùi là thời cơ nào. Bất quá Kim Tứ là thật không muốn động, liền muốn trạch trong nhà. Sư phụ, đệ tử gần nhất võ công ở vào bình cảnh bên trong. Một vị khổ luyện là không đột phá nổi bình cảnh, xuất ngoại đi vòng một chút, tìm tìm cơ duyên, có lẽ liền có thể đột phá bình cảnh. Sư phụ, ngài nhanh đại thọ, đệ tử muốn lưu ngài bên người làm ngài ăn mừng. Lăng. Lão tử sinh nhật còn có hơn nửa năm. Sư phụ, Mưa tung bay hộ pháp có người nữ đệ tử đối ta có hứng thú, đệ tử cảm thấy bây giờ không phải là xuất cốc thời cơ. bất nói nhảm, lại nói nhăn nói cùi, bản tọa liền đem ngươi trưởng đập chết. Kim tứ phiền chết, thật mẹ nói nhiều chuyện. Muốn không liền để chính mình vị này tiện nghi sư phụ chết bất đắc kỳ tử. Kim tứ khóe mắt không có hảo ý quét mắt lôi minh. Lôi minh rõ ràng không biết kim tứ ác độc ý nghĩ, tiếp tục nói. Lần này chui vào võ đan, ngươi cần nghe theo thiếu cốc chủ mệnh lệnh, nếu là có cơ hội, Liên nghĩ biện pháp đem thiên tạm thần công thác ấn một phần. Chương 1099 Vì hòa bình thế giới, canh thứ nhất, cầu nguyệt phiếu cầu đặt mua. Nguồn Mê truyện audio com Phó Ngọc Sách năm nay 20 tuổi, Kim Tứ Thoạt nhìn tự như là Phó Ngọc Sách tiểu thư đồng. Thiếu cốc chủ Kim Tứ tự như là ngây thơ tiểu hài. Về sau gọi ta thiếu gia. Phó Ngọc Sách quét mắt Kim Tứ, có chút bất mãn lôi minh an bài cho hắn tùy tùng, lại có thể là một đứa bé, dạng này một đứa bé, xác định sẽ không hỏng việc. Phải biết lúc trước phụ thân hắn bị võ đang trưởng môn thanh tùng phát hiện. Sau đó một bàn tay khét ở trên tường. Hiện tại hắn muốn làm phụ thân hắn chuyện giống vậy. Hơi không cẩn thận, bọn hắn một hộ khẩu vốn sẽ phải đoàn tụ. Phó Ngọc Sách muốn là loại kia thông minh lanh lợi, không khéo tài giỏi đệ tử. Trọng điểm thể hiện tại tài giỏi lên. Kim Tứ không chỉ tuổi còn nhỏ, hơn nữa còn là nam. Mấu chốt nhất là dung mạo không đẹp xem, Phó Ngọc Sách lòng tham mệt mỏi lôi minh quá không biết làm việc, chính mình cũng đưa ra yêu cầu của mình. Hắn thế mà chỉ tiền cho mình như thế tên tiểu tử tới làm chính mình tùy tùng. Bất quá bây giờ tiêu giao trong cốc nhân tài tàn lụi. Mặc dù hắn đối kim tứ nhiều có bất mãn, có thể là hắn vẫn là miễn cưỡng tiếp nhận cái này an bài. Bởi vì hành trình khẩn trương, cho nên kim tứ đến phó ngọc sách này đưa tin một thoáng liền trực tiếp xuất cốc. Bọn hắn chuyến này là muốn tiến đến dưới chân núi Thái Sơn võ đang trưởng môn thanh tùng cùng hiện thời võ lâm đệ nhất ma đầu vô địch môn môn chủ độc cô vô địch tại thái sơn ngọc hoàng đỉnh ra mắt thanh tùng thua một chiêu bây giờ thân chịu trọng thương đang trốn về sơn môn độc cô vô địch mặc dù hạ lệnh không được truy sát thanh tùng có thể là môn hạ vẫn là phái ra sát thủ truy sát đến dưới chân núi thái sơn tiểu trấn kim tứ đã tới nơi này ngàn năm thời gian trôi qua mặc dù tiểu trấn có biến hóa cực lớn có thể là thái sơn tựa hồ cũng không có biến hóa quá nhiều ngươi đi tìm hiểu một thoáng thanh tùng đi con đường nào đừng bại lộ thân phận của mình cùng hành tung phó ngọc sách nói ra vâng thiếu gia kim tứ đi hai bước lại trở lại phó ngọc sách trước mặt thiếu gia xuất ngoại đi lại đòi tiền phó ngọc sách ném qua tới một thỏi bạc cầm lấy đi kim tứ ước lượng bạc đoán chừng phải có mười lượng bất quá kim tứ trên mặt vẫn là một mặt ghét bỏ thiếu gia ngài ít tại bên ngoài đi lại không biết bên ngoài giá hàng phó ngọc sách ngay ra một lúc hắn thật không biết giá hàng như thế nào Nguyên bản cảm thấy 10 lượng bạc hẳn là đủ đủ. Hiện tại xem ra là chính mình chắc hẳn phải vậy. Cần bao nhiêu? Phó Ngọc Sách hỏi. Thiếu gia, ngài cái kia có nhiều ít? Ngươi để cho ta đem bạc cho hết ngươi. Thiếu gia, tiểu nhân đây cũng là vì kế hoạch có thể thuận lợi. Đều cho ngươi, ta như thế nào ở trọ? Thiếu gia, việc lớn quan trọng, hiện tại tùy ý tìm miếu hoang ở lại chính là. Kim Tứ nói nghiêm túc. Phó Ngọc Sách suy nghĩ một chút, vẫn là đem túi tiền đều ném cho Kim Tứ bên trong đều là mảnh vàng vùng khối, nói ít cũng đáng được mấy trăm lạng bạc trồng. Phó Ngọc Sách nhìn xem Kim Tứ vẻ mặt. Còn chưa đủ. Miễn cưỡng đủ rồi, thiếu gia, ngài trước tìm đặt chân, tiểu nhân ra đi tìm hiểu tin tức, ít thì ba năm ngày, nhiều thì nửa tháng, nhất định hội báo, ngài lưu lại chúng ta tiêu giao cốc ám hiệu, tiểu nhân tìm hiểu tin tức, tự sẽ theo ám hiệu tìm kiếm. Đi thôi. Phó Ngọc Sách tâm tình không tốt. Đi sớm về sớm. Vương nghĩ tới muốn ngủ ngoài trời vùng hoang vu, Phó Ngọc Sách liền cao hứng không nổi. Nhưng là bây giờ cũng không có biện pháp gì. Ra tiêu giao cốc, hắn cũng có chút con ruồi không đầu. Đây cũng là hắn xuất ngoại lịch luyện ít. Điếm tiểu nhị, cho gia thượng hạng rượu thức ăn ngon, tiền bao no. Kim tứ một thỏi bạc đập trên bàn. Điếm tiểu nhị lập tức đem kim tứ coi như tại cha đẻ mẹ. Tìm hiểu cái rắm tin tức, ăn thua gì tới mình. Kim tứ căn bản không có ý định đi tìm hiểu tin tức gì. Chỉ là muốn thừa dịp xuất cốc cơ hội, thật tốt tiêu sái một lần khó được theo cái kẻ lỗ mạng thiếu gia ra tới. Quá dễ lừa gạt, toàn thân gia sản đều cho mình. Như thế ngu ngốc không lợi dụng, cái kia đều có lỗi với chính mình. Kim tứ ăn uống một viên về sau, hài lòng dựa vào nằm trên ghế. Lúc này, tổng đi qua vài người. Mấy người kia đều mặc lấy đạo bào, trong tay cầm kiếm. Cũng đều là người trong giang hồ. Cầm đầu trung niên đạo sĩ vẫn luôn che ngực. Đám người này trước khi đi vội vàng, thoạt nhìn là có người tại truy bọn hắn. Kim tứ sờ lên cái cầm đứng dậy đi theo ra ngoài. Đám kia đạo nhân sau lưng ngoại trừ kim tứ bên ngoài, còn đi theo một đám người xấu. Đây là kim tứ cho bọn hắn dưới định nghĩa, mỗi một cái đều là hình thù kỳ quái. Quần áo cách ăn mặc vô cùng không phải chủ lưu. Cầm đầu là cái thiếu nữ. Ân, thoạt nhìn cùng mình rất xứng đôi. Hai nhóm người tại giả ngoại cuối cùng gặp nhau. Thanh Tùng lão tặc, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Thiếu nữ kêu lớn. Bảo hộ sư phụ mấy cái kia đạo sĩ bày ra trận thế đem thanh tùng hộ ở giữa này hai nhóm người hẳn là võ đang cùng với vô địch môn nếu như dựa theo phó ngọc sách kế hoạch lúc này hắn nên cường thế đột tiến sau đó đem vô địch môn người đánh chạy lại chạy đến thanh tùng bên người biểu thị vãn bối cứu giá chậm trễ bất quá kim tứ rõ ràng không có quyết định này kim tứ nhìn xem hai nhóm người đánh lực lượng ngang nhau võ đang một phương ít người bất quá từng cái đều bản lĩnh bất phàm trái lại vô địch môn một phương trên cơ bản liền là một đám người ô hợp, có thể là không chịu nổi bọn hắn nhân số rất nhiều, trọn vẹn là võ đang một phương gấp ba có thừa. Vô địch môn ba đổi một đều có lợi nhuận. Kim Tứ xem hai phía đánh thảm liệt như vậy. Căn cứ hòa bình thế giới suy nghĩ, Kim Tứ quyết định ra tay. Kim Tứ lấy ra một đầu khăn đen che mặt. Sau đó nhảy đến trong sân, tay trái đánh bay một cái võ làm đệ tử. Võ làm mọi người thấy đối phương cao thủ đến giúp, từng cái đều mặt lộ vẻ kinh hãi. Bị Kim Tứ đánh bay cái kia võ làm đệ tử bản lĩnh khá tốt tại đội ngũ này bên trong, ngoài trừ thanh tùng bên ngoài, liền hắn nhất điêu. Một bên khác vô địch môn thì là vui mừng quá đổi. Ban đầu thương vong nhiều người như vậy, còn không thấy bắt lại võ khi mọi người. Vô địch môn mọi người đã nảy sinh thoái ý, nhưng không ngờ phía bên mình thế mà toát ra một cao thủ. Có thể là, còn không chờ bọn họ cao hứng, Kim Tứ đột nhiên một bàn tay lại chụp chết một cái vô địch môn người. Cái gì? Trong lúc nhất thời, hai bên đều ngạc nhiên nghi ngờ nhìn trước mắt người bịt mặt này, không biết Kim Tứ đến cùng là bên nào đại gia cho ta cái mặt mũi, cứ tính như thế như thế nào. Hai bên đều nghi ngờ không thôi, chỉ có vô địch môn dẫn đầu thiếu nữ hừ lạnh nói. Các hạ người nào, dám can đảm ở này hỏng ta vô địch môn việc lớn. Đã các ngươi hai bên không muốn buông xuống lẫn nhau ân oán, ta đây cũng không thể tránh được. Vì bằng hữu này, không là chúng ta không nguyện ý buông xuống ân oán, thật sự là vô địch môn hùng hổ dọa người. Thanh Tùng dò xét kim tứ, trong lúc nhất thời lại nhìn không ra trước mắt lai lịch thân phận của người này, võ công sâu cạn, Kim Tứ có chút đau đầu, hai bên đều không theo kịch bản đi cái này có thể đi. Bất quá không quan hệ, cho dù là ta một người cũng muốn đi hết kịch bản. Đã như vậy, vậy các ngươi hai phía người liền ra giá đi, người nào ra giá cao, ta liền giúp người nào, chỉ muốn giết sạch một bên khác người, càng qua liền hóa giải. Hai phía người đều có chút im lặng, cái này khách không mời mà đến võ công là cao, có thể là làm việc có chút không đứng đắn. Hừ, ta vô địch tiền cửa, ngươi cũng dám cầm sao? Chương trăm nhạc phụ đại nhân canh thứ nhất cầu nguyệt phiếu cầu đặt mua nguồn mê truyện audio com kim tứ đột nhiên hai tay nâng lên phía trước vài chục trượng bên ngoài một khối mấy trăm cân tảng đá bị cách không nắm lên thanh tùng vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ độc cô phượng đồng dạng cũng là như thế mặc dù cả hai thực lực chênh lệch rất xa có thể là ít nhất hai người nhận biết đều một dạng này vài chục trượng bên ngoài mấy trăm cân tảng đá thế mà bị dạng này lăn không chọc tới vài chục trượng là khái niệm gì một cái thao trường chiều dài không sai biệt lắm cũng là vài chục trường, 50 đến 60 mét. Khoảng cách xa như vậy cách không chập tới một khối nặng như vậy tảng đá. Vậy nói rõ hắn có thể tại ngoài mấy chục thước, tùy tiện lấy tính mạng người ta. Mà lại này loại vô hình vô ảnh công kích, căn bản là không người có thể ngăn cản. Cho dù là như Thanh Tùng cùng độc cô vô địch dạng này tuyệt đỉnh cao thủ, chỉ sợ cũng ngăn không được a. À. Thế nào, này võ công như thế nào? chỉ phải học được này võ công, về sau ngươi liền đem độc cô vô địch nhấn trên mặt đất đánh cũng là dư xài, giết người phóng hỏa, việc ác bất tận, muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn lên nhà ai người vợ liền lên nhà ai người vợ. Đạo lý là như thế cái đạo lý, có thể là Thanh Tùng cảm giác mình cũng là muốn mặc. Thanh Tùng mặc dù tâm động, có thể là hắn thật không dám tiếp nhận kim tứ này võ công. Đến lúc đó coi như là đoạt độc cô vô địch người vợ cũng là chuyện đương nhiên. Thanh Tùng nheo mắt lại nhìn xem kim tứ. Ngươi có điều kiện gì? nếu như ngươi có nữ nhi, liền gả cho ta. Ta không có. Thanh Tùng nhíu mày nói ra. Ta biết a, à, ta nói là nếu như. Ta không có nữ nhi. Ta nói là nếu như, ngươi nghe hiểu được sao? Thanh Tùng trầm ngâm rất lâu, này người đây là ý gì? Hứa một cái không có chút ý nghĩa nào hứa hẹn, sau đó đem bực này thần công truyền thụ cho chính mình. Thấy thế nào đều không ăn thua thiệt, có thể là thế nào xem đều giống như có một cái to lớn bẫy rập đang đợi chính mình thôi được rồi, bần đạo liền bản môn công pháp đều không luyện rõ ràng. Ngươi nói là thiên tạm công đi, đồ chơi kia cần trước giả chết một lần, hướng chết mà sinh. Kim Tứ nói ra. Thanh Tùng ngay ra một lúc, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Kim Tứ. Hoặc là tự phế võ công cũng có thể luyện thành, thiên tạm công sở dĩ gọi thiên tạm công, liền là lấy từ mua dây buộc mình chi ý, tự thân công lực liền là kén, ngươi thiên tạm công luyện càng là thuần thục, công lực càng là thâm hậu, kén thì càng cứng cỏi, tuyệt khó đột phá, chỉ có quên đi tất cả, mới có thể cuối cùng phá kén thành bướm. Thanh Tùng trong lòng lớn kinh, bởi vì Kim Tứ nói tới, vừa vặn cùng bản môn thiên tạm công phù hợp. Hướng chết mà sinh, phá kén thành bướm, mới có thể chân chính thoát thai hoán cốt. Ngươi! Ngươi tại sao lại biết thiên tạm công bí mật? Thanh Tùng ngạc nhiên nghi ngờ nhìn xem Kim Tướng. Ta cho ngươi biết này thiên đại bí mật. Hơn nữa còn dự định đem ta tuyệt thế thần công truyền thụ cho ngươi, liền là kính trọng cách làm người của ngươi, cảm thấy ngươi có khả năng trừ ma vệ đạo, giúp đỡ chính nghĩa, Ngươi có phải hay không cũng hết sức cảm động, sau đó dự định tiếp nhận điều kiện của ta." Thanh Tùng tầm mắt lấp lánh, không khỏi nhìn chăm chú Kim Tứ. Trong đầu của hắn đột nhiên bay lên một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ? Chẳng lẽ mình có nữ nhi? Có thể là điều đó không có khả năng. Chính mình đời này chỉ cùng hai nữ nhân phát sinh qua quan hệ. Chính mình tiếp vợ cả tử đang vì mình sinh hạ một đứa con trai về sau, liền bởi vì khó sinh mà chết. Một người khác thì là? Thanh Tùng đột nhiên nhìn về phía Độc Cô Phượng trong đầu của hắn không tốt suy nghĩ càng ngày càng thịnh. Nhìn cái gì vậy? Lão thất phu. Độc cô Phượng bị thanh tùng chầm chầm toàn thân không được tự nhiên. Tiểu hữu chẳng lẽ nàng. Kim tứ một cái tay đắp lấy thanh tùng bả vai. Đi đến nơi hẻo lánh đi. Thanh tùng, ta là cảm thấy ngươi là người tốt mới cùng ngươi nói. Ngươi nói độc cô vô địch tâm tư hạng gì ác độc, lại muốn nhường độc cô Phượng tự tay giết ngươi, hoặc là liền để ngươi giết độc cô Phượng, dùng cái này báo ngươi năm đó đưa mũ mối hận. Ngươi nói là. Nàng thật chính là nữ nhi của ta. Ngươi nói nếu như Độc Cô Phượng tiếp tục tại Độc Cô vô địch bên người, sớm muộn cũng sẽ bị hắn hại, Độc Cô vô địch người nào ngươi cũng là biết đến, liền ngươi cũng đánh không lại hắn. Ta trước mấy ngày trạng thái không tốt. Thanh Tùng tuyệt đối không thừa nhận chính mình thua. Chính mình chỉ là không có phát huy tốt mà thôi. Này ta biết, nhân phẩm của ta ngươi cũng là biết đến, nếu như ngươi đem con gái của ngươi hứa gả cho ta, tương lai ta cho ngươi dưỡng lão tống chung thuận tiện lại đem độc cô vô địch đầu cầm tới ngươi trước mộ đốt cho ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Vừa nhắc tới nhân phẩm, Thanh Tùng lập tức đối kim Tứ nhân phẩm biểu đạt khẳng định thái độ. Nhân phẩm là không thể nói. Thật không thể nói. Đặt ở chính mình võ đan, đó là vài phút thanh lý môn hộ cấp bậc. Còn nữa, kim tứ không rõ lai lịch, Thanh Tùng làm sao có thể đáp ứng? Lại lại nói, kim tứ hiện tại mới bao nhiêu lớn? Độc cô Phượng so với hắn ít nhất lớn 7-8 tuổi. Việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Thanh Tùng thản nhiên nói: "Ngươi có phải hay không chứng mắt ta?" "Không có chuyện, tiểu hữu võ công cái thế, thiên hạ nắm chắc anh hùng hào kiệt, tương lai nhất định có thể thành tựu một sự nghiệp lẫy lừng." Thanh Tùng nói nghiêm túc: "Chẳng qua hiện nay tiểu hữu tuổi tác còn thấp, đợi mấy năm sau sẽ cùng tiểu hữu trao đổi việc này, tiểu hữu ý như thế nào?" Kim Tứ suy nghĩ một chút, giống như là như thế cái đạo lý. Mình bây giờ nơi đó lông còn chưa mọc đủ, đúng là có chút sớm. "Vậy chúng ta trước quyết định việc này, chờ vượt qua 4 năm." ta liền hướng ngươi cầu hôn. Ha ha. Bây giờ độc cô Phượng trong lòng còn đem độc cô vô địch coi như cha đẻ, ngươi cùng ta cầu hôn cũng vô dụng. Vậy ngươi liền đem thiên tạm biến luyện tốt, quay đầu liền thế này chết độc cô vô địch a à, nhạc phụ. Thanh Tùng trừng thẳng con mắt, lão tử cũng còn không có đáp ứng, ngươi này một ngụm nhạc phụ đều gọi ra tới. Ngươi nếu gọi ta một tiếng nhạc phụ, vậy nhưng không thả ta trở về. Nhạc phụ, xem ngươi lời nói này, ta là như vậy công và tư chẳng phân biệt được người sao. Kim tướng nghiêm trang nói ngươi nếu là cưỡng chế di dời, ta liền cắt ngang chân của ngươi. Thanh Tùng lòng tham mệt mỏi, nói nhiều như vậy, ngươi còn muốn hướng ta muốn tiền chuột. Nhạc phụ, kỳ thật ta cũng là vì ngươi tốt, ngươi bây giờ có thương tích trong người, rời đi bên cạnh ta, sợ là phải bị bọn buôn người bán đi, mà có ta ở đây, liền có thể thật tốt bảo hộ ngươi, ngươi cảm thấy ta nói có ở đó hay không lý. Thanh Tùng dùng cứng đờ nụ cười đáp lại một thoáng kim tứ. Lại nói, ta hiện tại cũng là tại tích lũy lão bà bản, nhạc phụ đại nhân, ngươi coi như không vì ta cân nhắc, cũng phải vì con gái của ngươi cân nhắc đi. Thanh Tùng cảm giác cơ tim tắc nghẽn trọng phạm, ngươi bắt chẹt ta liền vì cho mình tích lũy lão bà bản. Đúng rồi, đêm nay muốn ăn cái gì một mực nói, coi như con rể ta hiếu kính nhạc phụ ngài. Kim Tứ mang theo Thanh Tùng cùng Độc Cô Phượng tiến vào tiểu trấn. Tìm một cái khách sạn ở lại. Chẳng qua là, Độc Cô Phượng tại chỗ liền không cao hứng. Vì cái gì ta muốn cùng ngươi một cái phòng? Độc Cô Phượng bất mãn nói. Vì cái gì ngươi cùng nàng một cái phòng? Thanh Tùng càng bất mãn không có tiền. Có muốn không ngươi cùng Thanh Tùng một cái phòng? Kim Tứ đương nhiên nói. Độc cô Phượng mắt nhìn Thanh Tùng, lại nhìn một chút Kim Tứ. Vì cái gì không thể mở cái thứ ba gian phòng? Trên người ngươi có tiền sao? Không có. Không có ngươi nói trứng. Chương 1101. Đây là vì vĩ đại sự nghiệp tích lũy tiền. Nguồn. Mê truyện audio com Kim Tứ nhìn về phía vô địch môn thiếu nữ kia. Ta không biết dám cầm, còn dám trắng trận cướp đoạt dân nữ ngươi tin hay không ngươi dám thiếu nữ bên người thanh niên giận dữ kim tứ lập tức vén tay áo lên hướng phía thiếu nữ đi qua hôm nay ta liền để ngươi xem một chút ta có dám hay không thanh niên liền vội vàng đem chính mình sư muội ngăn ở phía sau kim tứ bàn tay heo ăn mặn đã đưa tới đúng vào lúc này một cục đá đánh vào kim tứ trên mu bàn tay này cục đá là thanh tùng ném qua tới thanh tùng mặc dù suy yếu bất quá còn chưa tới không có chút nào chiến lược mức độ các hạ cách làm có bội quân tử chi đạo. Ngươi thấy ta giống là quân tử sao? Kim Tứ xem thường nói. Hôm nay ta liền đem lời đặt xuống tại đây, các ngươi tất cả mọi người hôm nay không trả tiền cũng đừng hòng đi. Mong muốn bần đạo tiền, vậy liền xem các hạ thủ đoạn. Tiền tài là chuyện nhỏ, có thể là mặt mũi này can hệ trọng đại. Hắn cùng độc cô vô địch luận võ, thắng thua vậy cũng là bình thường. Nhưng là muốn là bị cái đường về không rõ người đoạt tiền, vậy hắn cùng võ đang như thế nào lại tại giang hồ dừng chân. Kim Tứ nâng lên một chân, trực tiếp đạp gãy bên cạnh một gốc hai người ông hết trăm năm đại thụ. Một cước này nắm tất cả mọi người chấn nhiếp rồi. Này gốc trăm năm đại thụ, cho dù là thanh tùng, đoán chừng cầm lấy kiếm đều không nhất định có thể nhất kiếm chặt đứt. Chứ đừng nói là một cái chân đá gãy cây đại thụ này. Thời đại này võ công trên cơ bản đã vô cùng xuống dốc. Cùng ngàn năm trước võ đạo thịnh thế so ra, chênh lệch đâu chỉ gấp trăm lần năm đó doanh chính xem như sừng sững tại võ đạo đỉnh phong tồn tại mặc dù làm không được phá vỡ núi đoạn ngọn núi có thể là trình độ nhất định cải biến địa hình vẫn là có thể làm được đến hiện nay thanh tùng này loại cấp bậc đã coi như là tuyệt đỉnh cao thủ mà so với ngàn năm trước thanh tùng đặt ở đi qua cũng chính là 18 đường đầu đường lưu manh trình độ các hạ thân thủ tốt vũ mổ bội phục nhất võ công cao cường nhân sĩ đá trắng đưa tiền thanh tùng đệ tử mờ mịt nhìn xem thanh tùng thanh tùng cũng là trong lòng khổ đối phương bản lĩnh bất phàm cho dù là chính mình toàn thịnh thời kỳ cũng không nhất định là đối thủ của đối phương huống chi là mình bây giờ thân chịu trọng thương mười thành võ công cũng phát huy không hai ba thành liền bằng bên cạnh mình này mèo con hai ba con sợ là cho đối phương nhét không đủ để nhét kẻ răng nếu như có khả năng người nào cũng không nguyện ý vừa quẳng xuống ngoan thoại liền cúi đầu có thể là địa thế còn mạnh hơn người mặc mũi cái gì căn bản cũng không trọng yếu nếu như không quan trọng một chút tiền tài liền có thể hóa giải can qua sao lại không làm Thanh Tùng thản nhiên nói. Kim Tứ tiếp nhận đá trắng ném qua tới túi tiền, sau đó lộ ra ghét bỏ chi sắc. Chỉ có ngần ấy. Ngươi làm lão tử là này ăn mày sao? Kim Tứ cả giận nói. Các ngươi xem thường ta, ta đây liền có lỗi với các ngươi. Kim Tứ siết quả đấm hướng Thanh Tùng phương hướng đi. Thanh Tùng liền lùi lại mấy bước, vẫn trấn định như cũ nói ra. Các hạ, ta lát nửa núi vội vàng, trên thân không mang dư thừa tiền tài, các hạ võ công cao như thế, đầy đủ khai tông lập phái, hà tất làm bực này bị ổi sự tình. Khai Tông lập phái nhiều mệt mỏi, ta vì cái gì không trực tiếp đi đoạt cái Tông môn? Ngươi nói có đúng hay không cái này lý? Thanh Tùng không phản bác được, hắn có thể nói cái gì? Hà, nói đùa, cướp người Tông môn là không đúng. Kim Tứ cười ha ha nói, ta gọi ngay bây giờ tính mua cái đỉnh núi Khai Sơn lập phái, cho nên Thanh Tùng trưởng môn ngươi khẳng định sẽ hết sức ủng hộ đúng không hả? Thanh Tùng có thể nói cái gì? Cướp người Tông môn không đúng, cướp người tiền tài liền đúng không? Ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi chấp nhận kim tứ đi vào thanh tùng trước mặt. Thanh tùng đệ tử đá trắng rút kiếm ngăn tại sư phụ trước mặt. Kim tứ đưa tay chọc một cái, lại ném một cái, đá trắng bị ném ra ngoài mấy trường bên ngoài. Các hạ rốt cuộc muốn làm gì? Nhưng ngươi đồ để đưa tiền đây, không mang đủ đầy đủ tiền, ta liền đem ngươi cho chó ăn. Muốn mang ta đi sư phụ, trước theo thi thể của ta bên trên bước qua đi. Đá trắng lại nhảy ra ngăn lại kim tứ đường đi. Đá trắng, lui ra, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Sư phụ, lui ra, Kim Tứ cũng không có lại làm khó đá trắng, chẳng qua là quay đầu mắt nhìn Thanh Tùng. Ta bước qua qua rất nhiều người thi thể. Dùng Thanh Tùng đối Kim Tứ võ công hiểu rõ, hắn muốn giết bao nhiêu người đều không khó. Sợ là so với hắn cùng độc cô vô địch đều không kém. Cũng không biết này các cao thủ là nơi nào xuất hiện. Đi qua thế mà hoàn toàn chưa từng nghe thấy. Kim Tứ lại hướng đi vô địch môn bên kia. Bảo hộ đại tiểu thư. Vô địch môn đệ tử tự nhiên không dám để cho Kim Tứ tiếp cận độc cô vô địch nữ nhi độc cô phượng dù sao độc cô vô địch tàn bạo có thể là thế nhân đều biết, bọn hắn làm vô địch môn đệ tử tự nhiên cũng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nếu như nhiệm vụ thất bại, về nhà cũng không phải là viết kiểm điểm đơn giản như vậy. Bọn hắn thà rằng tại đây bên trong liều mạng, cũng không nguyện ý bởi vì sai lầm mà đối mặt độc cô vô địch. Có người hay không muốn nói, động tới ngươi nhà đại tiểu thư, liền theo thi thể của ngươi bên trên đạp đi qua. Kim Tứ hỏi. Có mấy cái vô địch môn đệ tử vừa há miệng, chưa kịp lên tiếng, Kim Tứ bắn ra mấy đạo kiếm khí, mấy người kia tại chỗ nổ bánh xe, độc cô Phượng đều sợ choáng váng. Như vậy những người còn lại, nhớ kỹ thông tri độc cô vô địch, cho lão tử đem tiền đưa tới, bằng không, ta liền để hắn nhiều con rể. Kim Tứ đưa tay kéo độc cô Phượng, lúc này độc cô vô địch đại đệ tử họ công tôn hoàng rút kiếm chém về phía Kim Tứ. Họ công tôn hoàng đối độc cô Phượng có thể là tình hữu độc chung. Làm sao cho phép người khác cật nhã độc cô Phượng? Kim Tứ một bàn tay khét tại họ công tôn hoàng trên mặt. lăn đi, vướng bận gia hỏa, họ công tôn hoàng võ công không tầm thường, đáng tiếc tại kim tứ trước mặt yên nguyên chẳng qua là một bàn tay sự tình. Bất quá họ công tôn hoàng rơi xuống đất tư thế vẫn là tương đối xinh đẹp. Đón lấy kim tứ một chưởng này, trên không trung chuyển qua 720 độ, sau đó mặt chạm đất, ngất đi. Độc cô đại tiểu thư, ngươi là chính mình theo ta đi. Vẫn là ta lột sạch y phục của ngươi. Sau đó lại khiêng ngươi đi. Độc cô Phượng dùng ánh mắt đối kim tứ biểu đạt kháng nghị, sau đó ngoan ngoãn cùng sau lưng kim tứ, võ đan và vô địch môn hai bên đều chật vật chạy trốn, hoặc là đi trù tiền hoặc là liền là đi mật báo. Hô! Kim Tứ kéo xuống khăn đen. Độc cô Phượng cùng Thanh Tùng đều là ngay ra một lúc. Như thế nào là cái thằng nhóc? Nguyên bản bọn hắn xem Kim Tứ dáng người thấp bé. Còn tưởng là thiên sinh thấp bé, hoặc là luyện cái gì sẽ để cho hình thể vặn vẹo công pháp tà môn. Kết quả phát hiện Kim Tứ thật vô cùng thấp bé, nhìn xem liền 12-13 tuổi dáng vẻ. Đừng lo lắng, đi. Kim Tứ ở phía trước dẫn đường. Tiểu hữu võ công cao như thế, là như thế nào luyện? Kim Tứ dùng ánh mắt cổ quái mắt nhìn Thanh Tùng. Lão tử luyện thế nào cần phải nói cho ngươi sao? Đương nhiên là luyện tuyệt thế thần công. Hừ, cái gì cậu thí tuyệt thế thần công, lợi hại hơn nữa có thể có cha ta diệt thiên tuyệt địa thần công lợi hại sao? Chờ ta cha tới, nhìn ngươi chết như thế nào? Kim Tứ khinh bỉ nhìn độc cô Phượng, nàng đoán chừng còn không biết, bên người này nửa chết nửa sống đạo sĩ mới là nàng cha ruột độc cô vô địch luôn miệng nói không cho phép môn hạ truy sát thanh tùng có thể là lại bỏ mặt độc cô phượng truy sát thanh tùng vì chính là trả thù thanh tùng mặc kệ cuối cùng là độc cô phượng giết thanh tùng vẫn là thanh tùng giết độc cô phượng đều có thể báo năm đó thanh tùng ban thưởng mũ mối thù kim tứ lười nhác cùng độc cô phượng so đo nhìn xem thanh tùng nói người có muốn hay không học tuyệt thế thần công không muốn thanh tùng không chút do dự cự tuyệt không ngươi nghĩ kim tứ nói ra ta truyền cho ngươi tuyệt thế thần công thế nào? Bần đạo không cần. Chương này quên phát. Chương 1102. Cha để dưỡng phụ. Nguồn. Mê truyện audio com Kim Tứ cùng đọc cô Phượng nhìn xem duy nhất một cái giường. Kim Tứ lập tức nhảy lên giường. Đến, không nên khách khí, mệt mỏi liền nằm, mệt nhọc liền ngủ. Đọc cô Phượng khí trống phòng má, cột mặt cắm hai tay ngồi trên ghế. Kim Tứ nhìn xem đọc cô Phượng. Không muốn ngủ, Vậy quên đi, ta ngủ trước. Sau đó liền nương theo lấy độc cô phượng một hồi cùng loạn thét lên. Ngươi làm gì? Đi ngủ a. À? Vậy ngươi cởi quần áo làm cái gì? Đi ngủ dĩ nhiên muốn cởi quần áo. Đúng vào lúc này, cửa phòng bị đạp ra. Thanh Tùng rút kiếm vọt vào. Thấy Kim Tứ, Thanh Tùng liền bộ mặt tức giận. Ngươi muốn làm gì? Đi ngủ a. À? Vậy ngươi cởi quần áo làm cái gì? Đi ngủ dĩ nhiên muốn cởi quần áo. Vậy ngươi tại sao phải cởi sạch ngươi không có kết quả ngủ. Thanh Tùng bưng bít lấy cái trán, người nào thương mại quả ngủ. Người bình thường đều không có kết quả ngủ có ngon không? Kim Tứ trừng mắt Thanh Tùng. Lại nói, độc cô Phượng là tử địch của ngươi độc cô vô địch nữ nhi, ngươi gấp cái gì? Ngươi. Thanh Tùng mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, lại không dám nói ra chân tướng. Đột nhiên, ngoài phòng trên đường phố truyền đến thanh âm huyên náo. Độc cô Phượng nghe xuống lầu dưới chính mình đại sư huynh họ công tôn hoàng thanh âm sư phụ, người kia ngay tại trong tiệm này đặt chân. Độc cô Phượng cũng không để ý Kim Tứ cùng Thanh Tùng ngay ở chỗ này. Trực tiếp đẩy mở cửa sổ. Cha, sư huynh, ta tại đây bên trong. Thanh Tùng nhíu mày, nhìn về phía Kim Tứ. Vô địch môn người đông thế mạnh, muốn hay không trước tạm thời tránh mũi nhọn. Người xem thường ta đúng hay không? Có thể đi vào có thể lui mới là đại trượng phu. Không nghĩ tới nhạc phụ đại nhân ngươi cũng biết lái xe a à? Lái xe. Được rồi, không có gì ngay tại này chỉ trong chốc lát, bên ngoài đã bị vô địch môn người trắng cực kỳ chặt chẽ. Cửa phòng bị bạo lực đạp ra, họ công tôn hoàng dẫn đầu vọt vào. Sau lưng một người dạo bước tới, xem này yên huân trang, toàn thân đen kịp tạo hình liền biết, vị này nhất định liền là vô địch môn môn chủ độc cô vô địch. Bất quá nhìn hắn mắt quần thâm, rõ ràng là chính mình triệt nhiều trạng thái. Đồng thời rất có thể vừa ra đến trước cửa vừa triệt qua, rõ ràng có thần hư dấu hiệu. Cùng thanh tùng trở lên, lần trước tại Thái Sơn Ngọc Hoàng đỉnh ra mắt, hai bên đến bây giờ cũng còn không có khôi phục. Độc cô vô địch con mắt thứ nhất nhìn thấy được kim tứ. Không có cách, kim tứ tạo hình thật sự là quá hấp dẫn con mắt. Đến mức hắn trước tiên thế mà không để ý đến nữ nhi của mình. Kim tứ tạo hình liền là không có tạo hình. Cái kia người nào? Vô địch môn đại đệ tử, ngươi lần này là tới giao tiền chuột đúng không hả? Hư Dám cầm bản. Phanh, đột nhiên, kim tứ không có dấu hiệu nào ra tay, một bàn tay khét tại độc cô vô địch trên mặt. Độc Cô Vô Địch trực tiếp bị phiến mộng bức. Kim Tứ nâng lên lại là một cước, quét vào Độc Cô Vô Địch phần cổ, Độc Cô Vô Địch bay ra ngoài cửa. "Thảo, ta tại cùng các ngươi vô địch môn đại đệ tử nói chuyện, có phần ngươi chen miệng sao?" "Không biết lớn nhỏ." Họ Công Tôn Hoàng sững sờ tại tại chỗ, trong lúc nhất thời lại không biết nên làm phản ứng gì. "Cha à." Độc Cô Phượng Kinh khiếu xông đi lên. "A, à, vị này là cha ngươi a." À. Kim Tứ một mặt đều mang, ta chính là cố ý biểu lộ Thanh Tùng đột nhiên cảm thấy, có kim Tứ như thế con rể, tự hồ còn không sai. Ta giết ngươi. Độc cô Phượng trống giận, rút ra dấu ở dậy bên trong dao găm đâm về phía kim Tứ. Kim tứ tiện tay vỗ, độc cô Phượng dao găm trong tay bị đánh bay. Phốc phốc, độc cô vô địch ngực nhiều hơn một thanh dao găm. Cha! Độc cô Phượng càng phẫn nộ, hướng phía kim tứ đánh ra một chưởng. Kim tứ tránh đi độc cô Phượng chưởng lực, đưa tay bắt lấy độc cô Phượng cổ. Độc cô Phượng, ngươi thật giống như quên đi, ngươi bây giờ vẫn là con tin ngươi giết ta đi. Độc cô Phượng quật cường nói ra. Không muốn. Họ công tôn hoàng vội vàng ngăn cản nói. Tiền ta sẽ vì ngươi chuẩn bị kỹ càng, không nên thương tổn sư muội ta. Vừa rồi sư phụ hắn bị kim tứ nhấn trên mặt đất đánh thời điểm, hắn cái rắm đều không hố. Lúc này kim tứ cũng không xuống tay giết độc cô Phượng, họ công tôn hoàng đã đứng không yên. Bởi vì các ngươi lật lòng, hiện tại giá cả cấp bội, dám báo động giết cả nhà ngươi. Vô địch môn hấp tấp chạy tới trả thù, kết quả đầu voi đuôi chuột đây là tất cả mọi người không nghĩ tới. Liên Thanh Tùng nguyên bản đều cảm thấy, này lại là một trận cực kỳ thảm thiết chiến đấu. Kết quả thật nhường Thanh Tùng rất thất vọng. Liền đánh cho một trận độc cô vô địch liền kết thúc. Đương nhiên, loại sự tình này nói đơn giản, thực tế kỹ thuật sẽ không có dễ dàng như vậy. Ít nhất phải đánh cho tên người độc cô vô địch một chầu, toàn bộ võ lâm một cái tay đều đếm ra. Kỳ thật chỉ cần hai cây đầu ngón tay là đủ rồi, Kim Tứ, cùng với chính mình. Thanh Tùng biểu thị, nếu không phải quyết đấu trước đó ban đêm triệt nhiều, chính mình sẽ không thua. Tại vô địch môn người sau khi đi, Kim Tứ lúc này mới buông ra độc cô Phượng. Tiểu Phượng, ngươi hù dọa đi, kỳ thật ta là hù dọa những cái kia cẩu vật, không muốn thương tổn hại ngươi. Độc cô Phượng vuốt vuốt cổ của mình, yên lặng thối lui. Lão nương nếu là lại tin ngươi, lão nương liền là chó. Kim Tứ rất bất đắc dĩ, chính mình dùng chân tâm đổi lấy bạch nhãn. Kim Tứ mấy ngày nay ăn ngon uống sướng cúng bái độc cô Phượng. Có thể là độc cô Phượng vẫn luôn là mặt lạnh ứng đối Kim Tứ ân cần. Tiểu Phượng, cha ngươi là không phải không cần ngươi nữa. Mấy ngày nay, cha ngươi làm sao còn không lấy tiền tới? Là phá sản vẫn là không yêu ngươi rồi. Độc cô vô địch bản tính lương bạc, với hắn mà nói, chỉ cần với hắn có lợi, bất kỳ vật gì đều có thể vứt bỏ, cho dù là nữ nhi của mình cũng không ngoại lệ. Thanh Tùng thừa cơ dèm pha độc cô vô địch. Cái này là ngươi cho hắn đưa mũ nguyên nhân. Ách! Thanh Tùng biểu thị, nhưng thật ra là cái kia tiểu biểu tạp trước câu dẫn mình là cái kia tiểu biểu tạp chính mình nói không hư tịch mịch lạnh. Chính mình không phải sắc mê tâm khiếu, chẳng qua là tại đưa ấm áp. Độc cô Phượng tâm tình càng không tốt. Ta vô địch môn tổng đàn khoảng cách nơi đây có tới 300 dặm, tới lui nói ít cũng muốn 10 ngày, vừa mới qua đi mấy ngày thời gian. Ngươi nói bậy, đêm hôm đó cha ngươi làm sao tới nhanh như vậy? Chẳng lẽ hắn liền là ra tới đi dạo cái đường phố vừa vặn đi dạo tới nơi này? Độc cô Phượng hờn dỗi, cổng qua kim tướng ngồi tại bên cửa sổ không nói lời nào. Độc cô cô nương, ta xem cha ngươi là sẽ không tới giao tiền chuột, còn không bằng kịp thời tính toán. Ngươi nói ít tiểu phượng, nói hình như ngươi đồ để tới giao tiền chuột một dạng. Ta, ta võ đang khoảng cách nơi này đâu chỉ ngàn dặm, không có mấy tháng như thế nào hồi trở lại. Nếu như ngươi võ làm đệ tử có ý, đều có thể lân cận tìm một chút quen biết bạn bè thân thích dựa vào một chút tiền, vừa đi vừa về mấy tháng, chờ chạy tới nơi này thời điểm, sợ là ngươi cũng mất mạng đi, ta nhìn ngươi cái kia võ làm đệ tử là cố tình. Độc cô Phượng cũng tại lúc này bỏ đá xuống giếng. Thanh Tùng nghe lòng tham nhét, một mặt là tâm nhét đệ tử của mình làm sao đầu óc quá tải. Một phương diện khác thì là bởi vì đọc cô Phượng đây là ám chỉ kim tứ thế này chết chính mình à, nói cách khác, ta muốn nuôi ngươi mấy tháng. Ta đây là bắt cóc tống tiền, ngươi cho ta là đang bồi ngươi du sơn ngoạn thủy sao. Tối đa một tháng, một tháng không thấy tiền, ta liền đem ngươi xuống chảo dầu. Chương 1103 Xe ngựa sang trọng, canh thứ nhất, cầu nguyệt phiếu cầu đặt mua. Nguồn Mê truyện audio.com độc cô phượng cười trên nỗi đau của người khác, thuận tiện bồi thêm một câu. Ta bỏ tiền ra, ngươi bây giờ đem hắn xuống chảo dầu có được hay không? Ta là không có vấn đề, bất quá này hỏa ngươi tới điểm, thế nào? thanh tùng lòng tham mệt mỏi, nữ nhi ruột thịt của mình muốn đem chính mình xuống chảo dầu. độc cô phượng mắt nhìn thanh tùng. Ta đều bỏ tiền, dựa vào cái gì ta chăm lửa? ngươi bây giờ có tiền sao? không có tiền nói trứng. độc cô phượng có chút đáng tiếc vẻ mặt mặc dù ngoài miệng nói xong mong muốn thanh tùng đi chết có thể là nàng lại chẳng phải muốn giết thanh tùng nàng cũng là cùng thanh tùng ở chung được mấy ngày muốn nói đổi mới ấn tượng khẳng định không có bất quá thanh tùng mấy ngày nay đến đảo là đối với nàng có nhiều chiếu cố mặc dù lý trí bên trên vẫn là chán ghét thanh tùng có thể là nội tâm kỳ thật đã không muốn thanh tùng chết rồi ta quyết định đi núi võ đan kim tứ lúc này đánh nhịp làm ra quyết định thanh tùng hai đầu lông mày viết đầy khói mù Hắn dĩ nhiên không hy vọng Kim Tứ đi võ Đan. Cứ như vậy cái tai họa, nếu như đi đến võ Đan, cái kia tuyệt bích đem võ Đan quấy đến chướng khí mù mịt. Muốn không lại chờ chút thời gian. Dù sao vô địch môn nếu là tìm đến giao tiền chuột, tìm không thấy người lời liền phiền toái. Thanh Tùng nói ra, đi trước vô địch môn cũng tốt a, à, vô địch môn khoảng cách nơi này không xa, mấy ngày lộ trình. Độc Cô Phượng lập tức nổi giận, ngươi không muốn để cho con hàng này đi đến võ Đan, kết quả là muốn dẫn đi ta vô địch môn, là mấy cái ý tứ đi vô địch môn cũng tốt, vừa vặn cầm tiền, đem thanh Tùng lão thất phu xuống chảo dầu. Bần đạo mới bất quá 40 tuổi, như thế nào gọi ta lão thất phu? Nếu như bần đạo xem như lão thất phu, cái kia đọc cô vô địch tính là gì? Tính lão bất tử sao? Ngươi dám mắng cha ta? Ngươi lão thất phu này bất quá là cha ta bại tướng dưới tay, cũng chỉ có thể ở sau lưng nói cha ta nói xấu. Đó là bần đạo cái kia mấy ngày trạng thái không tốt, nhớ năm đó cha ngươi còn không phải bị bần đạo nhấn trên mặt đất ma sát. Các ngươi nhau nhau cái rắm a ta nói, đi võ đan, người nào tán thành, người nào phản đối. Lần này Thanh Tùng cùng Độc Cô Phượng đều yên lặng không nói, Kim Tứ mắt nhìn hai người. Đã các ngươi đều không ý kiến, vậy liền tại hôm nay lên đường đi. Bọn hắn có thể làm sao, Kim Tứ căn bản cũng không phải là tại hỏi ý kiến hỏi đề nghị của bọn hắn ý kiến. Bọn hắn căn bản là chi phối không được Kim Tứ quyết định, Kim Tứ cũng không có cách, trước đó vài ngày dùng tiền tiêu tiền như nước, dẫn đến hắn hiện tại tiền còn lại cũng là đủ chống đỡ mấy ngày. Kim Tứ dùng cuối cùng tiền mua một chiếc xe ngựa. Các ngươi hai cái, ai biết kéo xe ngựa? Ta biết cưỡi ngựa. Ta cũng biết. Ta nói là xe ngựa, không phải cưỡi ngựa. Ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ, tất cả đều yên lặng không nói. Kim Tứ là chắc chắn sẽ không, Kim Tứ có khả năng nghĩ tới cùng ngựa có liên quan kỹ năng, liền là nấu nướng phương diện. Nói thí dụ như chịu xương ngựa, tỉ như nướng toàn ngựa. Đến mức Thanh Tùng cùng Độc Cô Phượng, một cái là đứng đầu một phái, một cái là ma môn đại tiểu thư hai người bọn họ cây kỹ năng bên trong cũng không tồn tại điều khiển xe ngựa kỹ năng này có muốn không thỉnh cái người phu xe đi thanh tùng nói ra lần này đi võ đăng hai ngàn dặm trên đường đi lại có bao nhiêu sơn phỉ cường đạo lộ trình gian nguy không có cái nào phu xe nguyện ý chạy địa phương xa như vậy chỉ cần cho đủ tiền bọn hắn vẫn là nguyện ý đi cái này là vấn đề trọng điểm chúng ta không có tiền kim tứ tuyệt vọng nói lớn áo đây chính là bọn họ trước mắt gặp phải lớn nhất mối nguy sớm biết liền không thả độc cô vô địch Nói không chừng người ta sẽ đánh xe. Thanh Tùng mắt nhìn Kim Tứ, cái gì cũng không nói. Thật đúng là đừng nói, Thanh Tùng thật có điểm chờ mong độc cô vô địch đánh xe dáng vẻ. Đáng tiếc độc cô vô địch không ở nơi này. Người đem hết thảy tiền đều mua chiếc xe này. Đúng vậy a. À. Ba chúng ta người vì sao phải mua như thế xa hoa xe ngựa? Độc cô phượng nhìn trước mắt này lượng hào hoa đến nhanh chóng mắt mù xe ngựa, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Chỉ cần đổi một cổ hơi bình thường một điểm xe, liền có đầy đủ tiền thuê một cái phu xe. Ngươi không hiểu. Kim Tứ lắc đầu. Vậy làm sao bây giờ? Ba người nhìn xem xe ngựa sang trọng đều lâm vào cục diện bế tắc. Ta quyết định, lên trước đường. Kim Tứ làm ra quyết định. Chúng ta liền nhường ngựa động đều làm không được, làm sao lên đường. Đuổi ngựa đuổi bất động, có thể là dắt nhất định có thể di động. Kim Tứ nhìn về phía Thanh Tùng. Nhạc phụ, việc này liền giao cho ngươi. Ta có thể là võ đang trưởng môn, ngươi để cho ta dẫn ngựa. Thanh Tùng biểu thị, chính mình cũng là có phong cách không nguyện ý a à, tiểu phượng giao cho ngươi ta ta tới ta tới thanh tùng vội vàng nói thanh tùng lòng tham mệt mỏi kim tứ căn bản cũng không phải là hiểu được đường đi an bài người cái gì đều không mang theo liền lương khô cũng không mang theo này trên đường có thể ăn cái gì kim tứ mỗi lần trả lời chính là các ngươi không hiểu viêm trời nóng khí nhường dẫn ngựa thanh tùng mồ hôi chảy không thôi nguyên bản liền trạng thái không tốt bây giờ càng là thở hổn hển một buổi chiều bọn hắn đi 20 dặm địa phương. Lúc này, ba người cũng đã mệt bở hơi tai, hơn nữa còn đói vô cùng. Một mực đến chạng vạn tối mới dừng lại, tại một dòng sông nhỏ bờ nhóm lửa. Làm sao bây giờ? Thanh Tùng vẻ mặt rất kém cỏi, không biết là bởi vì tâm tình duyên cớ hay là bởi vì thần hư duyên cớ. Không ăn, đoán chừng ngày mai hắn liền dẫn ngựa khí lực cũng không có. Yên tâm đi, đêm nay sẽ có người cho chúng ta đưa ăn uống tới. Kim Tứ nói ra. Này trước không được phía sau thôn không được cửa hàng, Ai biết cho bọn hắn đưa ăn tới? Suy nghĩ nhiều a, à, đúng vào lúc này, Thanh Tùng cùng độc cô phượng nghe được tiếng bước chân dưới bóng đêm trong rừng xuất hiện hơn một trăm người. Nhóm người này hẳn là vùng này sơn tặc, từng cái đều là uy vũ có lực, cầm đao kiếm trong tay, một thân sát khí. Trong đó còn có mấy cái hảo thủ, rõ ràng võ công cao cường hạng người. Thanh Tùng cùng độc cô phượng quay đầu mắt nhìn Kim tướng. Chạy a! À. Thanh Tùng hoảng sợ nói hơn 100 người, cho dù là hắn toàn thịnh thời kỳ cũng đánh không lại, chạy là duy nhất lựa chọn. Có thể là Kim Tứ không nhúc nhích, quể oải theo trước đống lửa đứng lên. Dết. Nữ nhân lưu lại. Một tên sơn tặc lớn tiếng kêu lên. Những sơn tặc khác lập tức bao vây bọn hắn. Hắc hắc hắc. Sơn tặc cười quái dị. Như thế xa hoa xe ngựa, người chủ xe này người nhất định không phú thì quý. Theo chiếc xe ngựa này ra khỏi thành bắt đầu. Liền đã bị bọn hắn nhóm người này để mắt tới. Nguyên bản sớm là có thể động thủ, lại sợ bọn hắn chạy. Cho nên mới một mực chờ đến sau khi trời tối mới động thủ. Này rừng núi hoang vắng, tối không trăng sắc. Chính là giết người cướp của thời cơ tốt. Hắc hắc hắc. Kim tứ cũng đang cười. Tiểu tạp mau, ngươi cười cái gì cười, đem tiền giao ra. Sơn tạc đầu lĩnh kêu lên. Tiền không có, ta đang chờ các ngươi đưa tiền tới. Nói đùa cái gì? Không đúng vậy à, ta thật không phải đang nói đùa, ta là nghiêm túc các ngươi nhìn ta dạy nghiêm túc như vậy liền biết, ta xưa nay không nói đùa. Sơn tặc đầu lĩnh đề đao liền hướng phía kim tứ đi qua. Nâng đao liền hướng phía kim tứ đỉnh đầu đánh xuống. Kim tứ một quyền, trực tiếp nện ở sơn tặc đầu lĩnh mặt đao lên. Sát thời gian này đại đao bị nện đập tan, kim tứ nắm đấm cũng khắc ở sơn tặc đầu lĩnh trên mặt. Hiện tại, tất cả mọi người nắm ăn uống, còn có tiền đều giao ra, bằng không thì. Đêm nay liền ăn các ngươi. Chương 1104, các ngươi khẳng định là bị người chỉ điểm, canh thứ hai, cầu nguyệt phiếu cầu đặt mua. Nguồn Mê truyện audio.com Sơn tặc đầu lĩnh bụng mặt, giận dữ hét: Dết hắn cho ta. Nhắc tới sơn tặc đầu lĩnh thực lực cũng không yếu. Biết trước mắt tiểu tử này thực lực không tầm thường. Một quyền đạp nát chính mình tinh cương đại đao. Trên giang hồ không cao hơn 10 người có thể làm đến loại sự tình này. Bất quá này thì thế nào, người một nhà nhiều, sợ quả trứng. Dết Một đám sơn tặc lao đến tại thanh tùng xem ra kim tứ thực sự quá lỗ mãn nhiều sơn tặc như vậy kim tứ mặc dù võ công lại như thế nào cao cũng sẽ chết đến mềm tay dù sao song quyền nang địch tứ thủ một người võ công lại cao hơn cũng đánh không lại thiên quân vạn mã ít nhất thanh tùng thì cho là như vậy mà lại hắn cũng có tư cách cho rằng như vậy làm vì thiên hạ tuyệt đỉnh liệt kê hắn khắc sâu ý thức được sức người cực hạn mười mấy tên sơn tặc khí thế hung hăng phóng tới kim tứ kim tứ song chưởng hướng về phía trước trực tiếp xuyên thấu một tên sơn tặc lồng ngực. Sau đó mở ngực mổ bụng. Cả người đều bị kim tứ sinh sinh xé mở. Soạt một tiếng, máu bắn tung tóe, đỏ trắng lục dịch thể vung vãi. Tất cả mọi người giống như là bị gió lạnh thổi qua một dạng. Thanh Tùng cùng độc cô phượng sắc mặt cũng có chút kinh hãi. Bọn hắn không nghĩ tới kim tứ thủ đoạn cư nhiên như thế hung tàn. Kim tứ lại là một cái thủ đao quét ngang mà qua. Mười cái đầu, tính cả phía trước thành hàng cây cối bị chém đứt lần này, không có người còn dám động, cho dù là này chút giết người như ngóe sơn tặc cường đạo. Bọn hắn cũng chưa từng thấy qua như thế tàn bạo giang hồ nhân sĩ. Bọn hắn không phải không gặp qua võ công cao cường nhân sĩ. Có thể là bọn hắn có thể tại đây bên trong chiếm núi làm vua hơn 10 năm. Liền là dựa vào người đông thế mạnh, đừng nói là võ lâm nhân sĩ. Cho dù là quan sai cũng bắt bọn hắn không có cách. Có thể là, kim tứ một chiêu liền đem bọn hắn mười mấy người giết nếu là kim tứ thêm ra mấy chiêu, sợ là bọn hắn tất cả mọi người hôm nay liền thật muốn tán thân tại này. Cho dù là thanh tùng cùng độc cô phượng cũng là trận mắt hốc mồm. Bọn hắn thế mới biết, bọn hắn xa xa đánh giá thấp kim tứ võ công. Đây quả thực là cái sát nhân ma đầu. Kim tứ trên mặt nụ cười. Biết ta chủ thuê là ai sao? Nàng có thể là võ lâm thần thoại hậu nhân, thân phụ tuyệt thế thần công bí tịch hồn thiên bảo giám, cố ý mời ta tới bảo hộ nàng đưa đi núi võ đan, các ngươi dám can đảm đánh bí tịch chủ ý xem ra các ngươi không thể lưu đại hiệp tha mạng a à, chúng ta căn bản cũng không biết cái gì hồn thiên bảo giám một đám sơn tặc dồn dập quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ không biết các ngươi thế mà không biết hồn thiên bảo giám ta chẳng qua là tu luyện trong đó tàn thiên liền giống như nay võ công trăm năm trước đó hồn thiên bảo giám truyền nhân danh xưng võ lâm thần thoại một chiêu hạ gục lục đại phái trưởng môn dẫn tới giang hộ rung chuyển triều đình vì lắng lại can qua cuối cùng đại nội cao thủ ra hết thương vong ngàn người, lúc này mới trọng thương hồn thiên bảo dám truyền nhân, bây giờ hồn thiên bảo giám tái hiện nhân gian, các ngươi khẳng định liền là đầy tớ, các ngươi phải chết. Một đám sơn tặc thổ phỉ, còn có thanh tùng cùng độc cô phượng đều một mặt mộng bức. Cái gì võ lâm thần thoại? Cái gì hồn thiên bảo giám, nghe đều chưa từng nghe qua. Xem ra các ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, hôm nay các ngươi nếu là không ngón tay giữa làm các ngươi thủ phạm thật phía sau màn kêu đi ra, ta liền để cho các ngươi chết không toàn thay. Kim tứ một cái tay giơ cao, trên lòng bàn tay xuất hiện một khỏa ân hồng cầu hồng thiên bảo giám huyết thương khung kim tứ la lớn thật giống như sợ người khác nghe không được không biết này chiêu kêu cái gì tất cả mọi người bị này kinh thế hải tục khủng bố võ công kinh đến cho dù là thanh tùng cũng nghẹt thở cảm giác như thế võ công đơn giản không thể tưởng tượng bọn sơn tặc càng là run lẩy bẩy kim tứ tay cầm bóp vùng trời huyết cầu bạo liệt vô số mũi tên máu bắn ra những sơn tặc kia né tránh không kịp dồn dập kêu thảm ngã xuống đất nhanh chạy mau a à, mà đầu kia muốn đem chúng ta toàn bộ giết hết không trứng chuột nhắc có gan đừng chạy kim tứ hoàn toàn không có đuổi theo ý tướng thanh tùng một mặt cổ quái nhìn xem kim tứ. dùng ngươi võ công muốn giết sạch bọn hắn bất quá là tiện tay mà thôi vì sao muốn thả chạy bọn hắn không có a à, ngươi sai lầm là bọn hắn người quá nhiều ta ngăn không được kim tứ ngáp một cái kim tứ quay đầu hướng đi những cái kia trúng chiêu không chết sơn tặc sẽ đánh xe sao không sẽ không. Phốc phốc, Kim Tứ một đạo kiếm khí trực tiếp khiến cho hắn nổ bánh xe. Đi vào người tiếp theo thụ thương Sơn Tặc trước mặt. Sẽ đánh xe sao? Ta ta ta. Phốc phốc, không muốn cà lăm. Kim Tứ lại đi đến người tiếp theo Sơn Tặc trước mặt. Biết biết biết, ta sẽ đánh xe. Tốt, ta liền thích ngươi này loại có can đảm nhận gánh trách nhiệm. Kim Tứ kéo cái kia Sơn Tặc cho hắn cầm máu, đồng thời thoáng chữa thương một thoáng. Đa tạ đại hiệp, đa tạ đại hiệp sơn tặc quỳ trên mặt đất dập đầu trở về các ngươi sơn trại cho chúng ta làm một một ít thức ăn mang một chút tiền ra tới kim tứ nói ra đừng nghĩ lấy chạy ta ở trên thân thể ngươi động tay chân bằng không thì lời chỉ cần ta một cái ý niệm trong đầu kim tứ vỗ tay phát ra tiếng cách đó không xa một cái cây đột nhiên nổ tung rõ chưa kim tứ nắm bắt đầu ngón tay nhìn xem sơn tặc đại hiệp tiểu nhân sợ đại đương gia không có việc gì, ngươi liền cùng hắn nói, nếu là chuẩn bị cho ta thuế ruộng không tới vị, ta liền giết cả nhà của hắn, ngủ hắn nữ nhi, đào hắn mộ tổ, đốt hắn phòng ở. Sơn Tặc dọa đến mặt không có chút máu. Kim Tứ lúc này mới trở lại trước xe ngựa. Các ngươi xem đi, ta liền nói sẽ có người đưa ăn tới. Thanh Tùng cùng Độc Cô Phượng đều đã im lặng. Này không phải liền là trong truyền thuyết cướp của kẻ cướp à? Có cái gì tốt đắc ý, thật có hồn thiên bảo dám. Thanh Tùng nhìn không được tò mò hỏi. Có a? À? ta trước mấy ngày liền nói muốn truyền ngươi tới chính ngươi không muốn này võ công quá mức tàn bạo khủng bố chắc chắn sẽ loạn tâm trí người không nên tu luyện thanh tùng ê ẩm nói ra đúng vậy a à, đúng vậy a à, các ngươi danh môn chính phái luôn là nắm chính mình sẽ không lại sẽ uy hiếp được các ngươi địa vị võ công hoặc là người xưng là ma đầu ma công lão sáo lộ kim tứ xem thường nói ta chẳng qua là đang trần thuật một sự thật ngươi liền hồn thiên bảo dám là lai lịch thế nào cũng không biết thế mà liền luôn mộng nói này hồn thiên bảo giám sẽ loạn tâm trí người này công uy lực vô cùng lớn nội tức hung ác bá đạo tuyệt không phải huyền môn chính tông võ công con đường hồn thiên bảo giám là nữ oa sáng tạo võ công ngươi nói Hồng thiên bảo giám bất chính tin hay không nữ oa báo mộng liền đem ngươi thế này chết thanh tùng ngẹn đỏ mặt ngươi nói hồn thiên bảo giám là nữ oa sáng tạo đoán chừng cũng chỉ là tin đồn nữ oa đại thần là có hay không một người khác đều còn chưa biết được huống chi mặc dù nữ oa thật tồn tại đó cũng là thời đại viễn cổ thời điểm đó mọi người có nhiều ngu muội hồ đồ, như thế nào hiểu được sáng tạo ra như thế không thể tưởng tượng võ công. Đạo lý là như thế cái đạo lý, có thể là ta vẫn là cảm giác được ngươi tại chua. Kim Tứ thật đúng là không bỏ ra nổi chứng cớ xác thật, trừ phi Kim Tứ dùng quế thổ chuyển sinh nắm hồn phách của nàng lôi ra tới lưu một vòng, Kim Tứ ăn quá no đi quấy rầy nữ qua. Mà lại, ngươi thật sự cho rằng ngươi tu luyện thiên tạm công liền hết sức đang sao. Kim Tứ cười lạnh. Chương năm. Có ý nghĩ gì nói ra, canh thứ ba, cầu nguyệt phiếu cầu đặt mua. Nguồn Mê truyện audio com Vừa nhắc tới thiên tạm công, độc cô Phượng liền nâng lên tinh thần. Dù sao Thanh Tùng là độc cô vô địch địch nhân vốn có. Độc cô vô địch cùng mẹ của nàng không chỉ một lần nhất lên thiên tạm công. Mặc kệ độc cô vô địch nhiều kiêu ngạo, nhiều cung vọng, cũng khó khăn che đậy đối thiên tạm công kính sợ. Kỳ thật thiên tạm công căn bản cũng không phải là võ đang võ công của mình, là trộm được. Người nói bậy. Thanh Tùng lập tức lớn tiếng quát lớn thiên tạm công nhưng thật ra là người miêu võ công tên là thiên ma công nhà ngươi võ đang tiền bối cùng người miêu có giao tình cho nên phát hiện thiên ma công sau đó vụng Trọng dùng võ lưu tâm pháp tiến hành thay hình đổi dạng liền thành bây giờ thiên tạm công kim tứ nói ra mà lại ngày này tầm công còn bảo lưu lại thiên ma công đặc tính có thể hút người nội lực ngươi chớ có nói bậy thiên tạm công là ta võ đang tiền bối tự sáng tạo tuyệt học không phải ngươi vài ba câu có khả năng bêu xấu ta nói bậy các ngươi võ làm đạo sĩ nhàn không có việc gì chạy đi nghiên cứu tầm biến quá trình sao? Ngày nay tầm lấy ý kết kén hóa bướm, rõ ràng liền là người miêu loại kia chơi cổ làm trùng lưu phái chuyên môn, người bây giờ thanh âm tốt đẹp đến đâu xúc động cũng không cải biến được sự thật này. Thanh Tùng vô cùng tức giận, có thể là nhưng trong lòng nhìn không được dao động. Thiên tàm công danh tự liền hết sức không võ đan. Bây giờ bị kim tứ một câu nói toạt, càng làm cho hắn vô pháp phản bác. Nói lên thiên ma công, đây cũng là thượng cổ liền lưu truyền đến nay, tinh khiết không thể thuần nữa ma công, ngồi chết quên sinh, tâm ma động, mà thai kết ngươi thật sự cho rằng võ đang tâm pháp liền có thể thay đổi thiên ma công sự thật sao? Suy suy. Nguyên lai các ngươi võ đang luôn miệng nói trừ ma vệ đạo, thế mà còn trọng người khác võ công, hơn nữa còn nắm ma công xem như chính mình trấn phái thần công a, à. ha ha. Độc cô Phượng cuối cùng bắt lấy Thanh Tùng chân đau, tùy ý dễu cợt nói. Thanh Tùng hít sâu một hơi, chính mình nữ nhi, không cùng nàng so đo. Mà lại ngày này ma công còn vô cùng dâm tà, đặc biệt nhằm vào người có vợ hết sức có một bộ. Ngươi hồ. Thanh Tùng vừa muốn phản bác, lại bị Kim Tứ ánh mắt bức trở về. Nếu là hắn nói thêm nửa nửa câu, Kim Tứ liền muốn nói ra hắn cùng đọc cô mẫu thân của Phượng Thông đồng sự tình. Thanh Tùng cũng không khỏi đối Kim Tứ sinh ra tò mò. Kim Tứ không chỉ võ công kỳ cao, hơn nữa còn biết nhiều như vậy bí mật. Liền đọc cô Phượng thân thế đều như lòng bàn tay. Cái này khiến Thanh Tùng hoài nghi, Kim Tứ sau lưng có phải hay không có một tổ chức khổng lồ. Chuyên môn trong võ lâm điều tra thu thập đủ loại bí mật. Sau một lúc lâu, Sơn Tạc trở về mang về không ăn ít uống cùng ngân lượng. Nguyên bản Sơn Tạc còn lo lắng số lượng không đủ. Bất quá Kim Tứ căn bản không có số bao nhiêu tiền. Trước chớ ăn, cẩn thận những tặc tử kia hạ độc. Thanh Tùng thấy Kim Tứ cầm lấy một miếng thịt liền dồn vào trong miệng. Lập tức mở miệng ngăn cản, những Sơn Tạc này có thể so sánh trong chốn võ lâm ma môn càng tàn nhẫn hơn. Ma môn mặc dù giết người như ngoé có thể là bọn hắn cũng không nhất định sẽ làm việc âm hiểm, tương phản, không ít người trong ma môn đều tính được là quan minh lỗi lạc hán tử có thể là này chút lục lâm phỉ tặc liền không đồng dạng, cái gì bị ổi làm cái gì, cái gì âm hiểm làm cái gì. Hạ độc loại hình, càng là chuyện thường ngay. Đúng rồi, các ngươi có biết hay không có cái gì độc dược là loại kia ăn hết về sau, cần phải giao tay mới có thể giải độc. Liền lấy tay đều không giải quyết được. Trên đời này nơi nào có loại độc này? Phải không? Đáng tiếc. Kim Tứ thất vọng lắc đầu. Trước ngươi thả đi những sơn tặc kia đến cùng có mục đích gì? ngươi có biết hay không cử động lần này sẽ để cho chúng ta trên đường đi tao ngộ không ít phiền toái, chỉ sợ chẳng mấy ngày nữa, toàn bộ võ lâm đều sẽ biết được kia cái gì hồn thiên bảo giám. Ta biết a, à, chúng ta trên đường này không phải cần vòng vèo a, à, cho nên có thể có võ lâm nhân sĩ tìm tới đó là tốt nhất, đến lúc đó còn có thể cùng bọn hắn mượn. Kim Tứ nói ra, đây cũng là ta tại sao phải mua như thế xa hoa xe ngựa duyên cớ, có như thế dễ thấy xe ngựa, chúng ta trên đường đi khẳng định không thể thiếu đưa ăn đưa uống đưa ấm áp người hảo tâm. Thanh Tùng cùng độc cô phượng rốt cuộc hiểu rõ Kim Tứ ý đồ. Đúng vậy a, à, cùng cái tên này so ra, hết thảy khuôn mặt đáng ghét sơn tạc đều biến thành người hảo tâm. Những cái kia tàn bạo lạnh khốc ma môn đều trở nên tâm địa thiện lương. Đúng rồi, ngươi gọi là cái gì nhỉ? Kim Tứ nhìn về phía mặt khác mới tuyển nhận Phu Xe. Sơn Tạc trung lẫy bẫy đáp lại nói. Đại hiệp, ta. Ta gọi Vương Nho Nhã. Danh tự không thích hợp, ta cho ngươi lấy cái tên mới, ngươi ngại hay không? Vương Nho Nhã nhìn xem Kim Tứ yên lặng thật lâu nói. Không ngại. Tốt, về sau ngươi liền gọi chó trứng. Đại hiệp. Ta. Không hài lòng đúng hay không? Là không đúng đối với ta dụng tâm lương khổ, trầm tư suy nghĩ, vắt hết ốc, hào hết tâm lực nghĩ ra tới tên không hài lòng. Không hài lòng liền trực tiếp nói, con người của ta không thích nhất ép buộc. Vương Nho nhã lộ ra chật vật nụ cười. Không phải. Ta. Ta là cảm thấy cảm động. Thanh Tùng cùng độc cô Phượng đều dùng ánh mắt biểu đạt chính mình đồng tình rơi vào kim tứ trong tay, còn không bằng đi chết chó trứng, đi bắt vài đầu thịt rừng đến, nếu là chưa bắt được, ngươi liền đem chính mình trói trên kệ nướng. Vương Nho Nhã trở về thời điểm, toàn thân vết thương chồng chất, kéo lấy một đầu con nhím trở về. Người một nhà ngồi tại trước đống lửa, ăn thịt nướng, vui vẻ hòa thuận. Một đêm trôi qua, mọi người tiếp tục lên đường. Lần này có phu xe Vương Nho Nhã đánh xe. Thanh Tùng cuối cùng không cần lại dắt xe ngựa. Chó trứng làm mấy năm sơn tặc. Thiếu gia tiểu nhân mới làm mấy ngày sơn tặc. Vương Nho Nhã nói ra. Tiểu nhân vốn là dưới núi thông tiên sinh, bị sơn tặc chọc tới núi bị lừa rồi quân sư. Liền ngươi còn quân sư. Ngươi học qua hành quân bày trận. Tiểu nhân cái gì đều không học qua, bất quá so với trên núi những sơn tặc kia, tiểu nhân liền là nhiều sẽ mấy chữ, làm những sơn tặc kia quân sư dư xài. Ngươi cũng là rất tự tin, cái kia làm bản thiếu gia phu xe, có thể hay không khuất tài. Sẽ không. Vương Nho Nhã trả lời như đinh đóng cột nói, sẽ không liền tốt, ta còn sợ ngươi một cái tiên sinh dạy học, không nguyện ý làm bản thiếu gia phu xe. Thanh Tùng cùng độc cô Phượng đưa cho Kim Tứ một cái liếc mắt. Vương Nho Nhã dám nói cái không nguyện ý sao? Hắn chỉ cần dám nói, đoán chừng Kim Tứ thật sẽ đổi lại phu xe. Bất quá Vương Nho Nhã đánh xe kỹ thuật thật đúng là không tệ. Xe ngựa đi vững chảy, so hôm qua Thanh Tùng dẫn ngựa thời điểm thoải mái hơn. Đúng vào lúc này, ven đường nhảy ra mấy chục người. Nhìn xem trang phục của bọn hắn, hẳn không phải là cướp đường. Bất quá bọn hắn từng cái đều cầm đao kiếm trong tay, người bình thường đều biết bọn hắn là tới làm cái gì. Hết sức rõ ràng, bọn hắn là tới tặng lễ. Giao ra hồn thiên bảo giám, lục các ngươi bất tử. Thanh Tùng cùng độc cô Phượng một hồi hốt hoảng, kim tứ kế hoạch thế mà thật có hiệu quả. Đồng thời vừa mới qua đi thời gian một ngày, thế mà liền có con mồi tới cửa. Thiếu gia. Ngươi đi đào hố, những chuyện khác không cần ngươi quản. Đào hố. Đào cái gì hố? đợi chút nữa ta giết người về sau, dù sao vẫn cần đem thi thể của bọn hắn xử lý một chút đi, nếu như chờ ta giải quyết xong vấn đề, ngươi còn không có đào hố sâu, vậy ngươi liền chính mình nằm trong hố đi. Chương 1106 Dụng tâm hiểm ác, canh thứ nhất, cầu nguyệt phiếu cầu đặt mua. Nguồn Mê truyện audio com Chỉ bằng các ngươi này chút tông tép nhảy nhét, cũng muốn đoạt hồn thiên bảo giám. Ăn ta một chiêu, hồn thiên bảo giám, huyết thương khung. Phốc phốc phốc, huyết cầu nổ tung, hóa thành vô số mũi tên máu. Chỉ một thoáng, mấy chục cái cướp đoạt bí tịch võ lâm nhân sĩ liền ngã xuống một nửa. Còn lại võ lâm nhân sĩ hít sâu một hơi. Này hồn thiên bảo giám võ công như thế dọa người, đơn giản chưa từng nghe thấy. Có thể là cái này cũng càng khơi dậy bọn hắn tham lam. Như thế cái thế thần công, chỉ cần có thể đoạt, như vậy vô địch thiên hạ ở trong tầm tay. Nhìn một chút tiểu tử này, bất quá là học được tàn khuyết không đầy đủ hồn thiên bảo giám, liền có đáng sợ như vậy võ công. Nếu là có thể học hết không chừng muốn hạng gì kinh thế hải tục. Kim tứ lại dự định lặp lại chiêu cũ, có thể là sau một khắc, giữa không trung kim tứ đột nhiên nôn một ngụm máu. Cả người từ giữa không trung ngã xuống. Hắn tẩu hỏa nhập ma, mà, màu dết hắn. Kim tứ nhìn xem chật vật, chật vật đứng lên. Tiện tay lại giết vài người. Người chung quanh lập tức hành quân lặng lẽ, chỉ vây quanh kim tứ, cũng không dám tiến lên. Kim tứ thoạt nhìn tự như là ngoan cố chống cự. Có thể là chỉ cần tiếp cận kim tứ, đều sẽ bị một hai chiêu cho dây kim tứ một bên đánh còn một bên thổ huyết lên a lên a hắn hiện tại thụ thương càng ngày càng nặng kéo chết hắn kéo chết hắn kêu to càng hung người thường thường giấu càng đằng sau chẳng qua là đồng dạng thủ đoạn không có khả năng nhiều lần đều có hiệu quả làm người chết đủ nhiều thời điểm mấy cái kia cổ động người đã lành không cảm động nhìn xem kim tứ toàn thân máu me đầm đìa sắp chết đứng tại trong sân nhưng không ai dám lên trước một bước đáng chết nếu không phải không có luyện trọn vẹn hồn thiên bảo giám hôm nay các ngươi toàn đều phải chết ở chỗ này. Kim Tứ một mặt hung ác nói ra. Tiểu huynh đệ, đừng vùng vẫy, chúng ta chỉ cần hồn thiên bảo giám, không thương tổn ngươi, mà lại chính ngươi liền không muốn hồn thiên bảo giám sao. Mọi người chúng ta cùng một chỗ chia sẻ không tốt sao? Hừ. Trừ phi là có một cái luyện hết hồn thiên bảo giám người giúp ta vận công chữa thương, bằng không thì thương thế của ta là không tốt đẹp được, đây cũng là ta tại sao phải hộ hồ tống hồn thiên bảo giám đi võ đang nguyên nhân, các ngươi không xứng tu luyện hồn thiên bảo giám. Tiểu huynh đệ, tiếp tục đánh xuống ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ bản người trong giang hồ bên trên vẫn là có nhất định danh vọng chỉ cần ngươi đáp ứng đem hồn thiên bảo dám giao cho ta đợi cho ta sau khi luyện thành nhất định giúp ngươi vận công chữa thương một người trong đó nói ra ngươi cho ta là ba tuổi tiểu hài sao ta tại sao phải tin tưởng các ngươi võ đang tốt xấu là danh môn chính phái các ngươi tính là thứ gì ngươi cho rằng ngươi có lựa chọn sao ta mặc dù bị nội thương nhưng là muốn giết sạch các ngươi dư xài nhìn xem kim tứ cái kia hung ác bá đạo ngôn từ, chung quanh võ lâm nhân sĩ lại lui lại mấy bước. Chúng ta đi, trở về triệu tập nhân mã, tiểu tử này chống đỡ không được quá lâu, lần sau lại đến, nhất định lấy hắn đầu chó. Một đám người trong võ lâm vội vàng thoát đi nơi này, lưu lại khắp nơi trên đất thi thể. Chờ những võ lâm nhân sĩ kia chạy hết, kim tứ lại khôi phục bình thường sắc. Ngươi không bị nội thương. Độc cô Phượng ngạc nhiên nghi ngờ nhìn xem kim tứ. Vừa rồi nàng cơ hồ thật coi là kim tứ thụ thương. Có thể là giờ phút này lại nhìn nơi nào có nửa điểm bộ dáng yếu ớt. Thanh Tùng khinh bỉ nhìn Kim Tứ. Hắn là muốn nhường nhiều người hơn tới. Cái này cùng hắn cố làm ra vẻ có quan hệ gì? Độc Cô Phượng giang hồ lịch duyệt quá ít, căn bản cũng không biết Kim Tứ dụng tâm hiểm ác. Hắn đầu tiên là thể hiện ra hồn thiên bảo dám uy lực cực lớn, câu đủ người trong võ lâm khẩu vị, có thể là như thế mạnh võ công, sợ là tới trước vài nhóm người về sau liền sẽ có người lùi bước, cho nên hắn cố ý giả bộ như bị nội thương cứ như vậy, hết thảy động tâm người đều sẽ ôm lòng chờ may mắn lý. Thật hèn hạ. Độc cô Phượng khinh bỉ nói ra. Ta cái này gọi là trí tuệ, ngươi hiểu quả trứng. Tiểu hữu, ngươi dạng này chỉ sẽ khiến võ lâm náo động, sinh linh đồ tháng. Ta biết a, à, hiện tại giang hồ quá không thú vị, ta chính là muốn mọi người đều đánh lên đến, như vậy mới phải chơi. Nếu là thật muốn võ lâm náo động, bần đạo nhất định sẽ ngăn cản ngươi. Ngươi chắc chắn chứ. Kim tướng nhìn xem thanh tùng dĩ nhiên, cho dù là thân tử đạo tiêu, cũng sẽ không tiếc. Nếu như ngươi dám động thủ với ta, ta liền lấy con trai của ngươi nữ. Nhi tử khai đao. Ngươi. Ngươi biết. Bay lên. So với tại nửa tháng trước cũng không biết có như thế cái nữ nhi tồn tại độc cô Phượng. Thanh Tùng đối với mình con ruột Vân Phi Dương đương nhiên là càng có cảm tình. Tại Vân Phi Dương khi còn bé, liền bị hắn mang lên núi võ đan. Chẳng qua là, bởi vì vẫn luôn che giấu bọn hắn là phụ tử quan hệ, cho nên Vân Phi Dương tại võ đang đãi ngộ cũng không tốt. Bởi vì năm đó tiêu giao cốc sai người trà trộn vào võ đang học trọng thiên tạm công. Bây giờ võ đang đối với người lai lịch không rõ vẫn luôn ông khúc mắt cùng cảnh giác. Vân Phi Dương tìm không ra xuất thân lai lịch, thậm chí bị võ đang đệ tử chính thức xưng là hỗn tạp chuông. Thanh Tùng thì một mực tại âm thầm truyền thụ Vân Phi Dương võ công. Chỉ bất quá một mực mệnh lệnh Vân Phi Dương không cho phép đối ngoại công khai. Ngươi đoán ta sẽ làm sao đối phó ngươi nhi tử? bần đạo gần nhất có thương tích trong người, bằng không, há lại cho ngươi nguy hại giang hồ. Thanh Tùng nhận sợ, không có cách, hắn đời này liền là phá hủy ở nửa người dưới. Đến bây giờ người gần trung niên, thành con cái nô. Hắn cũng muốn như những cái kia giang hồ hào hiệp một dạng, trong rủi giang hồ nhậm tiêu dao. Có thể là sau lưng của hắn còn có một cái lớn như vậy võ đan, còn có một đôi nhi nữ. Lại nói, hắn thật đánh không lại kim tứ. Có thương tích trong người hắn đánh không lại, coi như vô thương tại thân cũng đánh không lại dù cho tương lai hắn đã luyện thành thiên tạm công, đoán chừng cũng đánh không lại Kim Tứ. Kim Tứ là cái không thể nói lý người, võ đạo cơ hồ đã đi đến đỉnh phong, tuy nhiên lại không có chút nào võ đức. Càng không có cao thủ gì tôn nghiêm. Mà lại cái tên này khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tràn đầy ác thú vị. Tự hồ sinh ra chính là vì làm ác. Có thể là người muốn nói hắn tà ác. Tự hồ hắn cùng tà ác kém rất xa. Chờ mấy khắc đồng hồ, Vương Bân cuối cùng là đem thi thể xử lý tốt. Mọi người tiếp tục lên đường, Kim Tứ trong xe ngựa hỏi: "Chó trứng, ngươi biết võ công a?" À. Thiếu gia, tiểu nhân luyện qua mấy tay trong thôn kỹ năng." Vương Bân thành thật trả lời: "Cái này cầm lấy đi luyện, dọc theo con đường này gặp phải tới phạm nhân, toàn bộ đều do ngươi phụ trách xử lý." "Thiếu gia, nhỏ này bản lĩnh, sợ là một cái đều đánh không lại a." À. Vương Bân gấp: "Cho nên, ngươi liền cho ta luyện thật giỏi." Vương Bân mặt mũi tràn đầy buồn khổ, hắn đi qua ở thôn có cái giang hồ nhân sĩ. Bất quá thoái ẩn giang hồ, ở trong thôn thao luyện dân binh thôn vệ. Vương Bân là lúc ấy thông tiên sinh dạy học, cho nên cũng đi theo luyện mấy tay công phu. Cũng học qua thô thiển khẩu quyết tâm pháp, có thể là cũng giới hạn tại này. Hiện tại muốn hắn phụ trách đối phó tiếp xuống trên đường gặp phải võ lâm cao thủ. Đây không phải lấy mạng của hắn à, có thể là hắn căn bản là cự không giúp được, chỉ có thể tiếp nhận cái này vận mệnh. Cầm lấy bí tịch trong tay, trong lòng một hồi bàn hoàng. Hắn cảm thấy kim tứ cho võ công, mặc dù lại như thế nào lợi hại, Chung Quy cũng không có khả năng khiến cho hắn trong khoảng thời gian ngắn thoát thai hoán cốt. Chương 1107 Muốn đổi phu xe, canh thứ hai, cầu nguyệt phiếu cầu đặt mua. Nguồn Mê truyện audio.com Vì mạng sống, Vương Bân liều mạng luyện công. Mà hắn lần thứ nhất chiến đấu rất nhanh liền lại tới. Thiếu gia Chúng ta Chúng ta làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Lên A, cam bọn hắn. Thiếu gia, ta sợ. Yên tâm đi đừng sợ nếu như ngươi chết cùng lắm thì chúng ta đổi lại cái phu xe cho nên không cần sợ vương bân muốn khóc lão tử sợ không phải cái này được không kim tứ đưa cho vương bân một thanh kiếm cầm lấy đi thôi nhớ kỹ đem nội lực đưa vào trong kiếm vương bân không thế nào nguyện ý tiếp kiếm kim tứ trực tiếp nhét vào vương bân trong tay ngươi cũng có thể đem ra tự vẫn kim tứ một cước đem vương bân đạp xuống xe ngựa thanh tùng mắt nhìn kim tứ ngươi đây là khiến cho hắn đi chịu chết dùng tu vi của hắn sợ là qua không được cái này liên quan không có việc gì nếu như chó trứng chết rồi cùng lắm thì tại giết hắn người trong chọn một cái mới phu xe vương bân hạ xuống xe bao vây xe ngựa võ lâm nhân sĩ lập tức thối lui mấy bước đem ma đồng cùng hồn thiên bảo dám giao ra ma đồng kim tứ ngoẹo đầu đây là ta ngoại hiệu a cảm giác cái danh xưng này rất có phong cách vương bân mắt nhìn trong tay kiếm chết thì chết đi bất quá cho dù là muốn chết ít nhất cũng phải trước hướng kim tứ biểu cái trung tâm nói không chừng Kim Tứ sẽ xem ở lòng trung thành của mình mức, xuất thủ cứu chính mình. Mong muốn bí tịch. Trước theo thi thể của ta bên trên bước qua đi. Vương Bân đem nội lực đưa vào mũi kiếm. Trong chốc lát, mũi kiếm ông ông tác hưởng. Mũi kiếm bốc lên hồng quang, đồng thời sau lưng Vương Bân hội tụ thành một cái kinh khủng máu khô lâu. Mọi người dồn dập lui ra phía sau, kinh hãi nhìn xem Vương Bân. Ngươi là ai? Người giết các ngươi. Vương Bân hừ lạnh nói. Tê, trong nháy mắt, không khí tự như là bị một đạo hồng mang xé mở. Mấy cái võ lâm nhân sĩ đều không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, bọn hắn liền phát hiện thân thể của mình bị cắt mở. Ma kiếm. Ma kiếm. Chung quanh võ lâm nhân sĩ quá sợ hãi. Đầu tiên là tới cái ma đồng, bây giờ lại toát ra một cái ma kiếm. Vương Bân ngay ra một lúc, những người này làm sao yếu như vậy? Hoàn toàn không như trong tưởng tượng gian nan. Đúng vào lúc này, Vương Bân cảm giác được sau lưng có người đánh lén, mặc dù không có xoay người có thể là vương bân vẫn là cảm giác được rõ ràng sau lưng người kia nhất cử nhất động vương bân nhẹ nhàng tránh đi thân thể kiếm trong tay phong tiện tay vung lên đầu người nọ sọ bay lên vương bân mày nhăn lại yếu như vậy cũng không cảm thấy ngại đánh lén mình cảm giác bọn hắn còn không bằng cửa thôn lý quả phụ lúc trước chính mình ở trong thôn đùa dẫn lý quả phụ thời điểm còn bị nàng ủi nửa cái thôn trên xe ngựa thanh tùng một mặt ngạc nhiên nghi ngờ ngươi đến cùng cho hắn luyện võ công gì, vì sao ngắn ngủi hai ngày, võ công của hắn thế mà tăng nhanh như gió. Thanh Tùng cảm giác được, vương bân cái kia dọa người sát khí, tự như ma vương hàng thế. Còn vô danh tự, liền là nắm mấy bộ võ công tùy ý hỗn hợp với nhau. Vương bân càng đánh càng là tự tin, hắn đã tại trong trận này hiểu rõ chính mình trình độ. Một trận chiến đấu, hắn giết hai mươi mấy người, mà lại là phi thường nhẹ tùng. Tốt, còn lại mấy cái đừng giết, đem bọn hắn thả. Kim Tứ truyền âm cho Vương Bân. Vương Bân có chút vẫn chưa thỏa mãn, bất quá mắt nhìn những cái kia bị giết sợ hãi võ lâm nhân sĩ. Hắn vẫn là nghe theo kim tứ mệnh lệnh. Thiếu gia, ta đã đem sự tình làm xong. Vương Bân đứng tại trước xe ngựa, ông quyền chắp tay nói. Vương Bân một trước một sau khí chất đều đã không đồng dạng. Thời khắc này Vương Bân vẫn như củ huyết sát trùng thiên, tầm mắt sắc bén, hai đầu lông mày cất giấu một tia lạnh khốc. Từng, sự tình làm khá lắm, tiếp tục đánh xe lên đường. Thiếu gia, tiểu nhân võ công đến cảnh giới gì? Vương Bân hỏi. Thiên hạ này hẳn là không người là đối thủ của ngươi, đặc biệt là tay ngươi nắm thanh kiếm kia. Kim Tứ nói ra. Vương Bân từ từ ngẩng đầu, giờ khắc này, giả tâm của hắn hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Thiếu gia, vậy ngài đâu? Là một người có tuyệt đối lực lượng về sau, giả tâm của hắn cũng sẽ tùy theo tới. Hắn không cam tâm tiếp tục làm Kim Tứ chó, hắn muốn làm người trên người. Trước nay chưa có lực lượng đã để giả tâm của hắn bành trướng đến mức độ không còn gì hơn. Quyền lực, tiền tài, mỹ nữ, chỉ cần mình mong muốn liền không ai có thể ngăn cản chính mình thanh tùng mắt nhìn kim tứ một mặt xem kịch vui biểu lộ hắn kinh ngạc tán thán tại kim tứ thế mà tại ngắn ngủi mấy ngày thời gian thế mà tạo nên ra một cái khủng bố như thế tuyệt đỉnh cao thủ bất quá hắn cũng tại cười trên nỗi đau của người khác kim tứ hiện tại là dời lên tảng đá đập chính mình chân kim tứ theo trong xe ngựa ra tới ngươi muốn thử xem đúng vậy tiểu nhân nghĩ muốn thử một chút tốt vậy liền thử một chút đi có lẽ thật sự có thể thành công kim tướng nhún vai đúng vào lúc này vương bân ra tay rồi trường kiếm xẹt qua một tia ánh sáng đỏ đâm về phía kim tướng thật nhanh thanh tùng vẻ mặt kinh biến cho dù là hắn chỉ sợ cũng tránh không khỏi một kiếm này hắn không nghĩ tới vương bân thế mà thật dám ra tay với kim tướng có thể là tiếp theo một cái chớp mắt vương bân đầu bay lên thanh tùng cùng đọc cô phượng biểu lộ triệt để động lại trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi kim tứ đến cùng làm cái gì hắn cái gì cũng không làm hắn cũng chỉ là đứng tại xe ngựa xe trên bảng. Sau đó vương bân đầu liền bay lên. Kim tứ nhếch miệng. Cái tên này sao có thể như thế xuẩn? Lực lượng của hắn đều là ta ban cho, hắn vì sao lại cảm giác mình có khả năng chiến thắng ta? Thanh Tùng nhìn xem kim tứ cái kia một mặt vẻ mặt không sao cả. Ngươi đến cùng là thế nào giết hắn? Nói ngươi cũng không hiểu, đã hiểu ngươi cũng sẽ không, sẽ ngươi cũng làm không được, còn không bằng không hiểu. Thanh Tùng một hồi bực mình, bất quá hắn cũng biết kim tứ thực sự nói thật, bọn hắn khoảng cách thật không phải bình thường lớn. Kim tứ đầu ngón tay nhảy lên, vương bân trong thi thể cất giấu bí tịch bay ra. Kim tứ tiếp nhận bí tịch, ném đến thanh tùng trong tay. Làm cái gì? Ta không muốn ma công của ngươi. Không muốn sao? Ta đây cho tiểu phượng, tiểu phượng, ngươi chuyển giao cho ngươi cha, quay đầu chờ ngươi cha biết luyện phía trên này võ công liền đi tìm thanh tùng. Chờ chút. Ta liền khách sáo khách sáo, ngươi còn tưởng thật. Thanh Tùng đem bí tịch nhét vào trong ngực của mình đồ vật thu, vậy liền xuống tới dẫn ngựa. Ta. Ngươi cái gì ngươi? Không nguyện ý đúng hay không? Thanh Tùng thở hắt ra, thành thành thật thật dẫn ngựa đi. Thanh Tùng đột nhiên hy vọng, sớm một chút có thể gặp được đến đám tiếp theo. Ngươi hảo tâm. Hắn cũng nghĩ thông suốt, ngăn cản Kim Tứ là không ngăn cản được. Hà tất lại để cho mình chịu tội bị liên lụy đây. Thanh Tùng dắt ngựa, len lén xuất ra bí tịch quan sát. Có thể là càng xem thì càng mê mẩn này bí tịch nội dung bao hàm toàn diện. Chính như Kim Tứ nói như vậy, là rất nhiều bí tịch võ công vào hợp lại cùng nhau. Hơn nữa còn là loại kia không hoa tâm nghĩ hỗn hợp. Vương Bân cái kia đuổi ma quỷ chỉ học được không đến một thành. Thậm chí liền một thành cũng chưa tới đi. Thanh Tùng lại là có không thấp hiểu biết. Rất nhiều thứ chẳng qua là nhìn một chút, liền có thể cùng tự thân võ đạo ấn chứng với nhau. Thậm chí là cùng mình chủ yếu tu luyện thiên tạm công ấn chứng với nhau. Cái này. Đây là hồn thiên bảo giám không phải, hồn Thiên Bảo giám có thể so sánh cái đồ chơi này cao cấp nhiều lắm. Kim Tứ nằm tại xe trên bản, thổi chạn vàng tối gió mát, thuận miệng hồi đáp. Chương 1108. Ngươi sẽ đánh xe sao? Nguồn. Mê truyện audio.com. Kim Tứ cho quyển bí tịch này, bên trong liền là một chút rối loạn nội công tâm pháp, tăng thêm độc môn tuyệt học. Đều là cao cấp hàng, bất quá tụ cùng một chỗ, cái kia chính là một nội món thập cẩm. Hồng Thiên Bảo Giám thì là kim tứ chỗ trong nhận thức biết võ học bên trong, cấp cao nhất võ công. Này là có thể thành tựu võ đạo võ công. Thanh Tùng ngoài miệng nói không muốn, thân thể cũng rất thành thật. Lúc mới bắt đầu nói là chẳng qua là muốn tìm ra trong đó nhược điểm. Sau đó tiến hành lợi dụng, tương lai gặp phải thời điểm liền biết như thế nào đối phó. Có thể là không quá hai ngày liền bắt đầu luyện. Mỹ danh nói là võ công không có chính tà phân chia. Thanh Tùng hai ngày này tại tu luyện bí tịch bên trên võ công. Bất quá hắn cùng Vương Bân không giống nhau. Vương Bân cái kia chính là ăn tươi nuốt sống. Một bên mảng hắn toàn tịch bị hắn ăn ra thức ăn nhanh cảm giác. Mặc dù tiến cảnh rất nhanh, tuy nhiên lại lưu lại ám thương. Thanh Tùng thì là tinh tế phẩm vị, tìm trong đó thứ thích hợp với mình, lại lấy hắn nội dung bằng chứng, dung hội mình học. Mặc dù Kim Tứ nói quyển bí tịch này không phải Hồn Thiên Bảo Giám, có thể là tại Thanh Tùng trong mắt, cái này là một bản võ đạo thần thư. Trong này võ công bao hàm toàn diện mà lại rất nhiều võ công đều không thể tưởng tượng. Chỉ sợ thiên tạm công tại ở trong đó, cũng chỉ là một bộ không đáng chú ý võ công. Thanh Tùng đầu tìm được trước một bộ chữa thương sử dụng tâm pháp. Mấy ngày thời gian, Thanh Tùng công lực ít nhất khôi phục 8 phần 10. Mà lại tại chữa thương quá trình bên trong, Thanh Tùng võ công cũng đang tăng nhanh như gió. Bây giờ hắn đối đầu độc cô vô địch, chỉ sợ không ra bài chiêu, liền có thể đem độc cô vô địch hạ gục. Mà hắn cũng tại ngày thứ ba thời điểm, như nguyện gặp người hảo tâm. Bất quá đối phương là hắn người quen biết cũ, Mạc Bắc Hùng ưng sẽ. Mạc Bắc Hùng ưng sẽ mặc dù chưa nói tới là ma môn. Có thể là tại Mạc Bắc một vùng cũng là làm mưa làm gió. Nếu như thả tại Trung Nguyên, đầy đủ là ma môn Trung Kiên. Mạc Bắc Hùng ưng sẽ ban chủ âm thiết hùng cũng tới. Hiển nhiên là tính toán chiếm lấy hồn thiên bảo giám, sau đó thật tốt phát triển một thoáng sự nghiệp. Cho nên lần này hắn mang không ít người tới. Hơn 100 người, Thanh Tùng thấy này hơn 100 người cũng có chút trung chân hắn nhưng là chính nhi 800 tu luyện, tiến hành theo chất lượng. Không giống với vương bân như thế, nóng lòng cầu thành, dẫn đến ngắn mũi mấy ngày nội tu vi tăng lên dữ dội đến tuyệt đỉnh. Mà lại này hơn 100 người cũng không phải cái gì đám ô hợp. Trong bọn họ có không ít nhất lưu cao thủ, toàn bộ đều là mạc bắc hùng ưng sẽ nồng cốt thành viên. Ban chủ của bọn hắn âm thiết hùng càng là đỉnh tim cao thủ. Phóng nhãn thiên hạ có thể đủ thắng quá hắn có thể đến được trên đầu ngón tay. Âm thiết hùng thấy dẫn ngựa thanh tùng, không khỏi ngay ra một lúc, Thanh Tùng, ngươi vì sao tại đây dẫn ngựa? Thanh Tùng yên lặng rút kiếm. Âm Thiết Hùng, ngươi không nên tới. Thanh Tùng, ngươi nghĩ cũng quá tốt rồi, ngươi thật sự cho rằng thiên hạ này hết thảy chuyện tốt đều nên bị ngươi chiếm sao? Âm Thiết Hùng hừ lạnh nói. Ngươi cho rằng đây là chuyện tốt sao? Thanh Tùng cũng nhìn không được thất thanh bật cười. Bớt nói nhiều lời, xem chiêu. Âm Thiết Hùng một tay quỷ môn hùng ưng trảo khiến cho mạnh mẽ sinh hoai có thể là thanh tùng dễ dàng ứng đối âm thiết hùng nghe nói thanh tùng cùng độc cô vô địch tại thái sơn ngọc hoàng đỉnh ra mắt cờ sai một nước lạc bại thân chịu trọng thương lúc này mới bao lâu đi qua thanh tùng tựa hồ một điểm không bị ảnh hưởng không nên a à, thanh tùng thực lực có như thế mạnh sao tại âm thiết hùng trong ấn tượng thanh tùng nhiều lắm là liền là mạnh hơn chính mình nhất tuyến mà hắn sau khi bị thương chính mình đầy đủ có khả năng đưa hắn ép dưới thân thể ma sát có thể là giờ phút này thanh tùng nơi nào có nửa điểm ảnh hưởng ngược lại dễ dàng ứng đối thế công của hắn âm thiết hùng cùng thanh tùng đều hơn 10 chiêu làm càng làm bậy không có đụng phải thanh tùng nửa phần đừng nhìn trò vui đều lên cho ta nếu đơn đã độc đấu không được vậy liền quần ẩu đi nguyên bản âm thiết hùng còn muốn lấy có thể thừa dịp thanh tùng thần hư thời điểm triệt hắn một đợt bây giờ xem ra còn là dựa theo nguyên bản mạch suy nghĩ tất cả mọi người vây đánh thanh tùng đi thanh tùng một mực không có dùng sức ngoại trừ là thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục. Còn có một nguyên nhân thì là hắn muốn tiết kiệm một chút khí lực. Dù sao chung quanh còn có nhiều người như vậy. Muốn đem bọn hắn toàn bên trên một lần, đoán chừng chính mình không có tốt như vậy lực bền bỉ. Hiện tại cũng chỉ có thể tận khả năng sát thương càng nhiều kẻ địch, tốt chấn nhiếp những người khác. Giống như hành quân chiến tranh một dạng, tại cổ đại bất luận cái gì một chi quân đội đều khó có khả năng tại thương vong vượt qua ba thành tình huống dưới còn không sụp đổ. Này chút người trong giang hồ liền càng không có thể cho nên Thanh Tùng cũng không cần nắm tất cả mọi người giết sạch. Chỉ muốn giết chết 20, 30 người, đoán chừng liền có thể dọa chạy bọn hắn. Một cái mặt bắt hùng ưng sẽ đệ tử ở phía xa trọng thả ám khí. Thanh Tùng mũi kiếm nhảy lên, ám khí bị đánh lại, rơi xuống đồng môn của hắn trên thân. Lại quay người đâm một cái, lại một cái đệ tử ngã xuống. Thanh Tùng thủ đoạn còn tính là ôn hòa. Mặc dù đều là giết người. Có thể là kim tứ cái kia cơ bản là thuộc về đủ mọi màu sắc bạo ngược. Thanh Tùng đại bộ phận thời điểm liền là đâm một cái nhiều cái lỗ thủng, vùng lên nhiều một đầu vết máu. Bất quá Thanh Tùng cũng không có khả năng làm đến một chiêu một cái. Giết mười mấy người, nội lực của hắn đã tiêu hao một nửa. Đoán chừng không kiên trì được quá lâu, cho nên hắn nhất định phải tăng tốc hiệu suất. Thanh Tùng bổ ra một đạo kiếm khí, trong mấy người chiêu, tại chỗ bỏ mình. Âm Thiết hùng vẻ mặt kinh biến, Thanh Tùng mạnh lên. Này chiêu hắn đi qua thật chưa thấy qua. Thật mạnh kiếm khí, nếu là mình đơn độc đối mặt, sợ là dưới một kiếm này cũng muốn bại vong lại nhìn mình những đệ tử kia Tự hồ đã nảy sinh thoái ý lúc này vây công thanh tùng cũng không nữa như vậy ra sức lên a à, lên a à. âm thiết hùng thúc giục nói có thể là thanh tùng mũi kiếm đã khoát lên âm thiết hùng trên bờ vai âm thiết hùng ta nói qua ngươi không nên tới chạy a à, ban chủ chết rồi âm thiết hùng đệ tử giải tán lập tức trở về trở về bản ban chủ còn chưa có chết ta thảo các ngươi những thứ cẩu này đến cùng nhiều ngóng trong ta chết a à. âm thiết hùng lòng tham mệt mỏi lo lắng lấy muốn làm thế nào mới có thể mỹ lệ kết thúc thanh tùng trưởng môn quả nhiên võ công cái thế tại hạ bội phục nếu chiến bại âm mổ lùi lại từ đây trung nguyên võ lâm trong vòng 10 năm cũng sẽ không tiếp tục đặt chân trung nguyên âm thiết hùng ông quyền nói ra chẳng qua là khoát lên trên cổ kiếm vẫn không có dịch chuyển khỏi âm thiết hùng mí mắt trực nhảy cái tên này không phải là muốn trực tiếp thế này chết chính mình đi lúc này âm thiết hùng thật có chút phương mình còn có 18 tiểu thiếp còn không có tiếp nhận môn chính mình không muốn chết a à, thanh tùng ngươi là ý gì cho thống khoái lời nếu là muốn giết bản tọa dứt khoát một điểm lời vừa ra khỏi miệng âm thiết hùng liền hối hận chính mình giả trang cái gì anh hùng thanh tùng sẽ không coi là thật đi không muốn a à, ta không muốn chết âm thiết hùng đang lo lắng có phải hay không muốn quỳ xuống quỳ xuống muốn dùng cái gì tư thế là đầu rạp xuống đất vẫn là chổng vó ngay tại âm thiết hùng suy nghĩ lung tung thời điểm thanh tùng mở miệng ngươi lại sẽ đánh xe. Thanh Tùng, ngươi nghĩ nhục nhã bản tọa hay sao? Biết. Vẫn là sẽ không, cho thống khoái lời. Thanh Tùng thản nhiên nói. Sẽ không, muốn chém vết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Âm thiết hùng mắt thấy Thanh Tùng dơ lên kiếm, vội vàng nói. Chờ chút. Biết biết biết, ta sẽ đánh xe. Chương 1109 Bụng lớn Nguồn Mê truyện audio.com Âm thiết hùng không muốn đánh xe, chính mình đường đường đứng đầu một bang, mạc bắt thổ hoàng đế. Thế mà để cho mình làm phu xe. Nếu là thanh tùng để cho mình giết người cướp của loại hình. Âm thiết hùng tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Có thể là để cho mình đánh xe, cái kia chính là đi mặc mũi chuyện. Thanh tùng. Chúng ta thương lượng một chút, coi như âm mổ thiếu ân tình của ngươi, ngươi thả ta rời đi, từ đó ta hùng ưng sẽ chỉ ngươi võ đang như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đúng vào lúc này, kim tứ theo trong xe ngựa ra tới, nhạc phụ nếu hắn không muốn đánh xe vậy cũng chớ miễn cưỡng hắn ta người này không thích nhất miễn cưỡng người âm thiết hùng nhìn về phía kim tứ trong mắt lóe lên một tia tinh quang ma đồng trước mắt tiểu tử này liền là đại danh đỉnh đỉnh ma đồng đi thoạt nhìn xác thực tuổi không lớn lắm nghe nói võ công của hắn cái thế sao thanh tùng càng mạnh bất quá tuổi nhỏ như thế võ công lợi hại hơn nữa lại có thể lợi hại đi nơi nào nghe hắn hô thanh tùng nhạc phụ hơn phân nửa võ công của hắn là thanh tùng chỉ bảo Thanh Tùng nhìn một chút kim tứ, vừa nhìn về phía âm thiết hùng. Âm ban chủ, đã ngươi không nguyện ý, vậy cứ như vậy đi. Thanh Tùng giơ lên mũi kiếm, âm thiết hùng sắc mặt đại biến. Chờ chút. Thanh Tùng, ngươi làm sao như thế ác độc, ngươi dù sao cũng là võ đang trưởng môn, thế mà liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho âm mổ. Ngươi xâm phạm ta, ta giết ngươi, có cái gì ác độc? Ngươi nếu là cần phải ta đánh xe, âm mổ đánh xe chính là. Âm thiết hùng nghĩ thầm, đánh xe cũng tốt, Tìm một cơ hội có lẽ có thể trộm được hồn thiên bảo giám mặc dù trộm không đến hồn thiên bảo giám bắt đi tiểu tử này tùy thời uy hiếp thanh tùng cũng là lựa chọn tốt thanh tùng mắt nhìn âm thiết hùng cái kia lấp lánh ánh mắt liền biết trong đầu của hắn đang suy nghĩ gì bất quá hắn là không quan trọng âm thiết hùng nếu là thật có thể trong tay kim tứ qua mấy chiêu hắn cũng là vui thấy hắn thành chỉ hy vọng hắn có thể tại chính mình tìm tới người tiếp theo phu xe trước tại kim tứ trên tay nhiều chống đỡ mấy ngày nhưng thanh tùng không nghĩ tới chính là âm thiết hùng đích thật là sẽ đánh xe mà lại đánh xe kỹ thuật không tệ âm thiết hùng cùng thanh tùng không giống nhau thanh tùng là thiên tuyển chi tử xuất thân liền rút đến âu hoàng thẻ tu đạo trước đó gia cảnh cũng rất không tệ thiên phú tài hoa đều là nhân tuyển tốt nhất lão thiên gia không phải thưởng cơm ăn mà lại là trực tiếp khiến cho hắn ngâm mình ở cơm trong vạc mà âm thiết hùng không giống nhau hắn là theo tiểu nhân vật cất bước từng bước một trở thành hùng ưng sẽ ban chủ trên cơ bản loại người này liền là sinh hoạt kỹ năng toàn bộ điểm đầy ngươi gọi âm thiết hùng đúng không tiểu tử bản tọa tục danh há lại ngươi tùy ý kêu âm thiết hùng thua ở thanh tùng trong tay hắn không cảm thấy có mất mặt gì thanh tùng người nào chính đạo đệ nhất nhân chính mình đỉnh phong cũng chính là thê đội thứ hai cho nên bại bởi thanh tùng là chuyện tình đương nhiên có thể là tiểu tử này tính là thứ gì là dám gọi thẳng chính mình tục danh thật sự cho rằng người giang hồ cho ngươi ma đồng ngoại hiệu ngươi liền thật đem mình làm nhân vật số một rồi. Trong xe thanh tùng bụng mặt. Hy vọng chính mình sẽ không đi dẫn ngựa xe. Riêng ta thì thưởng thức ngươi như thế cùng. Kim Tứ cười ha hả nhìn xem âm thiết hùng. Xem, cái này ăn hết. Âm thiết hùng nhìn xem Kim Tứ trong tay hắc hoàng. Đây là cái gì? Độc dược. Kim Tứ nói thẳng không kiên kỵ. Bản tọa tại sao phải ăn? Kim Tứ đột nhiên một bàn tay khét tại âm thiết hùng trên mặt, lại một cước đem mặt của hắn đạp tại xe trên bảng âm thiết hùng vừa muốn phản kháng kim tứ đưa tay bắt lấy âm thiết hùng đưa qua tới cánh tay xoạt xoạt a à, nhỏ gia loại ta muốn giết ngươi kim tứ cũng mặc kệ âm thiết hùng như thế nào chữ mắng dắt lấy âm thiết hùng xuống xe ngựa sau đó đem đầu của hắn nhấn tại vũng bùn bên trong không muốn ăn độc dược có phải hay không vậy liền ăn cái này bao ăn no lộc cộc lộc cộc đừng giết hắn chúng ta bây giờ không xe phu ít nhất tại đi đến hạ cái thành trấn trước đó đừng để hắn chết thanh tùng vẫn là ra mặt ngăn trở kim tứ được a. À. Kim tứ quăng lên âm thiết hùng đầu. Hiện tại nguyện ý ăn chưa? Mặt mũi tràn đầy nước bùng âm thiết hùng suy yếu gật đầu. Nguyện. Nguyện ý. Nghe lời. Kim tứ vỗ vỗ âm thiết hùng mặt, lại ở trên người hắn xoa xoa. Ăn đi, nhị đảng. Ta không gọi. Không, ngươi liền gọi nhị đảng. Bị kim tứ sửa chữa một phiên về sau, âm thiết hùng đàng hoàng. Mặc dù hắn trong lòng suy nghĩ, chờ thanh tùng lúc nào ra tầm mắt, liền là kim tứ tử kỳ có thể là từ sáng sớm đến tối, cũng không thấy Thanh Tùng rời đi tầm mắt. Thanh Tùng dĩ nhiên biết tính toán của hắn. Cho nên mới một mực thủ tại phụ cận. Không phải là vì bảo hộ Kim Tứ, là vì bảo hộ âm thiết hung. Nhị đảng. Dù sao, đi đến người tiếp theo thành trấn còn có mấy ngày lộ trình. Hắn cũng không muốn dẫn người dắt mấy ngày thời gian. Công phu không phụ lòng người. Âm thiết hùng rốt cuộc tìm được cơ hội. Thanh Tùng ra ngoài đi săn tìm đồ ăn đi. Đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội tốt, âm thiết hùng đi vào kim tứ trước mặt tiểu tử hồn thiên bảo dám ở đâu tại trong bụng của ngươi cái gì âm thiết hùng không có hiểu rõ có ý tứ gì kim tứ nhấc lên đầu ngón tay âm thiết hùng đột nhiên cảm giác bụng có đồ vật gì đang động ngay sau đó âm thiết hùng bụng phòng ta bụng của ta thật là khó chịu tiểu tử dừng lại dừng lại âm thiết hùng cái bụng đã đem quần áo đều nứt vỡ phòng lên tự như 10 tháng hoài thai một dạng ngồi trên mặt đất kêu trên không chỉ, cảm giác tùy thời đều muốn lâm bồn một dạng. Ngươi đoán xem ta ngày đó cho ngươi ăn độc dược là công hiệu gì? Đoán đúng có ban thưởng. Âm thiết hùng hiện tại đau hận không thể đem chính mình cái bụng phá mở. Nơi nào có khí lực đi đoán kim tứ độc dược là công hiệu gì? Đồ chơi kia gọi mang thai đan, có muốn hay không sinh tiểu bảo bảo ra tới? Rất đã. Đã ghiền chính ngươi làm sao không đến một phát? Âm thiết hùng trong lòng suy nghĩ. Đúng vào lúc này, Thanh Tùng dẫn theo hai đầu con thỏ trở về. Thanh Tùng, cứu ta. Cứu ta a. À. Thanh Tùng nhìn xem tình huống, lúc này liền ngây ngẩn cả người. Này tình huống như thế nào? Cứ như vậy một hồi công phu, Kim Tứ nắm âm thiết hùng làm lớn bụng rồi. Độc Cô Phượng thì là một mực yên lặng nhìn xem. Ngược lại nàng đối Kim Tứ đủ loại không thể tưởng tượng thủ đoạn đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Đương nhiên, nắm một đại nam nhân. Lão nam nhân làm lớn bụng, vẫn có chút làm người nghe kinh sợ. Được a. À hôm nay chơi còn không sai ta hiện tại tạm thời còn không muốn đổi ba trứng kim tứ thu hồi ngón tay âm thiết hùng cái bụng cũng thu xuống dưới bất quá âm thiết hùng còn nằm trên mặt đất thở dốc cái loại cảm giác này thật không phải bình thường thống khổ cảm giác so đạp trứng trứng thống khổ hơn nắm trong bụng cái kia cổ khí luyện hóa hết có thể cổ vũ ngươi mấy năm công lực kim tứ nói ra âm thiết hùng miễn cưỡng đứng lên hồ nghi mắt nhìn kim tứ không dám luyện hóa trong cơ thể cái kia cổ khí nói không chừng lại là một cái hố to yên tâm đi, là hố, có thể là ngươi bây giờ đã tại trong hố, còn có cái gì sau ngươi bây giờ càng bi thảm hơn sao? Đúng vào lúc này, Kim Tứ ánh mắt lại trôi hướng nơi xa. Lại có người tới, người không nhiều, bất quá đều là cao thủ. Nhị đảng, lần này đến phiên ngươi tiếp khách. Chương 1110 Thiếu gia, ngài những ngày này có tốt không? Cành thứ nhất, cầu nguyệt phiếu cầu đặt mua. Nguồn Mê truyện audio.com Âm thiết hùng giờ phút này cũng còn không có chậm tới, nơi nào có khí lực đánh nhau nhóm người kia đến ở gần, Kim Tứ ngay ra một lúc. Bởi vì tại trong đám người này, thế mà còn có Phó Ngọc Thư. Phó Ngọc Thư giấu ở đám người đằng sau, tầm mắt lấp lóe không yên. Hắn cũng không phát hiện tại trong xe Kim Tứ. Kim Tứ sờ lên cầm, chính mình này 10 ngày nửa tháng không để ý tới hắn. Hắn như thế chạy nơi này tới. Xem Phó Ngọc Thư cái kia sắc mặt cùng hắn ăn mặc. Hết sức rõ ràng, hắn mấy ngày này qua cũng không tốt. Xanh sao vàng vọt, mặc như tên ăn mày. Chẳng qua là không biết, Hắn làm sao trà trộn vào nhóm người này bên trong đi Phó Ngọc Thư nhìn xem thật khiêm tốn Đoán chừng mấy ngày này không ít gặp xã hội đánh đập Một mực dấu ở đằng sau Võ công không tầm thường hắn trộn lẫn một đám võ công thường thường người bên trong ở giữa Nhạc phụ, thấy người kia không có Kim Tứ chỉ Phó Ngọc Thư nói ra Tuổi còn trẻ, võ công cũng không tục Nhìn xem tướng Mạo cũng là ngay ngắn Trên thân mang theo vài phần khí khái hào hùng hẳn không phải là tà đồ, như thế nào Người biết hắn Tiêu giao cốc đại thiếu gia Kim Tứ nói ra. Tiêu Giao Cốc. Đó không phải là bị diệt sao? Nói lên Tiêu Giao Cốc hủy diệt, đây chính là thanh tùng cuộc đời lớn nhất công tích. Bây giờ chợt nghe Tiêu Giao Cốc thế mà vẫn tồn tại, cái này khiến hắn tâm thần chấn động. Ta trước đây ít năm trà trộn vào Tiêu Giao Cốc, gần nhất vừa đi theo vị kia Tiêu Giao Cốc thiếu gia ra Tiêu Giao Cốc. Thanh Tùng lập tức bắt lấy mấy cái trọng điểm. Kim Tứ lẫn vào qua Tiêu Giao Cốc, gần đây vừa mới ra tới. Vậy ngươi chuyến này cùng hắn ra tới, có gì làm? dĩ nhiên liền là thừa dịp ngươi thụ thương sau đó xuất thủ cứu giúp tranh thủ hảo cảm của ngươi từ đó gia nhập võ đan bần đạo không dễ dàng như vậy mắc lừa bị lừa ha ha vậy ngươi vì cái gì đây là hắn kế hoạch cũng không phải kế hoạch của ta kim tứ trận trắng mắt tại trong sơn cốc lăn lộn mấy năm thật sự là nhàm chán liền ra tới tìm một chút việc vui thanh tùng lòng tha mệt mỏi ngươi tìm thú vui tìm tới trên đầu ta tới vậy hắn hiện đang vì sao ở đây đoán chừng là nhìn ta một mực không có trở về liền chính mình hành động hãy chờ xem chờ sau đó hắn nhất định phản bội sau đó lại tại trước mặt của ngươi soạt một đợt tồn tại cảm giác kẻ này tâm thuật bất chính nhất định không thể lưu vừa rồi ngươi còn nói hắn khí khái hào hùng bất phàm tới khí khái hào hùng bất phàm không trở ngại hắn tâm thuật bất chính ta mặc kệ ta hiện tại muốn ở trên người hắn tìm thú vui cho nên ngươi liền cho ta trang làm cái gì cũng không biết hắn nói cái gì ngươi coi như thật nghe ta nói cái gì ngươi cũng cho ta làm làm việc thực Thanh Tùng nhìn xem Phó Ngọc Thư, không khỏi làm vị này kinh nghiệm sống chưa nhiều đại thiếu gia thấy đồng tình. Rơi vào kim tứ cái này đại ma đầu trong tay, há có kết quả tốt. Phó Ngọc Thư giờ phút này đang lập mưu. Trước sớm liền nghe nói Hồng Thiên Bảo giám sự tình. Hắn cũng tham gia tiến đến, nếu như vận khí tốt thu hoạch được Hồng Thiên Bảo giám, cái kia từ không cần nhiều lời. Đến lúc đó còn muốn cái gì thiên tầm công, trực tiếp tu luyện Hồng Thiên Bảo giám, vô địch thiên hạ. Nếu như vận khí không tốt, bọn hắn bên này người bị diệt mất hắn liền lập tức phản bội, biểu thị chính mình tâm hướng võ đan. Nghĩ đến Thanh Tùng xem chính mình tuấn tú lịch sự, hẳn là sẽ tin tưởng lời của mình. Bất quá âm thiết hùng xuất hiện ở đây, vẫn là để bọn họ đều là giật mình. Âm thiết hùng có thể là một phương kiêu hùng, trong chốn võ lâm địa vị cũng là cực cao. Bất quá âm thiết hùng đơn thương độc mã ứng đối mấy chục người. Vẫn là hơi lộ ra cố hết sức, giết mười mấy người, hắn liền có chút bị không ở, hắn cùng Thanh Tùng thực lực có chênh lệch rõ ràng. Đồng dạng cục diện, Thanh Tùng liền phi thường nhẹ tùng âm thiết hùng liền lão cố hết sức mắt thấy liền muốn thận hư đột nhiên âm thiết hùng cảm giác tay chân của mình nhất trọng giống như là treo ngàn quân lực một dạng cả người quỳ trên mặt đất đang ở âm thiết hùng thất kinh lúc sau một khắc thân thể của hắn liền chính mình chuyển động âm thiết hùng bộ mặt biểu lộ vô cùng kỳ quái thân thể của hắn không bị khống chế bắt đầu phản kích những cái kia vây công hắn võ lâm nhân sĩ tiện tay xé mở một cái võ lâm nhân sĩ lồng ngực một quyền đánh nát một người đầu, một cước đạp gãy một người eo sụn đệm cột sống. Thời khắc này âm thiết hùng cảm giác mình giống như là bậc hát một dạng. Một mực dấu ở phía sau phó Ngọc Thư có chút gấp. Tình huống giống như có chút không đúng, này âm thiết hùng cũng quá kinh khủng. Đằng trước như vậy kéo sụp đổ, làm sao lúc này giống như là uống thuốc đi. Nếu là lại không biểu minh thân phận của mình cùng lập trường, chỉ sợ chính mình rất nhanh cũng muốn chết tại âm thiết hùng trong tay. Phó Ngọc Thư đột nhiên đối bên người hai người ra tay, lúc này lực chú ý của mọi người đều đặt ở âm thiết hùng trên thân hiện tại đại địch trước mặt bọn hắn căn bản là dự không ngờ được đồng bạn của mình thế mà sẽ ở sau lưng ra tay đánh lén âm thiết hùng kinh ngạc nhìn về phía phó ngọc thư phó ngọc thư thì là ở những người khác vẫn còn mộng bức trạng thái thời điểm lại là liên tiếp ra tay chém chết hai người trong xe ngựa mọi người thì là một bộ quả nhiên biểu tình như vậy ngươi là người phương nào âm thiết hùng hỏi tại hạ phó ngọc thư xin ra mắt tiền bối ngươi vì sao muốn đánh lén đồng bạn của ngươi tại hạ cùng với bọn hắn cũng không phải là đồng bạn phó ngọc thư trấn định nói ra tại hạ nghe nói đám người này đang định đánh lén thanh tùng đạo trưởng cho nên lẫn vào trong đó mong muốn tại lúc cần thiết cho thanh tùng đạo trưởng mật báo tiếc rằng đám người này như hình với bóng tại hạ cũng tìm không thấy báo tin cơ hội dứt khoát liền theo bọn hắn cùng nhau đến đây tìm cơ lại trợ giúp thanh tùng đạo trưởng phó ngọc thư thanh âm rất lớn cố ý nói cho trong xe ngựa mọi người nghe họ phó trong chốn võ lâm tự hồ chưa từng nghe qua ngươi nhân vật như vậy. Phó gia đời đời làm quan, hiện nay tại triều làm quan cũng cùng nhà ta trưởng bối có nhiều liên hệ, cho nên tại hạ cũng không phải thuần túy người trong võ lâm. Lúc này, Thanh Tùng cùng Kim Tứ theo trong xe ra tới. Thiếu gia. Kim Tứ lập tức kêu lên. Phó Ngọc Thư trừng to mắt, kinh ngạc nhìn xem Kim Tứ. Cho ngươi đi tìm hiểu tin tức, ngươi này đều trộn lẫn đến Thanh Tùng bên người đi. Kim Tứ. Phó Ngọc Thư vội vàng giả bộ như kinh hỉ dáng vẻ. Ngươi thế mà tại đây bên trong, ngươi là như thế nào đến thanh tùng đạo trưởng bên người đi? Thiếu gia, việc này nói rất dài dòng. Tiểu nhân hôm đó nghe theo mệnh lệnh của ngài, tìm hiểu thanh tùng đạo trưởng hạ lạc, vừa hay nhìn thấy thanh tùng đạo trưởng bị cựu địch truy sát, tiểu nhân liền vội vàng đem thanh tùng đạo trưởng giấu đến trong hố xí tránh thoát nhất kiếp, sau đó lại không đành lòng vứt xuống thanh tùng đạo trưởng, cho nên một đường hộ tống cùng phục thị thanh tùng đạo trưởng. Tiểu nhân chưa có thể kịp thời cho thiếu gia báo tin, nhưng thiếu gia lo lắng, tiểu nhân tội đáng chết vạn lần không sao không sao, bản thiếu gia bản ý cũng là bảo vệ thanh tùng đạo trưởng, mặc dù không như mong muốn, bất quá kết quả chung quy là tốt, cũng may mắn ngươi hộ đến đạo trưởng chu toàn, thanh tùng đạo trưởng, tại hạ gã sai vặt này còn phục thị hài lòng. Thanh tùng ngoài cười nhưng trong không cười. Ha ha. Hài lòng hài lòng, phi thường hài lòng. Âm thiết hùng thì là nheo mắt lại, nghĩ muốn biết rõ ràng đây là cái gì tình huống. Tiểu tử này không hiểu thấu thành kim tứ thiếu gia. Chẳng lẽ tiểu tử này lai lịch bất phàm? Bất quá tiểu tử này võ công thật đúng là qua quyết bình bình. Thiếu gia, những ngày này không thấy ngài, tiểu nhân rất nhớ ngài, ngài qua có tốt không? Chương 1111. Thiếu gia, ngươi lại xảo trá, canh thứ hai, cầu nguyện phiếu cầu đặt mua. Nguồn: Mê truyện audio.com. Phó Ngọc Thư nhìn một chút Kim Tứ, lại nhìn một chút trên người mình ăn mặc. Còn có mấy ngày này chịu khổ, một mình hắn tại bên ngoài, liền cơ bản nhất sinh tồn kỹ năng cũng không biết bắt đầu hai ba ngày, hắn tại trong miếu hoang sống qua ngày. Tìm một chút thịt rừng để lót dạ, miễn cưỡng có thể còn sống sót. Đau khổ mong mỏi kim tứ trở về. Thuận tiện cho hắn mang một ít ăn. Có thể là đợi trái đợi phải, cũng không thấy kim tứ trở về. Phó Ngọc Thư chỉ có thể đi thành bên trong, nghĩ đến tìm một ít chuyện làm. Kết liễu hắn chỉ nộp đơn đến cái bang, làm ăn xin sự nghiệp góp một viên gạch. Những ngày này sẽ trở thành Phó Ngọc Thư nhân sinh mới nổi điểm. Nguyên bản Phó Ngọc Thư cảm thấy, chính mình đạt được rèn luyện, cũng còn không sai. Hai mươi mấy ngày đến nay chứng kiến hết thảy, cũng làm cho lịch duyệt của hắn có bước tiến dài. Cho nên liền kết quả mà nói cũng không xấu. Có thể là giờ phút này thấy Kim Tứ êm đẹp đứng ở trước mắt. Hơn nửa thoạt nhìn qua còn không sai, không. Phải nói so với chính mình trôi qua rất tốt rất nhiều rất nhiều. Phó Ngọc Thư tâm tính nổ tung. Dựa vào cái gì à, mình mới là tiêu giao cốc đại thiếu gia. Vì cái gì chính mình chịu lấy khổ bị liên lụy. Vì cái gì Kim Tứ liền có thể có như thế tráng lệ xe ngựa ngồi có thể là thanh tùng ở trước mắt, hắn mặc dù muốn lộng chết kim tứ cũng không được. Ít nhất ở bề ngoài phải gìn giữ phong độ của mình cùng khí khái. Kim tứ, ta cũng nhớ ngươi. Lúc này độc cô Phượng ló đầu. Phó Ngọc Thư những ngày này trải qua thời gian khổ cực. Thấy độc cô Phượng tự như là thấy tiên nữ một dạng, ngay người. Độc cô Phượng có chút buồn bực, bản tiểu thư là đẹp như tiên nữ, có thế phải cũng không phải ai cũng có thể chăm chú nhìn. Độc cô Phượng nhìn về phía kim tứ, được rồi, tên chó chết này càng không phải là đồ chơi. Âm thiết hùng mặc dù không có hiểu rõ cục diện, bất quá vẫn là thành thành thật thật không lên tiếng. Đoàn người lại nhiều cái phó Ngọc Thư. Phó Ngọc Thư chính mình cũng không nghĩ tới, có thể dễ dàng như vậy gia nhập đội ngũ, lấy được Thanh Tùng tín nhiệm. Hơn phân nữa là Kim Tứ công lao đi. Thoạt nhìn Thanh Tùng hết sức tín nhiệm Kim Tứ. Bất quá này kiên định hơn Phó Ngọc Thư giết chết Kim Tứ dự định. Nếu là có thể mượn Kim Tứ chết, thu hoạch Thanh Tùng tín nhiệm cùng đồng tình liền tốt nhất rồi. Phó Ngọc Thư tại phương diện khác không được, có thể là ở phương diện này, hắn đã ở trong lòng có bản nhát chỉ chờ cơ hội đến đến sau đó là hắn có thể áp dụng hành động mượn kim tứ chết làm mưu đồ lớn bất quá trước lúc này trước muốn nắm giữ trước mắt tình báo này mới là trọng yếu nhất đặc biệt là cái kia hồn thiên bảo dám đến cùng tại người nào trên thân là tại thanh tùng trên thân vẫn là tại nữ tử kia trên thân đồ bên trong lúc nghỉ ngơi phó ngọc thư rốt cuộc tìm được cơ hội tất cả mọi người bận rộn nhóm lửa nhóm lửa săn thú đi săn chỉ có kim tứ dựa vào dưới tàn cây ngửa đầu ngủ gà ngủ gật phó ngọc thư đối kim tứ vô cùng im lặng ngươi nói ngươi một cái hạ nhân một chút cũng không có tôi tới giác ngộ ngươi khác đều đang bận rộn liền ngươi tại đây bên trong lười biếng ngươi không chết người nào chết phó ngọc thư mắt nhìn chung quanh nơi này cách bọn họ nghỉ ngơi doanh địa có mấy bước đường khoảng cách tỉnh phó ngọc thư đem kim tứ đánh thức thiếu gia có việc kim tứ ngáp xoa lơ lỏng mắt ngái ngủ đưa ngươi mấy ngày này cùng thanh tùng gặp nhau chung đụng đi qua đầu đuôi nói cho ta biết mới vừa nói trên cơ bản đã vô cùng kỹ càng cái kia hồn thiên bảo giám ở đâu thiếu gia ta nói ở ta nơi này ngươi tin không phó ngọc thư cười lạnh ngươi nói xem kim Tứ nhếch miệng thiếu gia tại thanh tùng trên thân cái kia hồn thiên bảo giám rốt cuộc là thứ gì nói lên này hồn thiên bảo giám vậy liền nói rất dài dòng tương truyền thiên địa sơ khai hồng mông mới sinh vạn vật sinh linh vừa mới thức tỉnh thiên ngoại bay tới một khối vẫn thạch, cái kia vẫn thạch mang theo vô thượng thần uy, và chạm đại địa. Phó Ngọc Thư nghe Kim Tứ nói liên miên lại nhảy nói hồi lâu. Vì sao còn chưa nói đến hồn thiên bảo giám? Bởi vì ta nói này chút cùng hồn thiên bảo giám không quan hệ. Cái kia ngươi nói hồi lâu. Chủ yếu là vì phụ trợ sử thi cảm giác. Cái gì quỷ? Nói đơn giản, hồn thiên bảo giám liền là một bản lai lịch hết sức sâu bí tịch. Vậy vì sao phải đưa đi võ đăng? Ta còn không có biên tốt không là là ta còn không có thăm dò được phó ngọc thư nghĩ thầm cũng thế kim tứ nói cho cùng cũng chỉ là cái hạ nhân cái kia hồn thiên bảo dám vật trọng yếu như vậy chắc chắn sẽ không nói cho kim tứ này cái hạ nhân ngươi đi theo ta kim tứ thành thành thật thật cùng sau lưng phó ngọc thư đi đến càng vắng vẻ địa phương phó ngọc thư dừng bước lại nhìn về phía kim tứ kim tứ những ngày này ngươi qua cũng là hết sức tiêu dao a à? ha ha là thật không tệ kim tứ nhếch miệng cười đột nhiên phó ngọc thư xuất kiếm đâm về phía kim tướng kim tứ tùy ý tránh đi ra vẻ kinh hoảng thiếu gia ngươi muốn làm gì muốn mạng của ngươi phó ngọc thư lại công kim tứ lại một lần tránh đi thiếu gia đừng làm rộn hư bản thiếu gia kiếm cũng không phải tốt như vậy tránh kim tứ lại một lần tránh đi thiếu gia ngươi kiếm vẫn rất tốt tránh nghe được kim tứ phó ngọc thư giận quá một cái liên hoàng đâm, có thể là kim tứ nhảy trái nhảy phải, đem Phó Ngọc Thư kiếm chiêu từng cái tránh đi, nhất kiếm đều không trúng đích. Ha ha! Thiếu gia, ngươi khẳng định là tại cùng ta nói đùa. Phó Ngọc Thư đã có chút hấp tấp. Nguyên bản hắn nghĩ đến, dùng võ công của mình muốn bắt lại kim tứ, đây còn không phải là dơ hai tay chi cực khổ. Kết quả này đều ra mười mấy chiêu, liền kim tứ rắm đều không sợ đến. Thiếu gia, ngươi động sát khí. Phó Ngọc Thư không mở miệng, tiếp tục mảnh công đáng tiếc vẫn là sờ không tới kim tứ gốc áo. Phó Ngọc Thư không rõ, tiểu tử này thân pháp làm gì cao như thế. Cuối cùng, Phó Ngọc Thư từ bỏ. Xem ra muốn trong khoảng thời gian ngắn bắt lại kim tứ là không thể nào. Phó Ngọc Thư tức giận, chính mình muốn giết hắn, hắn lại dám tránh. Ha ha! Kim tứ, ta trước đó là đùa với ngươi, liền là muốn thử xem võ công của ngươi. Ha ha! Thiếu gia, ngươi nói ta tin hay không? Không sai, bản thiếu gia chính là muốn giết ngươi, ngươi lại có thể thế nào? phó ngọc thư dứt khoát cũng không giả trực tiếp kéo xuống ngụy trang thiếu gia nói đùa ta đương nhiên có thể làm rất nhiều chuyện nói thí dụ như hướng thanh tùng vạch trần diện mục thật của ngươi ngươi cảm thấy thanh tùng sẽ tin ngươi sao ta không quan tâm hắn có tin ta hay không chỉ muốn ta nói đến lúc đó thiếu gia kế hoạch của ngươi liền muốn thất bại thanh tùng tất nhiên sẽ đối ngươi sinh ra phòng bị ngươi nghĩ đánh cắp thiên tạm công đánh cắp hồn thiên bảo giám thậm chí cứu ra lão cốc chủ đều sẽ biến thành hoa trong gương trăng trong nước mà đối tiểu nhân thì không có ảnh hưởng gì cùng lắm thì liền là đi chính là, ta cũng không phải không phải ý lại thanh tùng bên người. Ngươi dám? Phó Ngọc Thư đột nhiên giận dữ, gầm nhẹ nói. Ta vì cái gì không dám? Dù sao có thế là thiếu gia ngươi trước hết nghĩ giết ta, cùng lắm thì nhất phát lưỡng tán, ngươi không cho ta dễ chịu, ta đây cũng không để ngươi dễ chịu. Kim Tứ, ngươi nếu là dám làm hỏng việc lớn của ta, tiêu giao cốc nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Quay lại ta liền cho Thanh Tùng nói tiêu giao cốc dương nghiệt ẩn nấu, khiến cho hắn mang người đem ngươi một hộ khẩu bản toàn bình ngươi muốn thế nào mới có thể như vậy bỏ qua? Vậy phải xem thiếu gia thành ý của ngươi. Chương 1112 Đoạt xe vị Nguồn Mê truyện audio com Ngươi muốn như nào? Phó Ngọc Thư trong lòng lửa giận, có thể là giờ phút này cũng chỉ có thể kìm nén lửa giận. Hắn tại cực kỳ gắng sức kiềm chế lấy tâm tình của mình, dù sao từ nhỏ hắn tiếp nhận giáo dục liền là nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Yêu cầu của ta không cao, về sau ngươi nghe lời là được. Phó Ngọc Thư con mắt đều nhanh muốn phun lửa, hai quả đấm khẽ run. Hắn không nghĩ tới, chính mình lại bị một tên mau đầu tiểu tử uy hiếp. Đúng vào lúc này, Độc Cô Phượng đi vào phụ cận. Kim Tứ, thịt nướng tốt. Phó Ngọc Thư thấy Độc Cô Phượng, lập tức liền mong muốn trêu chọc mùi. Có thể là vừa nghĩ tới bên người Kim Tứ, tâm tình lại không tốt. Độc Cô Cô Nương, có thể có nhu cầu tại hạ hỗ trợ địa phương. Không có. Kim Tứ trực tiếp ban Độc Cô Phượng trả lời. Còn có, nàng là ta dự định, ngươi tổ nãi nãi, cho nên thu hồi ngươi nghĩ gì xấu xa. Cái gì tổ nãi nãi? Ngươi đã quên à, tại bối phận trên ta là ngươi tổ gia gia, cho nên nàng cả ngươi tổ nãi nãi có vấn đề sao? Ngươi nào thừa nhận? Từng. Ngọc Thư à, ngươi không ngoan nha. Phó Ngọc Thư lên cơn giận dữ. Ngươi không phải tùy tùng của hắn à, tại sao lại thành hắn tổ gia gia rồi? Độc Cô Phượng biết Phó Ngọc Thư tại Kim Tứ trước mặt không chiếm được lợi lộc gì bất quá nàng cảm thấy Kim Tứ có thể chiếm tiện nghi ở mức độ rất lớn là vũ lực bên trên khoảng cách. Có thể là tình huống hiện tại giống như có chút không đúng. Kim Tứ này cũng còn không có động thủ, Phó Ngọc Thư giống như liền muốn bị không ở, thời gian mới trôi qua bao lâu, Kim Tứ đã theo tùy tùng biến thành tổ gia gia, thân phận này đổi cũng quá nhanh. Kỳ thật nói ta là hắn tùy tùng là vì che giấu thân phận, kỳ thật ta là trưởng bối của hắn, phụ thân hắn là ta đời cháu, có thể là tại bên ngoài đi lại nếu là cháu trai cháu trai gọi, khẳng định là không tiện, lại nói cháu của ta hắn cũng là muốn mặt mũi, cho nên ở trước mặt người ngoài, ta liền hy sinh một thoáng chính mình, dùng chủ tớ tương xứng. "Ân, ừ, lời giải thích này thế nào?" "Vậy tại sao hiện tại lại trực tiếp thừa nhận?" Độc Cô Phượng biết Kim Tứ là tại vô nghĩa, bất quá nàng liền muốn hai biết, Kim Tứ còn có thể kéo ra hoa gì tới. "Tiểu Phượng, ngươi cũng không phải người ngoài." "Không cần gọi ta tiểu Phượng, tuổi của ta lớn hơn ngươi." Phó Ngọc Thư nhìn xem Kim Tứ cùng Độc Cô Phượng không coi ai ra gì trò chuyện mà chính mình như thế cái người sống sờ sờ, bọn hắn thật giống như nhìn không thấy một dạng. Trong lòng càng thêm nổi giận, lại có chút khó mà chịu đựng. Hắn đời này đều không có bị người coi nhẹ qua. Trở lại doanh địa tạm thời, Thanh Tùng cùng âm thiết hùng chẳng qua là thoáng ngẩng đầu nhìn một chút Kim Tứ cùng Phó Ngọc Thư. Hai người bọn họ tại Kim Tứ trước mặt là thuộc về hào không có quyền nói chuyện ngươi. Kim Tứ tự mình ngồi vào trước đống lửa. Cùng độc cô Phượng dính nhau tại cùng một chỗ. Độc cô Phượng gần nhất đoán chừng là quen thuộc Kim Tứ da mặt dày cũng không nửa như vậy kháng cự kim tứ. Tiểu Phượng, ta cho ngươi cắt thịt. Phó Ngọc Thư nhìn xem kim tứ cùng độc cô Phượng đánh hừng hực, trong lòng càng cảm giác khó chịu. Lại nhìn Thanh Tùng, ngươi nói ngươi thật lớn một cái trưởng môn, cũng mặc kệ quản, có thể là Thanh Tùng mặc kệ, hắn cũng không quản được. Hắn có thể làm sao, kim tứ đều gọi hắn nhạc phụ, hắn đều không có cách nào phản bác. Đánh cũng đánh không lại, nói cũng nói không lại. Đến mức âm thiết hùng, hắn hiện tại là thành thật nhất một cái hắn biết mình thân thể bị kim tứ động tay chân sinh tử của mình liền là kim tứ một ý niệm cùng kim tứ cương chính mặt cái kia chính là tự tìm đường chết phó ngọc thư thì là yên lặng ăn đồ vật trong lòng đủ kiểu không trăm lòng quen thuộc xê vị đột nhiên biến thành rì già bất kể là ai đều sẽ tâm lý mất cân bằng dọc theo con đường này phó ngọc thư cảm giác càng kém thanh tùng đối với hắn khá lịch sự có thể là loại kia khách khí lại mang theo vài phần xa lánh luôn là không nguyện ý cùng hắn tiếp xúc cùng trao đổi phó ngọc thư có thể cảm giác được thanh tùng đối với hắn có phòng bị khách quan mà nói thanh tùng cùng kim tứ trao đổi tự hồ liền muốn tùy ý nhiều phó ngọc thư cảm giác mình hoàn toàn liền là trong suốt điều này cũng làm cho hắn có chút hối hận ngày đó hành động quá lỗ mãn đương nhiên lỗ mãn còn chưa tính mấu chốt là lỗ mãn về sau còn không thành công vấn đề này nhưng lớn lắm bây giờ bị kim tứ ngược lại đem nhất quân dẫn đến hắn hiện tại bó tay bó chân như là không thể giải quyết hết kim tứ, như vậy hắn sẽ vĩnh viễn bị kim tứ khắc chế. Chẳng qua là ở trên đường cơ hội quá ít, mà lại kim tứ võ công không kém. Riêng là ngày ấy, hắn có thể nhẹ nhõm tránh đi công kích của mình. Ít nhất thân pháp của hắn liền đã không yếu hơn mình. Phó Ngọc Thư lo lắng, nếu là lại lỡ tay sẽ chọc giận kim tứ. Từ đó cho hấp thụ ánh sáng thân phận chân thật của hắn. Đến lúc đó đừng nói là thực hiện kế hoạch của mình, cái mạng nhỏ của mình đều không gánh nổi cho nên Phó Ngọc Thư mặc dù đứng không được xê vị, có thể là vẫn là ẩn nhẫn lấy. Chờ đợi đến võ đang về sau, lại xê vị xuất đạo. Sau đó lộ trình đến lúc đó gió êm sóng lặng. Ngoại trừ mười mấy phát sơn tặc thổ phỉ, mười mấy phát người trong võ lâm quấy rối. Dết hơn trăm người, đoạt một chút tiền bên ngoài, liền lại không có mặt khác gần sống. Nhọc nhằn khổ sở mấy tháng, mọi người cuối cùng đi tới võ đang dưới chân. Kim Tứ đứng tại dưới chân núi, giang hai cánh tay. Võ đang tiểu sư muội, ta tới. Thanh Tùng sắc mặt rất khó nhìn, hắn rất nhớ này thời điểm quay người rời đi. Phó Ngọc Thư thấy Thanh Tùng sắc mặt, mừng thầm trong lòng. Hy vọng Thanh Tùng có thể tại lúc này về sau phát hiện Kim Tứ làm người. Sau đó đưa hắn khu trục xuống núi. Đúng vào lúc này, một cái thổ lý thổ khí người trẻ tuổi mang theo một đám đạo sĩ chạy xuống núi. Chưởng môn. Người tuổi trẻ kia mừng rỡ kêu lên. Sư phụ. Người. Người tại sao trở lại? Ta không thể trở về tới. Thanh Tùng mặt đen hỏi ngược lại không phải không phải, đệ tử không phải ý kia, trắng thạch sư huynh nói ngài bị kẻ xấu bắt đi, hai tháng trước hắn vội vội vàng vàng trở về, lãnh đại bút tiền nợ ra cửa. Nguy rồi, trắng thạch sư huynh không phải là muốn lừa gạt tiền A. À? Thanh Tùng khoát tay áo. Thật có việc này, vì sư trước đó vài ngày xác thực tao ngộ một ít chuyện, bất quá đều đã là chuyện đã qua. Sư phụ kia ngài không có trên đường gặp được trắng thạch sư huynh bọn hắn sao. Hơn phân nữa là chúng ta đi đường khác biệt, cho nên bỏ qua, ngươi lại phái người đuổi theo hắn trở về. Mấy vị này là ta là các ngươi trưởng môn con rể cũng là võ đang tương lai trưởng môn các ngươi có thể gọi ta thiếu trưởng môn chờ tương lai nhạc phụ ta chết rồi ta chính là tân nhiệm võ đang trưởng môn lớn mật chớ nên ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ một đám đạo sĩ tức miệng mắng to các ngươi không tin hỏi nhạc phụ ta thanh tùng hít sâu một hơi lên trước núi rồi nói sau phó ngọc thư không rõ kim tứ đều như vậy không che đậy miệng vì cái gì thanh tùng còn muốn ẩn nhẫn liền ân vĩ kim tứ đã cứu hắn sao tên chó chết này, lớn như vậy ân tình cũng không hiểu đến lưu cho mình. Làm sao đều là đạo sĩ, liền không có một cái nào xinh đẹp đạo cô sao. Thanh Tùng không muốn để ý tới Kim Tứ, yên lặng đi tại đường núi lên. Kim Tứ không buông tha tiếng đến Thanh Tùng bên người, nhỏ giọng hỏi. Vân Phi Dương là cái nào? Hắn không ở nơi này. Ta tại ta tại. Cái kia thổ vị người trẻ tuổi tai mắt thông minh, nghe được Kim Tứ thanh âm. Tiểu huynh đệ, ngươi tìm ta. Chương 1113, cướp đoạt bí tịch canh thứ nhất cầu nguyệt phiếu cầu đặt mua nguồn mê truyện audio.com bay lên ai bảo ngươi tới nơi này sau khi trở về núi thanh tùng quát lớn trưởng môn ta thanh tùng trừng mắt nhìn vân phi dương tại ma đầu kia trước mặt ngươi xem náo nhiệt gì là ngại chính mình sống quá thư thả đúng hay không kim tứ nhìn xem bị xua đuổi đi vân phi dương trên mặt tươi cười trở lại sơn môn Thanh Tùng cuối cùng là có thể thở một ngụm, thật tốt tu dưỡng một phiên. Tuy nói trên đường, thương thế của hắn đã khôi phục bảy tám phần. Bất quá thân thể yên nguyên vẫn rất hư, chủ yếu là tiếp khách số lần quá nhiều. Dọc theo con đường này không chỉ là âm thiết hùng tiếp khách, hắn cũng tiếp. Mấy tháng nay, trên cơ bản liền không có ngủ qua an giấc. Hắn giờ phút này thể xác tinh thần đều mệt, chỉ muốn thật tốt tìm một chỗ ngủ một giấc. Kim Tứ thì là tìm được hậu sơn. Vừa hay nhìn thấy Vân Phi Dương đang cùng một cái lão đầu nói chuyện. Kim Tứ theo thói quen xuất ra khăn đen vây ở trên mặt. Lão đầu kia đang cùng Vân Phi Dương nói chuyện đang vui mừng. Đột nhiên cảm giác một cổ khí đập vào mặt. Lão đầu vẽ mặt kinh biến, đem Vân Phi Dương kéo ra phía sau. Sau một khắc, phía trước các bay đá chạy, Kim Tứ tự như như chấp giật xông phá bụi trần, bắn nhanh về phía lão đầu. Lão đầu trong ánh mắt lộ ra mấy phần run sợ, khẽ quát một tiếng, tay phải xuất 8 phần 10 công lực, đột nhiên bổ về phía Kim Tứ. Có thể là tiếp theo một cái chớp mắt, Kim Tứ thân hình bỗng nhiên tan biến, lão đầu một chưởng này luôn không, lại hiển lộ ra vẻ mệt mỏi. Bất quá hắn cũng không buông lỏng cảnh giác, mà là khẩn trương tìm kiếm kim tứ tung tích. Sư bá. Vân Phi Dương kêu lên. Chớ quấy rầy, người đến võ công kinh thế hải tục, lão già ta muốn toàn lực đối phó. Lão đầu cũng không quay đầu. Lão đầu tên là Yến Trùng Thiên, Thanh Tùng Sư Huynh. Bất quá những năm này vì tu luyện thiên tạm công mà ẩu hỏa nhập ma. Võ công lúc linh lúc mất linh. Còn tốt hôm nay võ công của mình không có gây trở ngại chẳng qua là mặc dù hiện tại võ công linh yến trùng thiên yên nguyên trong lòng kinh ngạc đối phương rốt cuộc là ai lại có như thế không thể tưởng tượng áp bách đồng thời thân hình của đối phương quỷ dị như vậy trước mặt mình chợt lóe lên thế mà liền không thấy bóng dáng sư bá vân phi dương lại một lần kêu lên chớ quấy rầy chớ quấy rầy đều nói rồi chớ quấy rầy sư bá đều nói rồi yến trùng thiên quay đầu lại thấy được kim tứ giờ phút này hắn đang một cái tay bóp lấy vân phi dương cổ các hạ chắc hẳn cũng là võ lâm danh túc đi, khi dễ như vậy hậu bối không tốt a. À. Bớt nói nhảm, giao ra thiên tạm công, bằng không thì hôm nay tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha. Yến trùng thiên cười. Các hạ đang nói dẫn đi, thiên tạm công chính là bản môn tuyệt đỉnh thần công, ngươi dùng một cái đệ tử ngoại môn uy hiếp ta, không khỏi trò đùa một điểm. Ha ha. Kim tứ cũng nở nụ cười. Có đúng không, đáng thương ngoại môn tiểu tử, nếu vô dụng, vậy bản tọa liền giết hắn kim tứ lực tay đột nhiên tăng lớn vân phi dương cổ đã bị bóp lỏng xuống đỏ bừng cả khuôn mặt yến trùng thiên kinh sợ muốn đi lên cứu vân phi dương có thể là kim tứ trên thân sát khí chật lóe lên ngươi dám tới ta liền để hắn lập tức đầu một nơi thân một nẻo lại nói ngươi không phải nói hắn vô dụng à đã như vậy hà tất lãng phí sức lực kim tứ thản nhiên nói cũng là mạng này khổ tiểu tử đến chết cũng không biết cha đẻ của mình là ai từ nhỏ tại đây trên núi võ đang chịu khổ gặp nạn chết cũng là giải thoát rồi dừng tay Yến Trùng Thiên tại võ đang địa vị cực cao, có thể là từ khi tẩu hỏa nhập ma về sau, vẫn trải qua ẩn cư sinh hoạt. Ngày thường cũng là Vân Phi Dương sẽ tới bồi tiếp hắn tán gẫu. Hắn cũng đem Vân Phi Dương xem như cháu mình. Vừa rồi hắn sở dĩ nói như vậy, chủ yếu cũng là nghĩ nhường kim tứ buông tha Vân Phi Dương. Nhưng không ngờ cái này người tâm ngoan thủ lạc, người vô dụng lại muốn tại chỗ giết. Vân Phi Dương đỏ bừng cả khuôn mặt, cuối cùng ngất đi. Ồ đúng, ngươi biết không, kỳ thật tiểu tử này cũng sẽ thiên tàm công. Kim Tứ cười ha hả nói. Yến Trùng Thiên quát to. Nói hưu nói vượng, bay lên từ nhỏ đã chưa từng tiếp xúc qua võ công, như thế nào hiểu được thiên tàm công, mà lại bay lên tâm tính thuần hậu, tuyệt đối không thể có thể trọng học võ công. Hắn là sẽ không trọng học võ công, có thể là hắn cha ruột lại có thể truyền võ công của hắn. Kim Tứ cười ha hả nói. Người nói là. Hắn cha đẻ cũng tại trên núi võ đang. Không chỉ như vậy, mà lại hắn cha đẻ sẽ còn thiên tàm công. Yến Trùng Thiên vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ cái này. Điều đó không có khả năng, bay lên. Làm sao lại, ngươi tại nói bậy. Đáng thương em bé, đến chết cũng không biết cha đẻ của mình là ai, mỗi lúc trời tối đều sẽ có người bịt mặt tới dạy hắn thiên tạm công, nhưng lại không biết người kia liền là hắn cha đẻ, ha ha. Kiếp sau đầu thai, không cần làm thanh tùng con trai. Kim Tứ đột nhiên đập vào Vân Phi Dương sau lưng. Nguyên bản liền ở vào trong hôn mê Vân Phi Dương đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Trực tiếp co quắp trên mặt đất, lại cũng không một tiếng động. Bay lên. Yến Trùng Thiên giận dữ hét, hai mắt xích hồng, trên người chân khí cuồn cuộn. Ta muốn ngươi chết. Yến Trùng Thiên toàn thân công lực quay cuồng, một chưởng vỗ ra, tự như rồng ngâm hổ gầm. Kim tứ đồng dạng nâng lên một chưởng, tiếp nhận Yến Trùng Thiên một chưởng này. Phanh, sấm sét nổ vang, đất trung núi chuyển. Yến Trùng Thiên phun ra một ngụm máu, bay rất ra ngoài. Yến Trùng Thiên không dám tin, đối phương thế mà một chưởng đem chính mình hạ gục. Công lực của đối phương hạng gì hùng hậu. Kim Tứ dạo bước tới, mà Yến Trùng Thiên giờ phút này toàn thân pháp lực, khí hải rỗng tuyết, căn bản là đứng không dậy nổi. Kim Tứ tiến lên đây, một ngón tay điểm tại Yến Trùng Thiên trong khí hải. Yến Trùng Thiên lại nôn một ngụm máu, võ công của hắn bị Kim Tứ phế bỏ. Tạ ma ngoại đạo, muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ta không ngừng muốn giết ngươi, còn muốn đem võ đang trên dưới giết sạch. Hừ, ta võ công cao thủ nhiều như mây, ngươi để giết ta, có thể là muốn giết sạch võ đang trên dưới cũng là si tâm vọng tưởng, có đúng không? Bây giờ ngươi này võ đang đệ nhất cao thủ thua trong tay của ta dưới, Thanh Tùng lại thụ thương trở về, võ đang trên dưới người nào là đối thủ của ta. A, à, sư bá, bay lên. Đúng vào lúc này, thanh âm của một thiếu nữ truyền đến. Uyển Nhi, chạy mau. Yến Trùng Thiên thấy Uyển Nhi đến, lập tức hoảng sợ nói. Uyển Nhi là sư đệ của hắn nữ nhi, cũng là Vân Phi Dương Thanh Mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Võ Đang đệ nhất mỹ thiếu nữ, đồng thời cũng là võ Đang duy nhất nữ tử. Ha ha tới cái xinh đẹp cô nương, bản tọa thật có phúc. Kim Tứ đã ngăn ở Uyển Nhi trước mặt. Các hạ võ công cao tuyệt, hà tất khó xử một cô gái, nhục người trong sạch. Yến Trùng Thiên một bên trống một bên thổ huyết. Lấy không được thiên tạm công, tìm cô nương cũng xem như đền bù tổn thất, hắc hắc hắc. Thiên tạm công cho ngươi, không nên thương tổn Uyển Nhi. Nói sớm đi, này chẳng phải kết sao, hại ta giết tính mạng người, sai lầm sai lầm. Yến Trùng Thiên trong lòng tích tụ, bị Kim Tứ khí lại nhổ ngụm lão huyết. Bí tịch đâu? kim tứ đưa tay hỏi lão phu chép lại cho ngươi yến trùng thiên nói ra liền nhìn ngươi có dám hay không luyện ha ha ngươi một mực lung tung chép lại ta nhường tiểu cô nương này cũng luyện đến lúc đó nhìn ta chết trước vẫn là nàng chết trước hèn hạ chương một nghìn một trăm mười bốn không ăn đồ bố thí canh thứ hai cầu nguyệt phiếu cầu đặt mua nguồn mê truyện audio com kim tứ như nguyện lấy được thiên tàm công nhìn mấy lần không có vấn đề gì Kim Tứ kéo qua Uyển Nhi. Đến, luyện một chút xem. Uyển Nhi nhìn hầm hầm Kim Tứ, biểu thị lão nương sẽ không nghe ngươi. Ngươi không luyện đúng không, ta đi tìm cha ngươi, ngược lại cha ngươi hẳn là rất muốn luyện thiên tạm công, nếu như bí tịch này có vấn đề, chết chính là ngươi cha. Hèn hạ. Yến Trung Thiên và Uyển Nhi trăm miệng một lời chữ bới nói. Ta luyện. Uyển Nhi phẫn nộ, lại bất lực. Yến Trung Thiên không có ngăn cản, điều này nói rõ bí tịch nội dung không có vấn đề kỳ thật dùng kim tứ trình độ bí tịch có vấn đề hay không liếc mắt liền có thể nhìn ra mà lại tức dù thật sự có vấn đề kim tứ cũng có thể tách ra trở về tốt cùng các ngươi ở chung hết sức vui sướng ta đi có cơ hội lại tới tìm các ngươi trò chuyện kim tứ nghênh ngang đi hắn chân trước vừa đi yến trùng thiên lập tức chạy ra ngoài cũng không để ý thương thế trên người hướng phía phía trước núi đại điện phóng đi thanh tùng thanh tùng không xong sư huynh sao ngươi lại tới đây thanh tùng vừa nghỉ ngơi nửa ngày liền bị chồng chất sự vụ lôi trở lại đại điện tới hắn không có ở đây những ngày này chất đóng không ít sự vụ toàn bộ đều cần hắn đánh nhịp quyết định sư huynh ngươi thụ thương ai làm các ngươi tất cả lui ra yến trùng thiên nhường trong đại điện đệ tử tất cả lui ra tại mọi người sau khi đi yến trùng thiên nắm lấy thanh tùng tay thanh tùng ta hỏi ngươi chút chuyện ngươi chi tiết nói cho ta biết sư huynh cứ hỏi sư đệ biết gì nói nấy bay lên là con của ngươi Thanh Tùng biến sắc. Sư Huynh. Ngài. Ngài làm sao mà biết được? Bay lên. Bay lên bị người đánh chết. À. Thanh Tùng thân thể một hồi lay động, bối phận kêu lên. Là ai? Là ai làm? Bay lên ngày thường đôn hậu đàng hoàng, đến cùng là người phương nào như thế ác độc, muốn đưa bay lên tử địa. Không biết, ta cũng không biết cái kia là người phương nào, cái đầu thấp bé, có thể là võ công tuyệt đỉnh, cho dù là ta cũng bất quá hắn kẻ địch nổi, hắn ép hỏi thiên tạm công bí tịch, ta không cho hắn hắn liền đem bay lên đánh chết yến trùng thiên bi phẫn nói ra sớm biết cái này người như thế ác độc ta ta lúc ấy liền không nên lưỡng lự bay lên a à, người chết rất thảm a à. dáng người thấp bé võ công tuyệt đỉnh thanh tùng sắc mặt trải qua âm tình bất định sư huynh đi theo ta thanh tùng mang theo yến trùng thiên đi vào một cái viện vừa hay nhìn thấy độc cô phượng đang luyện kiếm thanh tùng thoáng ngay ra một lúc lập tức cột mặt hỏi kim tứ đâu trong phòng, vừa trở về không lâu. Độc cô Phượng lạnh nhạt nói ra. Kim Tứ ra tới. Thanh Tùng quát. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Kim Tứ trên lưng quấn khăn tắm ra tới, khăn tắm bên trên còn án chừng một quyển sách, chính là trước đó Yến Trùng Thiên Lặng Yên viết ra tới bí tịch. Là hắn là hắn. Thanh Tùng, liền là hắn, liền là hắn đoạt bí tịch, liền là hắn đánh chết bay lên. Yến Trùng Thiên kích động kêu lên. Thanh Tùng mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Kim Tứ, ngươi muốn thiên tạm công một mực tìm ta muốn, vì sao muốn cướp đoạt? Ngươi coi ta là người nào? Ta người này ghét nhất liền là cơm tới há miệng, áo đến thì đưa tay. Ta cách ngôn chính là mình đồng thủ, cơm no áo ấm, tuyệt đối không ăn đồ bố thí. Thanh Tùng càng phẫn nộ. Ngươi mặc dù muốn thiên tạm công, cũng không cần đem bay lên đánh chết a. À? Không chết, người nào nói cho ngươi chết rồi? Ngươi quên lời ta từng nói sao? Cái gì? Thanh Tùng ngay ra một lúc, không có kịp phản ứng. Thiên tạm công luyện pháp a? À? Hèo a ngươi. Ngươi nói là. Thanh Tùng kinh nghi vấn hỏi. Thanh Tùng, cùng hắn phí lời gì, đưa hắn bắt lại, giết người thì đền mạng, dùng đầu của hắn tới tế an ủi bay lên. Thanh Tùng lập tức lúng túng, nguyên bản hắn là muốn cùng Kim Tứ liều mạng. Có thể là hắn đột nhiên nhớ tới, Kim Tứ nói qua, thiên tạm công liền là cần hướng chết mà sinh, mới có thể phá kén thành bướng. Cầm đầu của ta cũng được, ta hiện tại liền đi nắm Vân Phi Dương thế này chết. Chờ chút. Việc này coi như xong, ngươi bí tịch đoạt cũng đoạt, người cũng bị ngươi đánh, ngươi nếu là lại được một tấc lại muốn tiến một thước, vậy sau này ngươi cũng hư muốn. Nói xong, Thanh Tùng lại không tự chủ nhìn về phía độc cô Phượng. Hiểu rõ hiểu rõ, đi thông thả không tiễn. Thanh Tùng, ngươi chuyện gì xảy ra, bay lên thù không báo. Ta võ công bị phế thù mặc kệ. Bí tịch sự tình không truy cứu. Đây chính là chúng ta võ đang trấn phái thần công A. Sư huynh, bay lên không chết. Thanh Tùng nói ra. Làm sao có thể không chết, ta tận mắt thấy, chết thấu thấu trở về rồi hãy nói thanh tùng nói ra thanh tùng cơ hồ là nại ép lôi kéo đem yến trùng thiên lôi đi sư huynh tiểu tử kia mặc dù không phải người tốt bất quá cũng sẽ không làm sát kẻ vô tội làm sao không biết hắn liền đem bay lên chết bay lên thật tốt một đứa bé ta số khổ bay lên a à, ngươi chết rất thảm a à. sư huynh kỳ thật kim tứ không có chết bay lên hắn cũng không có phế ngươi võ công ngươi cho ta tại nói đùa với ngươi đâu sư huynh kỳ thật muốn luyện thành thiên tàm công liền nhất định phải giả chết hoặc là tự phế võ công, chỉ có dạng này mới có thể hóa kén thành bướm, từ đó nhất phi trùng thiên. Yến trùng thiên dừng bước lại, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn xem thanh tùng. Ngươi làm thế nào biết? Kim tứ nói với ta, mà lại ta cũng đã ấn chứng. Ngươi luyện thành thiên tạm công rồi. Không có, ta vốn là dự định về núi sau lại tìm một cơ hội bế quan. Thanh Tùng nói ra. Nói như vậy, hắn cướp đoạt thiên tạm công là giả, kỳ thực là giúp ta cùng bay lên luyện thành thiên tạm công không, giúp các ngươi khả năng chẳng qua là thuận tay, cướp đoạt thiên tạm công cũng là thật. Thanh Tùng, cái này người võ công tuyệt đỉnh, lại tâm thuộc bất chính, bây giờ đoạt đi thiên tạm công, càng là như hổ thêm cánh, ngày khác sợ là khó đối phó hơn, ngươi không nghĩ biện pháp đem thiên tạm công muốn trở về. Thanh Tùng lòng tham mệt mỏi, nếu có thể làm qua, lão tử đã sớm đem hắn tháo thành tám khối. Mặc kệ có hay không thiên tạm công, hắn đều là vô địch thiên hạ. Vô địch thiên hạ? Chưa chắc, ta nếu là đã luyện thành thiên tạm công, cũng không cho phép hắn ở trước mặt ta càng rỡ. Sư huynh, bây giờ ngươi nội lực bị hoàn toàn hủy bỏ, chính là trùng luyện thiên tạm công lớn thời cơ tốt. Việc này tạm giải vào sau lại nói, về trước đi nhìn một chút bay lên có phải thật không có chết hay không. Thanh Tùng cũng hết sức quan tâm Vân Phi Dương, dù sao cũng là chính mình con ruột. Đến Yến Trùng Thiên nơi ở thời điểm, Nguyễn Nhi đang ghé vào Vân Phi Dương thi thể bên trên thuốc thích. Thanh Tùng lập tức đi lên xem xét Vân Phi Dương tình huống. Không còn thở, thật không còn thở có thể là nhường thanh tùng kinh ngạc chính là mặc dù vân phi dương thoạt nhìn chết hẳn có thể là nội tức lại tại chậm rãi lưu động đồng thời da trên người tự hồ tại chảy ra một loại kỳ quái vật chất giống như là sợi tơ xong rồi bay lên thật tại kết kén thật thiên tạm công thật cần như thế tu luyện sư huynh ngươi qua đây xem hướng chết mà sinh phá kén thành bướm nguyên lai thiên tạm công muốn như thế tu luyện yến trùng thiên kinh hỉ nói ta cũng muốn đi bế quan bay lên liền giao cho ngươi thời khắc này yến trùng thiên cũng là trong lòng hừng hực xoắn suýt mấy chục năm thiên tạm công rốt cuộc tìm được chính xác tu luyện con đường chương một nghìn một trăm mười lăm chân tướng canh thứ nhất cầu nguyệt phiếu cầu đặt mua nguồn mê truyện audio com Độc cô phượng len lén chui vào kim tứ gian phòng nàng nghĩ đánh cắp thiên tạm công mặc dù nàng biết kim tứ có rất nhiều võ công mà lại đều không thể so thiên tạm công kém có thể là nàng liền muốn muốn thiên tạm công đương nhiên càng nguyên nhân chủ yếu là nàng cảm giác mình có thể đắc thủ. Nhìn xem trên giường ngủ say kim tứ, độc cô phượng len lén kéo ra chăn mình. Sau đó, độc cô phượng phát ra trích lên một tiếng. Kêu la cái gì, không biết còn tưởng rằng ta đem ngươi thế nào. Ngươi, ngươi không ngủ. Vô lại, lưu manh. Độc cô phượng bưng bít lấy mắt, không dám buông xuống. Ngươi chạy vào gian phòng của ta, kéo ra chăn mình của ta, nắm thân thể của ta đều thấy hết, hiện tại đảo mắng ta vô lại lưu manh. Kim tứ lòng đầy căm phẫn nói ta mặc kệ, ngươi chính là vô lại lưu manh. Kim Tứ lắc lắc năm chi. Muốn không để ngươi biết một thoáng, cái gì là chân chính vô lại lưu manh. Độc cô Phượng bưng bít lấy hai mắt liền muốn muốn chạy ra đi. Kim Tứ kéo lại độc cô Phượng. Tiểu Phượng, ngươi nhìn đều nhìn, có phải hay không đến chịu trách nhiệm. Ngươi buông tay. Kim Tứ trực tiếp kéo qua độc cô Phượng, nắm chăn mệnh đem hai người đều bao lại. Đừng. Độc cô Phượng thật hoảng rồi, Kim Tứ tay đã không thành thật. Sợ cái gì, Ta lông còn chưa mọc đủ. Ta sẽ chờ ngươi nguyện ý ngày ấy, hoặc là ta lông dài đủ vào cái ngày đó. Độc cô phượng tự như là bị cạo lông con cường nhỏ một dạng rung lẫy bẫy. Kim tứ cũng không có càng tiến một bước dự định. Đoán chừng thân thể vẫn phải một hai năm thành thời gian dài mới có thể đến vị. Độc cô phượng đẩy ra kim tứ chạy ra ngoài. Bất quá qua không tới một phút, lại trở về. Độc cô phượng cùng kim tứ mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tiểu phượng, ngươi đây là không có chơi chán. Không phải độc cô phượng mặt mũi tràn đầy khó xử, bất quá nàng vẫn làm mở miệng. kim tứ, ta đều là người của ngươi, ngươi có thể hay không giúp ta giết chết thanh tùng? lẽ ra nàng cũng biết chính mình không nên cầm loại sự tình này làm thẻ đánh bạc. có thể là nàng vẫn là không nhịn được mong muốn làm phụ thân của tự mình diệt trừ thanh tùng cái họa lớn trong lòng này. kim tứ biểu lộ một mặt khó chịu, khó xử coi như xong. độc cô phượng tức giận quay người ra ngoài. kim tứ thở dài, chỉ có thể đi theo ra ngoài. đây khắp núi đồi tìm rốt cuộc tìm được đọc cô phượng. Muốn nói độc cô phượng lần thứ nhất hướng hắn đưa ra thỉnh cầu. Kim Tứ là không có lý do cự tuyệt. Bất quá việc này nếu là không nói rõ ràng. Tương lai thật muốn thành bi kịch. Tiểu phượng, nơi này phong cảnh được không? Kim Tứ đi vào bên bờ vực, nhìn xem ngồi dưới đất phụng phiệu độc cô phượng. Độc cô phượng ngẩng đầu, nhìn xem Kim Tứ. Yêu cầu của ta là không phải rất quá đáng. Không quá phận, ngươi đề bất kỳ yêu cầu gì đều là hợp lý. Vậy ngươi vì cái gì không đáp ứng? Thiên hạ này ai cũng có thể muốn Thanh Tùng chết, duy chỉ có ngươi không thể." Kim Tứ nói ra. "Vì cái gì? Ta là Độc Cô Vô Địch nữ nhi, ta độ khó không thể để cho Thanh Tùng chết." "Đúng vậy, ngươi không thể." "Vì cái gì? Nguyên bản việc này hẳn là nhượng mẫu thân ngươi tới nói cho ngươi." Kim Tứ nói ra. "Đến cùng chuyện gì? Ngươi là Thanh Tùng nữ nhi?" "Không có khả năng." Độc Cô Phượng Hoắc đứng lên. "Đây là thật, mẫu thân ngươi cùng Thanh Tùng cấu kết, từ đó sinh hạ ngươi." độc cô vô địch cũng biết việc này, hắn hận mẹ con các ngươi, càng hận hơn Thanh Tùng, cho nên hắn bỏ mặt ngươi tới giết Thanh Tùng, vì chính là để cho các ngươi bên trong bất kỳ người nào chết trong tay của đối phương, chỉ có dạng này mới có thể thỏa mãn hắn vặn vẹo tâm lý. Độc cô Phượng biểu lộ triệt để ngưng kết, hai mắt chạy không, mất đi tiêu cự. Điều đó không có khả năng. Ngươi gạt ta có đúng hay không? Có đúng hay không? Kim Tứ không nói chuyện, mặc cho độc cô Phượng tại cái kia gạo thét phát tiết. Kim Tứ không am hiểu xử lý loại sự tình này. Cho nên tốt nhất xử lý phương án liền là nhìn xem Độc Cô Phượng cùng loạn. Có lẽ sau khi phát tiết xong, nàng liền có thể tỉnh táo lại. Ngược lại phía sau nội dung cốt truyện liền là hướng máu cho phương hướng phát triển. Độc Cô Phượng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Ta không phải Thanh Tùng nữ nhi, ta là Độc Cô vô địch nữ nhi. Ta là Độc Cô vô địch nữ nhi. Ngươi muốn là muốn biết chân tướng, có thể đến hỏi Thanh Tùng, hỏi Độc Cô vô địch, hoặc là đến hỏi mẫu thân ngươi. Độc Cô Phượng lập tức liền chạy xuống núi, hướng phía chân vũ đại điện chạy đi lúc này thanh tùng đang cùng võ đang nồng cốt tiến hành võ đang quy hoạch phát triển tiến hành bàn bạc mắt thấy độc cô phượng chạy vào thanh tùng nghiêm sắc mặt phó ngọc thư đã gia nhập võ đang trở thành võ làm đệ tử giờ phút này cũng tại trên đại điện thấy độc cô phượng chạy vào hai mắt tỏa sáng không có cách nơi này là võ đang ngoại trừ uyển nhi liền độc cô phượng một cái mụi tử so với thổ lý thổ khí uyển nhi phó ngọc thư dĩ nhiên càng ưa thích độc cô phượng thanh tùng nghiêm sắc mặt độc cô phượng nơi này không phải ngươi đổi tới địa phương Độc cô Phượng giơ kiếm chỉ hướng Thanh Tùng. Thanh Tùng, ta muốn giết ngươi. Lớn mật yêu nữ, không nhìn nơi này là địa phương nào, dám can đảm ở này càng rỡ. Lúc này, Kim Tứ đi theo vào, Thanh Tùng nhìn về phía Kim Tứ, bản năng liền cảm thấy lại là Kim Tứ cái này gậy quấy phân heo kiếm chuyện. Thanh Tùng dùng ánh mắt gửi đi tin tức. Tình huống như thế nào? Tốt tốt, đều lui ra ngoài. Kim Tứ nói ra. Ngươi. Có đệ tử khó chịu, Kim Tứ thân phận gì, chạy nơi này tới ra lệnh các ngươi đi ra ngoài trước thanh tùng cũng nhìn ra tình huống có chút không đúng những đệ tử kia còn muốn nói chút gì đó có thể là dễ dàng cầm đã mở miệng lần nữa đem tất cả mọi người đuổi ra ngoài chỉ để lại kim tứ cùng đọc cô phượng kim tứ đây là có chuyện gì ta cùng tiểu phượng mà tư định cả đời dự định cùng ngươi hồi báo một chút thanh tùng vẽ mặt đen cắn răng nghiến lợi nhìn xem kim tứ tiểu phượng mà nói để cho ta dùng đầu của ngươi làm xính lễ ta suy nghĩ một chút sau đó đáp ứng đây là tới thông tri ngươi Thanh Tùng hết sức tâm nhét, đồng thời cũng hết sức đau lòng, nữ nhi của mình làm sao lại đối đầu của mình nhớ mãi không quên đây. "Kim Tứ, có thể hay không nói chính sự?" Độc Cô Phượng lạnh lùng nói. "Cái này là chính sự a?" À? "Hừ. Được a, à, ta nắm tình hình thực tế nói cho Tiểu Phượng." "Tình hình thực tế?" "Cái gì tình hình thực tế? Liền là ngươi cùng Tiểu Phượng mà mẫu thân của nàng tư thông a. À? Chúng ta cái kia là chân ái." Thanh Tùng lập tức cải chính. "Ngươi tại sao phải nói cho nói cho nàng. Không nói cho nàng, ta đây liền thật tới tìm ngươi mượn đâu. Kim Tứ nói đều là thật. Tiểu Phượng. Sự tình không phải như ngươi nghĩ. Thanh Tùng khó xử nhìn xem độc cô Phượng. Thanh Tùng cũng không biết làm sao hô độc cô Phượng, cho nên chỉ có thể đi theo Kim Tứ hô Tiểu Phượng. Khoan hãy nói, xưng hô thế này ngoài ý muốn thuận miệng. Thanh Tùng cũng không biết nên giải thích thế nào, hắn cùng đọc cô mẫu thân của Phượng đi qua. Nói lại như thế nào thiên hoa loạn trụy, cũng trốn không thoát thông gian cái từ này. Độc cô Phượng không nghĩ tới, phụ thân của tự mình lại có thể là cựu nhân của mình, mà cựu nhân của mình, thế mà thành phụ thân của tự mình. Nàng khóc càng thương tâm, quay người lại chạy ra chân vũ đại điện. Kim Tứ cũng là tâm mệt mỏi, vì cái gì liền không thể tại một chỗ đem lời nói rõ ràng ra đây. Như thế chạy tới chạy lui, có ý tứ à. Chương 1116 Hồng Thiên Bảo Giám, canh thứ hai, cầu nguyệt phiếu cầu đặt mua. Nguồn Mê truyện audio.com Đọc cô vô địch đối đọc cô Phượng cũng không tốt, từ nhỏ đến lớn, độc cô Phượng đều không chân chính hưởng thụ qua cái gọi là tình thương của cha. Nếu như nàng phạm sai lầm, sẽ chỉ so những người khác trừng phạt càng nghiêm khắc. Trước kia độc cô Phượng chỉ coi độc cô vô địch là vì giữ gìn quyền uy của mình. Hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch, độc cô vô địch chỉ là đơn thuần chán ghét nàng. Độc cô Phượng thương tâm chính là, chính mình thời gian 20 năm đều đang theo đuổi lấy làm độc cô vô địch giết Thanh Tùng. Kết quả vừa quay đầu, Thanh Tùng thành chính mình cha ruột, này ai chịu nổi. Hắc hắc. Tiểu Phượng, Ta một đoán ngươi liền ở đây. Kim Tứ lại đi tới trên vách đá, độc cô phượng giờ phút này còn không có chậm tới. Ngươi vì cái gì không sớm một chút nói cho ta biết? Ngươi trước kia cũng không có hướng ta lược thuật trọng điểm thanh tùng đầu a, lại nói lần thứ nhất thấy thời điểm, ta liền hướng ngươi cha ruột cầu thân, ngươi quên rồi hả? Ngươi vì cái gì biết tất cả mọi chuyện? Cũng không phải biết tất cả mọi chuyện, chẳng qua là biết một chút sự tình. Kim Tứ ngồi vào độc cô phượng bên người, nghĩ thông suốt sao? Không nghĩ ra, không cam tâm. Độc Cô Vô Địch lại muốn ta giết cha, ta không cam tâm, ngươi nói, ta muốn làm sao trả thù hắn? Kim Tứ lập tức liếm cẩu phụ thân. Giết hắn, cho ta mấy ngày thời gian, ta đi nắm đầu của hắn cầm đến cho ngươi làm cầu để đá. Độc Cô Phượng lắc đầu. Không, hắn ít nhất nuôi ta 20 năm, ta không muốn giết hắn, mà lại giết hắn cũng không thể phát tiết ta hận. Nữ nhân, liền là phiền toái. Vậy liền cướp đi hắn trân trọng hết thảy. Kim Tứ thuận miệng nói ra. Độc Cô Phượng suy nghĩ một chút, Hắn trân trọng cái gì? Mẹ ngươi. Nếu như ngươi cần, ta có khả năng hiến thân, giúp ngươi đem ta Nhạc Mẫu đại nhân cướp đi. Ngươi đi chết đi, ta là nghiêm túc. Ta cũng là nghiêm túc đó a, à. ngươi nghĩ a, à, yêu chi thâm hận chi thiết, độc cô vô địch chính là bởi vì yêu mẹ ngươi, cho nên mới sẽ đối thanh tùng đối ngươi như thế căm hận. Ngươi có thể hay không cho ta nghiêm túc nghĩ kế? Tiền tài, quyền thế, mỹ nữ, ngược lại một người truy cầu không ngoài như vậy, ngươi hẳn là sao ta hiểu rõ hơn độc cô vô địch, độc cô vô địch ngoại trường ngươi mẹ. Còn có cái gì truy cầu? Hắn vẫn muốn nhất thống Võ Lâm. Ta biết rồi, ta muốn trở thành Võ Lâm minh chủ, ta muốn nhất thống Võ Lâm. Độc Cô Phượng đầu óc giật một cái. Nàng không biết như thế nào mới có thể nhất thống Võ Lâm. Có thể là võ công là nhất định phải cao, bất quá bên người có tốt như vậy dùng công cụ người. Cho nên, Độc Cô Phượng đối với mình nhất thống Võ Lâm việc này tràn đầy lòng tin. Mặc dù nàng cũng không biết phải nên làm như thế nào. Kim Tứ khóe miệng giật một cái. Muốn nói nhất thống Võ Lâm Ngoài miệng nói dễ dàng, có thể là thực tế thao tác liền không dễ dàng như vậy. Kỳ thật ta cảm thấy nắm nhặt mẫu nàng lão nhân gia theo độc cô vô địch ma chưởng bên trong giải cứu ra cũng không tệ. Kim tứ liền là lười. Nhất thống võ lâm, cảm giác liền sẽ hết sức phiền toái. Không, không phải cảm giác, liền là hết sức phiền toái. Ngươi là không phải không nguyện ý giúp ta. Làm sao lại thế, trên đời này nếu như chỉ có một người chân tâm đối ngươi, người kia nhất định là ta. Vậy ngươi giúp ta. Tốt, giúp ngươi giúp ngươi ta muốn luyện tuyệt thế thần công. Hồng Thiên Bảo dám thế nào, ân, liền Hồng Thiên Bảo dám đi, cái đồ chơi này chỉ cần đã luyện thành, vậy liền vô địch thiên hạ. Vậy liền Hồng Thiên Bảo dám, bí tịch lấy ra. Đợi ngày mai, ta muốn lặng yên viết ra tới. Nói hết lời, cuối cùng là nắm độc cô Phượng Hống trở về. Kim Tứ, ta muốn đổi tên, không là, là sửa họ, nếu Thanh Tùng là ta cha đẻ, ta đây liền cùng hắn họ, về sau gọi ta Thanh Phượng. Bà cô của ta ơi, Thanh Tùng là hắn xuất gia sau đạo hiệu, hắn bản gia họ Vũ, ngươi muốn gọi cũng là gọi Vũ Phượng, bất quá Vũ Phượng. Ngọc Phượng cùng âm, cảm giác. Cảm giác có chút thổ. Độc cô Phượng dễ nghe hơn. Không muốn, từ hôm nay trở đi, ta liền muốn cùng độc cô vô địch triệt để thoát ly quan hệ, theo tính danh bắt đầu. Liền gọi Thanh Phượng. Tốt tốt, ngươi nguyện ý kêu cái gì liền kêu cái gì. Ngược lại Kim Tứ liền bảo nàng Tiểu Phượng. Mà nàng cũng xác định được, đổi tên Thanh Phượng. Trấn An Thanh Phượng, để cho nàng trở về phòng nghỉ ngơi. Kim Tứ lại muốn vất vả dâng lên. Trong sân nắm một cái thổ, sau đó bóp thành trụ hình. Lại dùng màu đỏ tươi lực lượng, đem thổ bóp thành thủy tinh. Ân, liền là bóp thành thủy tinh. Bất quá bây giờ Kim Tứ lực lượng trên phạm vi lớn cắt giảm. Cho nên Kim Tứ phí khí lực thật là lớn, cuối cùng chế tác hoàn thành thiên tinh. Nguyên bản một giây đồng hồ sự tình, hiện tại Kim Tứ dùng một phút. Kim Tứ đem hồn thiên bảo giám đưa vào thiên tinh bên trong. Đồng thời đem hồn thiên bảo giám bên trong một chút thiếu hụt đền bù nữ hoa sáng tạo hồn thiên bảo giám kỳ thật vẫn có một ít thiếu hụt sau tới tu luyện hồn thiên bảo giám trên cơ bản cũng không có mấy cái có kết cục tốt một phần là người tu luyện chính mình vấn đề còn có một bộ phận thì là hồn thiên bảo giám vấn đề quá dễ dàng tẩu hỏa nhập ma kim tứ cũng lười đem hồn thiên bảo giám lại điểm 10 cái trực tiếp một cái giải quyết ngày kế tiếp kim tứ trực tiếp xông vào thanh phượng gian phòng tiến vào thanh phượng ổ chăng phu phu kim tứ bị đạp xuống giường ngươi làm gì hẳn là ta hỏi ngươi làm gì Ngươi vì cái gì bên trên giường của ta? Sớm cảm thụ một chút giường của ngươi nhiệt độ, dù sao tương lai cũng có ta một nửa. Chúng ta còn chưa thành hôn, ngươi liền muốn nhục ta trong sạch. Kỳ thật ta là tới cho ngươi tặng quà. Kim Tứ tại trong đũng quần móc móc. Tại Thanh Phượng sắp bảo nổi thời điểm, Kim Tứ móc ra thiên tinh. Thật xinh đẹp hồng thủy tinh, này hồng thủy tinh có giá trị không nhỏ a. À? Cái đồ chơi này liền là hồn thiên bảo giám. Kim Tứ nói ra. Phía trên này không có có chữ viết, ngươi gạt ta ta dạy cho ngươi. Kim Tứ kéo qua thanh phượng song trưởng, sau đó dẫn dắt nàng đem tinh thần dung nhập thiên tinh bên trong. Lần thứ nhất tu luyện, vẫn là cần nhìn xem nàng. Tuy nói đi qua cải tiến, hai. Không phiên bản hồn thiên bảo giám, đã chữa trị một chút bút, đồng thời đối công pháp tiến hành ưu hóa thăng cấp. Bất quá tùy ý kỹ thuật, vẫn là có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Cái đồ chơi này đối với thời đại này võ lâm tới nói, quá cao cấp. Thanh Phượng hoàn toàn bị ngày này tinh thần kỳ làm chấn kinh đến nàng cảm giác ý thức của mình phiêu phù ở một cái trong hư vô. Trước mắt quanh quẩn lấy lấy ngàn mà tính ký tự. Đúng vào lúc này, Kim Tứ Thanh âm truyền đến. Tập trung ý chí, đem những chữ này phù ký dưới, trước theo đoạn thứ nhất bắt đầu tu luyện, nhớ hình không nhớ thần. Làm Thanh Phượng mở mắt lần nữa thời điểm, phát hiện đã đến buổi chiều, lớn mấy canh giờ đi qua. Kim Tứ, này sợ không phải thần vật a? À? Thanh Phượng ngạc nhiên nghi ngờ nói. Đều nói rồi, cái đồ chơi này là nữ qua truyền thừa. Thời khắc này Thanh Phượng đã tin vật này ngươi thu thanh phượng đem thiên tinh nhét trả lại kim tướng đều nói rồi cho ngươi ta đã luyện thành hồn thiên bảo giám cái đồ chơi này đối ta vô dụng chính ngươi giữ lại mà lại thiên tinh không thể phá vỡ có thể làm làm vũ khí thanh phượng cũng không dám đem thiên tinh lấy ra làm vũ khí hơi dập đầu đụng phải đều sẽ đau lòng chết này hồn thiên bảo giám sau khi luyện thành khả năng thắng được qua độc cô vô địch hồn thiên bảo giám chung 10 tầng tầng thứ nhất hơi yếu độc cô vô địch diệt thiên tuyệt địa thiên ma công tầng thứ hai cùng diệt thiên tuyệt địa thiên ma công tương đương, tầng thứ ba bắt đầu, liền đã mạnh hơn độc cô vô địch, càng là về sau, quy năng càng là mạnh mẽ, nếu như ngươi có thể luyện thành tầng thứ mười, phi thiên động địa di sơn đảo hải đều chuyện đương nhiên. Chương 1117 Đánh chết hắn, canh thứ ba, cầu nguyệt phiếu cầu đặt mua. Nguồn Mê truyện audio com Thời gian một tháng, thanh phượng võ công tăng nhanh như gió. Nàng đã luyện đến tầng thứ sáu, huyền hỗn động Đương nhiên, mấy tầng trước bản thân cũng không có gì độ khó còn nữa đi qua kim tứ cải tiến ưu hóa vứt bỏ không ít dư thừa trường ra nội dung lại tăng thêm một chút nội dung về sau so với xuất bản lần đầu hồn thiên bảo dám lại càng dễ tu luyện đồng thời kim tứ cơ hồ là tay nắm tay giáo chỗ nào sẽ không điểm chỗ nào cho nên thanh phượng võ công đã xưa đâu bằng nay nói câu không khách khí thiên hạ này ngoại trừ kim tứ bên ngoài lại không người là thanh phượng đối thủ mặc dù chẳng qua là tầng thứ sáu, Thanh Phượng đã miễn cưỡng có thể làm đến cửi gió mà đi. Thanh Phượng đi qua kỳ thật cũng không tính rất ưa thích tập võ. Lao tâm lao lực không nói, tiếng cảnh còn nhỏ. Nhưng là bây giờ, nàng đã triệt để biến thành võ si. Chủ yếu là này tốc độ tiến bộ, đổi lại đi qua nàng, thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Mà lại nàng tu luyện, mỗi một lần đột phá, đều sẽ mang đến thoát thai hoáng cốt biến hóa. Thứ hai liền là cùng kim tứ đối luyện, bất quá đối mặt kim tướng một tháng trước cùng một tháng sau cũng không có cái gì tính thực chất khác nhau. Một tháng trước Kim Tứ nằm nghiêng trên mặt đất đón lấy thanh phượng công kích. Một tháng sau, Kim Tứ vẫn là nằm nghiêng trên mặt đất đón lấy. Kim Tứ, ta muốn luyện thành hồn thiên bảo giám, cần phải bao lâu? Đại khái 3 năm năm đi. Kim Tứ thuận miệng nói ra. Ta thời gian một tháng cũng chỉ dùng một tháng, đằng sau bốn tầng như thế nào cần 3 năm năm. Thanh Phượng không phục nói ra. Tầng thứ bảy ngươi ít nhất cần 3 tháng mới có thể luyện thành, tầng thứ 8 6 tháng, Tầng thứ 9 một năm, tầng thứ 12 năm, này là dựa theo thuận lợi nhất, không có có tình huống ngoài ý muốn phát sinh kết quả, nếu như phát sinh chút ngoài ý muốn loại hình, đoán chừng vẫn phải nhiều chút thời gian. À, muốn lâu như vậy a, à, liền không thể nhanh lên sao? Có thể, sinh con. Kim Tứ nói ra. Ngươi vô lại. Thanh phượng khí đỏ bừng cả khuôn mặt. Ta là nghiêm túc, này nam nữ đang sen cổ nhân liền có âm dương chung tế nói đến, cho nên đang sen có khả năng chung nhau tiến bộ chung nhau trưởng thành. Kim Tứ đang cùng Thanh Phượng anh anh em em, Yến Trùng Thiên mang theo Vân Phi Dương tới. Tiểu ma đầu, hôm nay hai người chúng ta tới tìm ngươi trả thù, ngày đó ngươi đem hai người chúng ta hạ gục, bây giờ ta hai người thần công đại thành, hôm nay liền muốn rửa sạch nhục nhã. Yến Trùng Thiên khí thế hung hăng nhìn xem Kim Tứ. Chủ yếu là một tháng này, hắn cùng Vân Phi Dương đều đã luyện thành thiên tàm công. Hắn giờ phút này đang hăng hái, võ công tăng nhanh như gió, gần như tại thoát thai hoán cốt. Tự nhận là trong thiên hạ lại vô địch thủ. Vân Phi Dương thì là lôi kéo Yến Trùng Thiên. Sư bá quên đi thôi, vì tiểu huynh đệ này cũng là vì giúp chúng ta tu luyện võ công, này mới ra tay, bản ý cũng không phải là muốn đã thương cùng chúng ta. Hừ. Bay lên, ngươi quá ngây thơ rồi, này tiểu ma đầu ý vào võ công hoành hành vô kỵ, hai người chúng ta bất quá là hắn trêu tức đối tượng, hắn ở đâu là hảo tâm giúp chúng ta. Có thể là hắn giúp chúng ta luyện thành thiên tàm công cũng là sự thật. Vân Phi Dương tâm địa thiện lương, trạch tâm nhân hậu, đối kim tứ càng nhiều hơn chính là cảm ơn tuy nói hôm đó Kim Tứ ra tay cực nặng, đưa hắn đánh tới sắp chết. Có thể là kết quả vẫn là tốt, cho nên Vân Phi Dương đối Kim Tứ không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Ngược lại đối Kim Tứ vô cùng cảm kích. Kim Tứ mắt nhìn Vân Phi Dương, lại nhìn mắt Yến Trùng Thiên. Tiểu Phượng, đánh chết tiểu tử kia. Kim Tứ chỉ Vân Phi Dương nói ra. Đánh chết. Ngươi chắc chắn chứ. Thanh Phượng hơi có chần chờ. Ừm, đánh chết, làm sao mạnh tay làm sao tới. Giọng dạc, không quan trọng một cái yêu nữ, cũng dám ở chỗ này càng rỡ. Yến trùng thiên này người người không phá, chỉ là có chút thông tục trên ý nghĩa miệng thối. Trên thực tế, trên núi võ đang đệ tử đều có tật xấu này. Tự xưng là danh môn chính phái, huyền môn chính tông, thấy tiểu môn tiểu phái liền là bàn môn tà đạo, thấy ma môn liền là ma đầu yêu nữ tên là gọi. Chính tà oán hận chất chứa đã lâu, hơn phân nửa đều là võ đang trên dưới công lao. Không có người ưa thích bị gọi yêu nữ. Thanh Phượng nổi giận, trên thân chân khí cùng loạn như ma. Yến Trùng Thiên giật nảy mình, cái này yêu nữ võ công thế mà cao như vậy. Quả nhiên cùng với Kim Tứ, không có một người hiền lành, như thế khí tức sợ là so độc cô vô địch cũng mạnh hơn mấy phần đi. Xem chiêu. Thanh Phượng lúc này vẫn khởi bạch Vân Yên, Vân Hà xoay nhanh, lại nghĩ đến Yến Trùng Thiên đẩy ra. Yến Trùng Thiên thân hình một mau né Thanh Phượng công kích, quay người cũng cho Thanh Phượng một chưởng. Thanh Phượng dáng người lưu chuyển, tùy tiện tránh đi công kích. Hai bên bắt đầu quyền chưởng tương giao, đổi lấy mười mấy chiêu. Yến Trùng Thiên càng đánh càng là kinh hãi. Thanh Phượng võ công nào chỉ là độc cô vô địch cao. Đơn giản cao không biên giới. Nguyên bản Yến Trùng Thiên coi là dùng chính mình thiên tạm công đại thành, lại thêm mấy chục năm công lực. Coi như là độc cô vô địch, cũng muốn ở trước mặt hắn nuốt hận. Ai ngờ Thanh Phượng cư nhiên như thế cường hãn, Đánh hắn gần như không có sức hoàn thủ. Bay lên mau tới giúp ta. Đừng đánh nữa, sư bá. Đừng đánh nữa. Phanh, Yến Trùng Thiên chịu Thanh Phượng một chưởng, nôn một ngụm máu. Vân Phi Dương thấy thế, vội vàng đi ngang qua tiếng lên, chặn Thanh Phượng. Tử tinh hà. Thanh Phượng song trưởng vung lên, hóa thành một vùng ngân hà. Yến Trùng Thiên cùng Vân Phi Dương đều kinh hãi. Đây là cái gì võ công? Bọn hắn nguyên bản cảm thấy thiên tạm công đã đủ thần kỳ. Có thể là Thanh Phượng thi triển võ công tự như tiên nhân thi pháp. Nhìn xem lộng lẫy, kỳ thực hung hiểm vô cùng. Màu tím tinh hà hội tụ đến Thanh Phượng song trưởng, Thanh Phượng đột nhiên đẩy ra, Yến Trùng Thiên cùng Vân Phi Dương đều trong nháy mắt bị màu tím tinh hà oanh kích đến. Phốc phốc, hai người đồng thời nôn một ngụm máu bay rớt ra ngoài. Quá kinh khủng, nữ tử này võ công đơn giản kinh thế hải tục. Yến Trùng Thiên nhìn về phía Vân Phi Dương. Vân Phi Dương thương thế càng nặng một chút, ngã trên mặt đất thổ huyết không thôi. Bay lên, ngươi thế nào? Sư bá, ta. Vân Phi Dương khí sắc quể oải. Yêu nữ, ngươi cư nhiên như thế ác độc. Yến Trùng Thiên giận dữ hét. Tiểu yêu nữ, giết tiểu tử kia. Thanh Phượng chần chờ. Thật muốn hạ sát thủ sao? Ừm, ngươi sẽ không cho là ta đùa giỡn đi. Kim Tứ, bọn hắn cũng không có làm cái gì. Lão gia hỏa kia đều mắng ngươi yêu nữ, còn chưa làm cái gì, chẳng lẽ muốn chờ hắn đánh ngươi chết bầm, ngươi mới phát giác được đối phương đáng chết à? Tiểu Phượng, ngươi nhưng là muốn trở thành võ lâm minh chủ người, tuyệt đối không thể nhân từ nương tay, lòng dạ đàn bà." Kim Tứ ở bên giật dây nói. Bất quá chúng ta tuân theo kính già yêu trẻ tốt đẹp mỹ đức, lão cái kia liền không giết, liền giết tuổi nhỏ cái kia. Vân Phi Dương hết sức phiền muộn, vì cái gì a à, ta mới vừa rồi còn giúp đỡ ngươi nói chuyện tới. Tiểu ma đầu, có cái gì đều hướng về phía lão già ta đến, không nên làm khó bay lên. Không, ta chính là muốn làm khó hắn, tiểu phượng, dết dết dết. Tiểu tử, ngươi làm quỷ tìm hắn, không muốn tìm ta. Thanh phượng nâng lên sông trưởng, thổ công lôn. Mặt đất đột nhiên nổ lên, chân khí hóa thành năng lượng kinh khủng, dưới mặt đất lưu động, cơ hồ đem phương viên hơn 10 trượng biến thành bột mình. Vân Phi Dương giờ phút này căn bản là không động đậy, nhìn xem tới gần năng lượng, hắn chỉ có thể nhắm mắt lại chờ chết. Yến Trùng Thiên nhìn xem Vân Phi Dương, có ý cứu viện lại vô lực ra tay. Bay lên. Không. Chương 1118 Phó Ngọc Thư Mưu Tính, canh thứ nhất, cầu nguyệt phiếu cầu đặt mua. Nguồn Mê truyện audio.com Vân Phi Dương máu tươi tại chỗ. Toàn thân đều là máu, làn da xé rách. Thổ công luôn là đem chân khí đạo xuống mặt đất lại thông qua mặt đất truyền đưa vào kẻ địch trong cơ thể nổ tung. Nói đơn giản, cái này là một chiêu phun screen đại chiêu. Mà lại lực sát thương kinh người, này dẫn đến Vân Phi Dương kinh mạch toàn thân đều bị chấn nát. Thanh Phượng tại ra tay sau liền có chút hối hận. Tuy nói nàng là ma môn xuất thân, có thể là cũng không thích giết chóc làm sát. Mà lại tiểu tử kia thoạt nhìn không phá, Kim Tứ gãi đầu một cái. "Tiểu Phượng, ta có chuyện phải nói cho ngươi." "Chuyện gì?" Hắn, "Vân Phi Dương" là đời đợi ngươi thanh phượng biểu lộ động lại trên mặt viết đầy kinh ngạc ngươi vậy ngươi tại sao phải để cho ta giết hắn yến Trung thiên lộn nhào vọt tới vân phi dương bên người bay lên bay lên ngươi tỉnh a bay lên yến trùng thiên ông vân phi dương thi thể tê tâm liệt phế kêu khóc ngươi ác ma này ta sẽ không bỏ qua ngươi yến Trung thiên giờ phút này chỉ có tự trách cùng hối hận tại sao lại muốn tới tìm kim tướng tại sao phải mang vân phi dương tìm đến kim tướng biết rõ ma đầu kia võ công tuyệt đỉnh. Yến Trùng Thiên liền là quá thật mạnh, cũng quá kiêu ngạo. Đừng hô, không chết đây. Ngươi nói bậy, bay lên đã chết. Kim Tứ tiến lên, một cước đem Yến Trùng Thiên đá văng. Nhấc lên Vân Phi Dương thân thể. Vân Phi Dương thân thể thế mà bắt đầu phi tóc khép lại. Yến Trùng Thiên dụi dụi con mắt, gương mặt không dám tin. Thiên tạm công là thiên ma công đổi, thiên ma công lại gọi cửu tử công, chết một lần liền mạnh một lần, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chết vừa vặn. Kim Tứ tiện tay đem Vân Phi Dương ném đến yến trùng thiên trên thân. Thanh Phượng hơi hơi thở hắt ra. "Kim Tứ, hắn thật là đệ đệ ta." "Đúng vậy a, à, là ngươi cha ruột cùng những nữ nhân khác sinh, ta và ngươi giảng, Thanh Tùng tại bên ngoài còn không biết có bao nhiêu thiếu nữ." Thanh Phượng tức giận trừng mắt Kim Tứ, may mắn không có đúc thành sai lầm lớn. "Đến mức Thanh Tùng tại bên ngoài có bao nhiêu thiếu nữ, nàng căn bản cũng không để ý, ngược lại nàng và Thanh Tùng cũng không có cái gì tình cảm có thể nói." Ngươi là muốn cho ta mượn tay, ban tiểu tử này luyện công A. À? Không, ta chính là muốn cho ngươi trải nghiệm một thoáng, thế này chết để để mình cảm giác. Kim tứ một mặt cần ăn đòn biểu lộ. Yến Trung Thiên giờ phút này đối kim tứ cảm giác vô cùng phức tạp. Muốn nói hận kim tứ, giờ phút này hắn đối kim tứ hận không sai biệt lắm cũng đã không có. Nhưng là muốn khiến cho hắn cảm kích kim tứ, chân tâm làm không được. Mà lại hắn cũng không dám lại cùng kim tứ đối đầu, cái tên này ác tâm lên người đến, thật không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Ngươi có muốn hay không cũng thử nhìn một chút, chết lại một lần, lần nữa khởi tử hoàn sinh. Kim Tứ cười ha hả nhìn xem Yến Trùng Thiên. Yến Trùng Thiên tầm mắt lấp lánh. Ngươi nói này cửu tử, có thể có cái gì hạn chế? Vẫn là nói làm sao đều có thể. Này cửu tử đối ứng thiên nhân ngũ suy, chú trọng chính là phá rồi lại lập, dùng kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành đối ứng tim gan tỳ phổi thận, ngươi hiểu không? Yến Trùng Thiên nghe không hiểu ra sao, nghe không hiểu. Kỳ thật cũng không nhiều lắm sự tình, chết nhiều chết không sai biệt lắm liền có thể sợ đến bí quyết. Vậy nếu là sai lầm đâu? Vậy chúc mừng ngươi, đạt được ước muốn, chết có ý nghĩa. Yến Trùng Thiên nghe nói, tức giận đến râu ria đều nhếch lên tới. Ông lấy Vân Phi Dương xoay người rời đi. Quá mẹ nó suối quẩy, cũng không tới nữa. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là đánh không lại. Vốn cho là thiên tạm công đủ treo. Kết quả là đủ sâu. Bị treo ngược lên đánh. Bất quá ngẫm lại cũng rất bình thường. Dù sao Kim Tứ chính mình cũng đã cầm tới Thiên Tầm Công, mà lại hắn còn so với chính mình hiểu rõ hơn Thiên Tầm Công. Chính mình Thiên Tầm Công vẫn là hắn hỗ trợ luyện thành. Bây giờ hy vọng Thiên Tầm Công đem đối phương nhấn trên mặt đất ma sát. Rõ ràng liền là suy nghĩ nhiều quá. Yến Trung Thiên hiện tại suy nghĩ minh bạch, liền là hiểu rõ có chút trễ. Kim Tứ, ta hiện tại võ công như thế nào? Ngươi khoảng cách vô địch thiên hạ chỉ thiếu chút nữa xa. Ta đây muốn làm thế nào? Nắm Thiên Hạ đệ nhất nhấn trên mặt đất ma sát. Ai là thiên hạ đệ nhất? Thanh Tùng. Thanh Phượng đến bây giờ cũng không có đổi lời nói. Y Nguyên nắm cha ruột gọi Thanh Tùng. "Không, ta là thiên hạ đệ nhất. Ta đánh không lại ngươi." Thanh Phượng lại không lăng, không giống Yến Trùng Thiên như thế, vừa biết luyện thiên tạm công liền chạy Kim Tứ trước mặt nhảy. Thanh Phượng có khả năng rõ ràng nhận biết chính mình cùng Kim Tứ có bao nhiêu chênh lệch. Coi như vô pháp nhấn trên mặt đất ma sát, nhấn trên giường cũng có thể a. À. Tháng ngày liền một ngày như vậy thiên đi qua. Phó Ngọc Thư cũng đang cố gắng lấy bên trên nhảy hạ nhảy. Chẳng qua là, những gì hắn làm, tự như là tôn tép nhảy nhép một dạng. Kỳ thật muốn nói thủ đoạn của hắn, thật không tính cấp thấp. Đầu tiên là tài võ đang trên dưới chỗ tốt quan hệ. Sau đó lại dùng tập võ thiên tài thân phận thắng được một đám sư trưởng tán thưởng. Lại tại xuống núi lịch lãm thời điểm, an bài tốt trọng cước cho chính hắn soạt danh vọng. Trải qua xuống tới, Phó Ngọc Thư đã trở thành võ đang thủ đồ, địa vị thẳng bức đại sư huynh đá trắng mà lại hắn còn dùng thủ đoạn vặn ngã mấy cái đối với hắn có uy hiếp đệ tử nếu không phải thanh tùng đã sớm biết thân phận của phó ngọc thư chỉ sợ thật muốn trúng kế của hắn ngọc thư sư huynh có thể hay không cùng ta luyện một chút kiếm nguyễn nhi tìm tới phó ngọc thư nguyễn nhi từ nhỏ tại trên núi võ đang lớn lên tiếp xúc nam tính ban đầu liền không nhiều mà lại phần lớn là vớ va vớ vẩn chu nhất đang cũng chính là vân phi dương nguyên bản nàng nghĩ đến đời này liền đem liền cùng vân phi dương thành thân sau đó liền gặp phó ngọc thư phó ngọc thư tuy nói một bụng ý nghĩ xấu có thể là dáng dấp đúng là khí khái hào hùng bất phàm làm người lại khôi hài hài hước đối với uyển nhi tới nói phó ngọc thư liền là linh hồn bạn lữ uyển nhi ngày thường không đều cùng các sư huynh luyện kiếm sao phó ngọc thư đối uyển nhi chưa nói tới tình cảm gì bất quá uyển nhi muốn dính sát hắn cũng là sẽ không cự tuyệt mấy ngày nay trắng thạch sư huynh mỗi lần đều không tại uyển nhi chua cái miệng nhỏ nhắn lộ ra hết sức không vui nói cũng đúng mấy ngày nay ta xem trắng thạch sư huynh trở về, đều uống say say say, hơn nữa còn có song phấn vị. Phó Ngọc Thư khóe mắt mắt nhìn Uyển Nhi, Uyển Nhi cau mày. Nàng tuy nói ngây thơ, nhưng cũng không phải thật cái gì cũng không biết. Dù sao cũng đi theo phụ thân hoặc là đồng môn xuống núi qua mấy lần. Biết dưới núi trên thị trấn có một ít câu lan. Mấy cái sư huynh đệ hơn phân nữa là đi câu lan uống hoa tửu. Phó Ngọc Thư thấy Uyển Nhi vẻ mặt, biết mục đích của mình đạt đến. Phó Ngọc Thư rút chút thời gian ra tới, cùng Uyển Nhi luyện một hồi kiếm. Nguyễn Nhi thiên phú không tồi, có thể là tâm tư của nàng đều không tại võ công lên. Làm núi võ đang hoa trên núi, Nguyễn Nhi vẫn là cần cùng các sư huynh để bồi dưỡng tình cảm. Cũng tỷ như nói giờ phút này, nàng liền là mượn luyện kiếm công phu cùng Phó Ngọc Thư bồi dưỡng tình cảm. Đúng vào lúc này, đã trắng đám người theo dưới núi trở về. Thật xa đón gió đã nghe đến một cổ mùi rượu. Mấy cái sư huynh đệ cười cười nói nói. Ngọc Thư sư đệ, Nguyễn Nhi sư muội, luyện kiếm đâu? Sư huynh đêm qua lại đêm không về ngủ. Nguyễn Nhi chất vấn. Bản tiểu thư đường đường núi võ đang hoa, còn không thỏa mãn được các ngươi đối với nữ nhân tưởng tượng à, thế mà chạy đi dưới núi đi tìm những cái kia dòng chi tục phấn. Đá trắng bọn người là xấu hổ cười một tiếng, xoay người rời đi. Quá không ra gì, ta đi nói cho thanh tùng trưởng môn đi. Nguyễn Nhi nhìn xem đá trắng đám người bóng lưng, tức giận nói. Phó Ngọc Thư mừng thầm trong lòng, hắn nếu như đâm thọc, sẽ cho người cảm thấy hắn tại bài trừ đối lập. Mà lại bất lợi cho hắn tại sư huynh đệ hình tượng trong lòng dù sao hắn đem chính mình tạo thành một cái thích hay làm việc thiện, chăm chỉ khắc khổ, làm người chính phái hình ảnh. Nếu như đâm thọc lời người bố trí sẽ băng đi. Cho nên hắn cố ý lợi dụng Uyển Nhi, để cho nàng đi nói. Dạng này đã trắng đại sư huynh này kim võ đang người thừa kế hợp pháp thứ nhất vị trí, tất nhiên sẽ nhận dao động. Uyển Nhi sau khi đi không bao lâu, Kim Tứ cùng Thanh Phượng liền vừa nói vừa cười đi tới. Phó Ngọc Thư mắt nhìn Kim Tứ, trong mắt lóe lên một tia âm lãnh. Đối Phó Ngọc Thư tới nói, Kim Tứ liền là uy hiếp lớn nhất, nếu như kim tứ chưa trừ diệt, mặc dù hắn thuận lợi leo lên võ đang chức trưởng môn, cũng sẽ chân đứng không vững. Dù sao kim tứ biết thân phận chân thật của hắn. Chương 1119 Ta cho là ngươi gọi ta tới ôn chuyện, canh thứ hai, cầu nguyệt phiếu cầu đặt mua. Nguồn Mê truyện audio com Đông, một cục đá đánh vào kim tứ cùng thanh phượng sân nhỏ. Thanh phượng đầu ngón tay nhất câu, cục đá đã rơi vào trong tay. Cục đá bên trên cục một trang giấy. Tối nay giờ tí, hậu sơn cây bạch dương lâm kiến mặt ký tên ngọc thanh phượng nhìn về phía kim tướng là phó ngọc thư người khác không có chạy xa muốn ta đi bắt hắn trở lại sao không cần kim tứ lắc đầu đoán chừng hắn cảm giác đến kế hoạch của mình không sai biệt lắm muốn thành công lúc này dự định đem cuối cùng uy hiếp diệt trừ phó ngọc thư tâm cơ rất sâu đêm nay ta cùng đi với ngươi nếu là có cái gì bẫy rập cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau ta nhìn ngươi là rảnh đến hoảng Thanh Phượng không nhiều lời, nàng liền là rảnh đến hoảng. Tại trên núi Võ Đan, nàng cũng tìm không thấy thích hợp đối thủ. Võ làm đệ tử quá yếu, kim tứ lại quá mạnh. Hoàn toàn cảm giác không thấy chính mình võ công tuyệt thế. Vân Phi Dương cùng Yến Trùng Thiên võ công cũng là đủ nàng đánh mấy hiệp. Nhưng là bây giờ hai người bọn họ hoàn toàn liền trốn tránh kim tứ cùng Thanh Phượng. Quyết tâm muốn làm con rùa đen rút đầu. Lại nói ngươi này võ công cũng gần như luyện một năm, hồn thiên bảo giám tầng thứ tám đầy đủ ngươi tung hoành thiên hạ, lúc nào đi nhất thống thiên hạ. Ta muốn làm bên trên võ đang trưởng môn, ngươi giúp ta. Thanh Phượng hai mắt ngập nước nhìn xem Kim Tứ. Kim Tứ càng đau đầu hơn, này võ đang trưởng môn có thể so sánh làm võ lâm minh chủ khó nhiều. Võ lâm minh chủ một đường A đi qua chính là. Có thể là này võ đang trưởng môn ngươi làm sao A, à? trước tiên đem ngươi cha ruột thủ tiêu sao. Bất quá là một tên chuyên nghiệp, có nghề nghiệp tố dưỡng liếm cẩu, không thể nói không được. Được, ta nghĩ một chút biện pháp. Cái kia ngươi nghĩ đến biện pháp sao? muốn thời gian ngươi lại muốn kéo dài sau đó liền một cách tự nhiên quên mất sạch có đúng hay không kim tứ lòng tham mệt mỏi ngươi này nghĩ vừa ra là vừa ra ta rất khó làm a à, ta nghĩ đến nghĩ đến rồi biện pháp gì thiên cơ bất khả lộ kim tứ hiện tại đầu óc chạy không cái rắm ý nghĩ đều không có trên thực tế kim tứ tuyệt đại đa số thời điểm đầu óc đều không thế nào dùng lúc này muốn hắn nghĩ biện pháp cái kia chính là làm khó hắn kim tứ lo lắng lấy muốn không để thanh tùng xảy ra bất trắc. Sau đó chính mình mạnh hơn đoạt chức trưởng môn. Đây là Kim Tứ có khả năng nghĩ tới biện pháp tốt nhất. Ban đêm, Kim Tứ cùng Thanh Phượng đi đến rừng cây nhỏ. Nếu như không có người thứ ba xuất hiện, nơi này lại là hẹn hò nơi đến tốt đẹp. Không bao lâu, Phó Ngọc Thư cũng đến. Nhà, cháu nội ngoan, ngươi đến rồi à. Kim Tứ nhiệt tình cùng Phó Ngọc Thư chào hỏi. Phó Ngọc Thư đeo kiếm tới, đi lại nhẹ nhàng, trong ánh mắt mang theo vài phần lạnh lẽo nhìn một chút kim tứ, lại nhìn mắt thanh phượng. Phượng cô nương, ngươi không nên tới. Ta muốn đi muốn lưu, không có quan hệ gì với ngươi. Thanh phượng lạnh nhạt nói ra. Ta thật không rõ, ngươi vì sao lại cùng tiểu tử này tại cùng một chỗ, hắn bất quá là ta một cái tùy tùng, trên đời này nhiều như vậy tại tuấn, ngươi lại vẫn cứ lựa chọn hắn. Phó Ngọc Thư muốn nói, ở trước mặt ngươi liền có cái tài tuấn. Bản thiếu gia tốt hơn hắn bên trên gấp trăm lần, ngươi đến cùng nhiều có mắt không trồng, mới chọn hắn mà không phải lựa chọn ta. Cháu nội ngoan, như thế nào cùng bà ngươi nói chuyện đây? Kim Tứ, ngươi biết phản bội ta là kết cục gì sao? Kim Tứ suy nghĩ một chút, nghiêm túc ngẩng đầu. Ta cho là ngươi đêm nay gọi ta đi ra ngoài là ôn chuyện, không nghĩ tới ngươi sẽ cùng ta thảo luận nghiêm túc như vậy chủ đề. Sắp chết đến nơi, còn tại cái kia nói hưu nói vượn. Cháu nội ngoan, thật không phải gia gia ta khoác lác, liền ngươi cái kia mèo ba chân công phu, thật không phải là đối thủ của ta. Hư? Phải không? Phó Ngọc Thư đột nhiên xuất kiếm một kiếm như cầu vồng, khí sâu sơn hà. Tại trong màn đêm xẹt qua một đạo ngân sắc thiểm điện. Hắn vốn là thân phụ tiêu giao cốc tuyệt học. Năm đó hàng đàm lão nhân có thể dẫn đầu tiêu giao cốc có một không hai hắc bạch hai đạo. Dĩ nhiên không phải dựa vào môi, võ công tự nhiên là nhất tuyệt. Cho dù là độc cô vô địch đối mặt hàng đàm lão nhân cũng muốn kêu một tiếng tiện bối. Nếu không phải sau này gặp được càng bút thiên tạm công. Hiện tại cũng không có độc cô vô địch chuyện gì. Phó Ngọc Thư võ công cùng thiên tư đều là phi thường xuất chúng bây giờ vừa học đến võ đang võ công. Sớm đã sư đâu bằng nay, võ công tiến cảnh so với một năm trước càng hơn rất nhiều. Cái gì là kỳ tài, cái kia chính là có thể đem một bộ võ công luyện xuất thần nhập hóa. Cái gì là thiên tài, đó là có thể đem hai cái đường đi võ công dung hội quán thông. Phó Ngọc Thư liền là võ đạo thiên tài, đem võ đang cùng tiêu giao cốc võ công dung hội quán thông, lẫn nhau xác minh. Một năm trước, Phó Ngọc Thư không thể giết chết Kim Tứ. Có thể là hắn hôm nay, sớm đã lòng tin tràn đầy chỉ đợi kim tứ chặt đầu thời điểm kim tứ giật nảy mình lập tức trốn đến thanh phượng sau lưng phó ngọc thư uổng phí thu kiếm cười lạnh mắt nhìn kim tứ vừa nhìn về phía thanh phượng nhìn thấy không cái này là ngươi nhìn trúng nam nhân gặp được nguy hiểm liền trốn đến phía sau của ngươi đi phó ngọc thư hy vọng thanh phượng có thể nhận rõ hiện thực nhận rõ kim tứ chân diện mục thanh phượng lại xem thường tại sao ngươi hiểu rõ hơn hắn thôi ngươi loại nữ nhân này không đáng đồng tình phó ngọc thư cuối cùng quyết định nếu ngươi khăng khăng một mực cùng hắn vậy liền cùng hắn cùng chết tốt thật đáng thương đến không đến nữ nhân cũng chỉ có thể bản thân an ủi trách người khác không có ánh mắt kim tứ giấu sau lưng thanh phượng nói tiếp lời chăm chọc phó ngọc thư nghe vô danh lửa cháy ngươi là đang tìm cái chết ngươi có thể làm khó dễ được ta có bản lĩnh ngươi đừng giấu ở nữ nhân sau lưng có thể giấu ở nữ nhân sau lưng đó cũng là một loại bản sự loại lời này đừng nói là phó ngọc thư thanh phượng đều nghe không vô thanh phượng dẫn theo kim tứ trực tiếp ném đến đằng trước đi. Ha ha. Xem ra nữ nhân của ngươi cũng chưa chắc nhiều thích ngươi. Ngươi không hiểu, đây là chúng ta tiểu tình điều. Kim Tứ dẫu cật nói. Xem xét ngươi chính là không có trải qua nam nữ hoang ái. Phó Ngọc Thư vừa đắc ý không bao lâu, lại bị Kim Tứ bạo kích. Bớt nói nhiều lời, nhận lấy cái chết. Phó Ngọc Thư lần nữa công tiến lên đây. Kim Tứ vẫn như cũ là trái nhanh chóng phải tránh, cũng như một năm trước như thế vẫn là đánh không đến kim tứ, vẫn là sợ không tới kim tứ gốc áo. cháu nội ngoan, ngươi không được a. À, một năm này có thừa thời gian, ta cũng không có thấy ngươi võ công tiến bộ, ngươi có phải hay không lười biến rồi? phó ngọc thư lại nhớ lại một năm trước bị kim tứ nhục nhã cái kia buổi tối, mười mấy chiêu hạ đến, kim tứ không có loạn, phó ngọc thư chính mình tiết tấu loạn. kim tứ vẫn như cũ không ngừng dùng ngôn ngữ quấy rối phó ngọc thư. ngươi câm miệng cho ta. phó ngọc thư giận dữ hét, muốn đánh liền cho ta nghiêm túc đánh vậy nếu như ta không muốn đánh, có hay không có thể buông tha ta à? Nghĩ hay thật, chết! Phó Ngọc Thư một cái sát chiêu ra ngoài, sau đó giết cái tịch mịch. Cháu nội ngoan, thêm chút sức a! À. Phó Ngọc Thư thối lui mấy bước, hắn đã xác nhận. Mặc dù tiếp tục đánh xuống, cũng chỉ là bằng thêm nhục nhã. Liền như là một năm trước như thế. Làm sao vậy? Cứ thế từ bỏ sao? Cháu nội ngoan, gia gia hôm nay liền muốn dạy dỗ ngươi, mọi thứ đều hẳn là đến nơi đến chốn, không thể bỏ dở nửa chừng ngươi quản ai kêu cháu trai đúng vào lúc này một cái màu đỏ thân ảnh từ trong bóng tối hạ xuống chương một nghìn một trăm hai mươi đệ tử đưa ngài đoạn đường canh thứ ba cầu nguyệt phiếu cầu đặt mua nguồn mê truyện audio com phó ngọc thư cuối cùng lộ ra nụ cười người tới chính là phong vũ lôi điện tứ đại hộ pháp mà lôi minh chính là kim tứ sư phụ chính mình khác không kim tứ chẳng lẽ sư phụ hắn còn không được à lần này tới ngoại trừ phong vũ lôi điện bốn cái hộ pháp còn có mấy chục hào huynh đệ. Kim Tứ cũng thật bội phục Phó Ngọc Thư, hắn lại có thể vô thanh vô tức đem này hơn số 10 người làm tiếng vào núi võ đang tranh giới. Bất quá đây cũng là võ đang tự kiềm chế huyền môn chính tông, chính đạo người đứng đầu. Cảm thấy không có cái nào ma cà bông dám mạo phạm võ đang. Cho nên cũng là thuộc về phòng thủ, này mới cho Phó Ngọc Thư dẫn người chui vào võ đang tranh giới cơ hội. Ta nghe thiếu cốc chủ nói, ngươi phản bội tiêu giao cốc, nguyên bản ta là không tin, bây giờ lại là không thể không tin. Lôi Minh đối Kim Tứ không có tình cảm gì, nguyên bản cũng chỉ là bồi dưỡng công cụ người, có thể hy vọng hắn đầu nhập nhiều ít tình cảm. Bất quá nghe nói môn hạ của chính mình ra phản đồ, Lôi Minh trên mặt có chút không nhịn được. Huống chi tên phản đồ này còn là chính mình coi trọng Kim Tứ. Sư phụ, sao ngươi lại tới đây? Ta không thể tới sao? Lôi Minh hừ lạnh nói, nhìn xem Kim Tứ ánh mắt vô cùng bất thiện. Sư phụ, đây chính là núi Võ Đan, đối với tiêu giao cốc người mà nói, nơi này chính là đầm rồng hang hổ. Bản Tọa muốn tới thì tới, ai có thể ngăn ta? Không hổ là sư phụ, này ngoài ta còn ai bá khí, không ai bằng. Hiện tại mới nghĩ đến định nọc bản Tọa. Đến muộn. Sư phụ, kỳ thật ta không có phản bội Tiêu Giao Cốc. Phản bội thiếu cốc chủ, liền là phản bội Tiêu Giao Cốc. Đây là lập trường chính trị vấn đề, Lôi Minh dĩ nhiên sẽ không thiên vị Kim Tứ. Kim Tứ bất đắc dĩ nhún vai. Được a, à, nếu sư phụ nhận định đệ tử phản bội Tiêu Giao Cốc, vậy thì tới đi. Kim Tứ mở ra hai tay, nhắm mắt lại. Ta cái mạng này là sư phụ cho, bây giờ liền đem mệnh trả lại sư phụ. Lôi hộ pháp, cẩn thận có bẫy, kẻ này âm hiểm xảo trá, không thể không phòng. Phó Ngọc Thư cùng Kim Tứ tiếp xúc thời gian không ngắn, biết Kim Tứ tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy thúc thủ chịu trói. Ha ha! Hắn những cái kia trò xiết, đều là bản tọa chơi còn lại, bản tọa cũng không tin, hắn tại trước mặt bản tọa có thể lật ra cái gì bọc nước. Lôi Minh cười lạnh tiếng lên. Ngươi muốn chết, bản tọa thành toàn ngươi lôi minh biết tiêu giao cốc ra tới đệ tử, tuyệt đối sẽ không tùy tiện chịu chết. Đều là trong đống người chết dãy dụ ra tới người, từng cái đều hết sức tiếc mệnh. Lôi minh đi vào kim tứ phía trước, giơ lên trong tay kiếm, chém về phía kim tứ. Đột nhiên, kim tứ ngón tay kẹp lấy lôi minh mũi kiếm. Tạ ơn sư phụ hạ thủ lưu tình. Lôi minh sầm mặt lại, nhìn xem kim tứ cái kia tờ cần ăn đòn khuôn mặt, nâng lên bàn tay trái liền hướng phía kim tứ chém bổ xuống đầu kim tứ kim tứ đồng dạng giơ bàn tay lên song trưởng tương giao lôi minh bị đẩy lui hơn một trượng lôi minh sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ nội lực của tiểu tử này cư nhiên như thế hùng hậu chính mình thế mà không có chiếm được tiện nghi sư phụ một chưởng này xem như báo đáp ngài dưỡng dục chi ân kim tứ mỉm cười nhìn lôi minh nắm mệnh lưu lại này mới xem như báo đáp ai sư phụ không nghĩ tới giá trị của chúng ta xem khoảng cách lớn như vậy sắp chết đến nơi còn tại cái kia hồ ngôn loạn ngữ thầy trò chúng ta tự hồ còn không có chân chính đánh qua một trận, liền mượn cơ hội này làm qua một trận đi. Lôi Minh không có lùi bước, bất quá vẻ mặt lại là trước nay chưa có thận trọng. Vừa rồi một chữ kia đã cho hắn biết, chính mình đệ tử này chỉ sợ đã trò giỏi hơn thầy. Bất quá luận võ so cũng không chỉ là công lực. Hắn tự tin dùng kinh nghiệm của mình đủ để thắng qua Kim Tướng. Lôi Minh giấu ở sau lưng tay cầm hơi hơi lắc một cái, một cái độc châm xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Này, liền là kinh nghiệm. Sau một khắc, lôi minh liền tụ lực một chưởng vỗ hướng kim tứ kim tứ đồng dạng hướng phía lôi minh đánh ra một chưởng lôi minh khóe miệng hơi hơi dương lên một chưởng này có rồi đột nhiên hắn thấy một cái hàng quan chỉ thấy kim tứ lòng bàn tay nhiều hơn một thanh dao găm dao găm bên trên còn hiện ra u quan rõ ràng là xì độc lôi minh dọa đến vội vàng thu chưởng lui ra phía sau Lão tử mẹ nói liền là ẩn giấu một cái độc châm, ngươi thương mại giấu độc dao găm. Quá mức đi ngươi. Kim tứ, ngươi hèn hạ. Kim Tứ cười hắc hắc cười. Sư phụ, chúng ta như nhau nha. Muốn đánh liền nghiêm túc đánh một trận, tử sinh chớ luận. Lôi Minh thu trưởng hất lên, đem độc châm vứt bỏ, sau đó vừa nhìn về phía Kim Tứ. Đến ngươi. Kim Tứ ném mất độc dao găm, lại từ trong tay áo ném mất mấy cái độc tiễn, lại từ trong ngực ném mất mấy khỏa viên đạn, lại từ trong đũng quần móc ra một thanh độc tiêu, lại từ gáy cổ áo bên trong móc ra một cái câu trảo. Lôi Minh xem tê cả da đầu, này ni mã là ta dạy dỗ không sai biệt lắm. Kim Tứ nhìn về phía Lôi Minh. Sư phụ, nếu là công bằng quyết đấu, ngài có phải hay không cũng nắm binh khí mất đi, không phải là muốn tại trên binh khí chiếm tiện nghi à? Lôi Minh cười lạnh một tiếng, thật đem binh khí vứt bỏ. Bản tòa sẽ không ở trên binh khí chiếm tiện nghi của ngươi. Lôi Minh có thể là người từng trải, muốn giết một người, cho tới bây giờ liền không chỉ là dựa vào đao kiếm, trí tuệ mới là vũ khí đáng sợ nhất. Lôi Minh có rất nhiều không dạy qua Kim Tứ võ công, đều là một chút ác độc võ công hôm nay vi sư liền cuối cùng dạy ngươi một lần. Lôi minh nói còn chưa dứt lời, liền thấy kim tứ lại từ trong đũng quần móc ra một thanh kiếm. Thật có lỗi, sư phụ, ta thích nhất liền là chiếm tiện nghi. Lôi minh kinh sợ, này mẹ nó dài như vậy một thanh kiếm, ngươi đến cùng là thế nào giấu đến trong đũng quần. Tiểu tử, ta có thế không nhớ rõ chính mình dạy qua ngươi kiếm pháp. Lôi minh yên nguyên có lòng tin. Khẽ quát một tiếng, lôi minh song trưởng như trảo, hướng phía kim tứ chọc tới. Có thể là sau một khắc, kim tứ mũi kiếm lưu chuyển. Lôi minh một nhánh tay bay lên. Sư phụ, đây là tiền lãi, ta hai lần đều không muốn mạng của ngươi. Lôi minh vẻ mặt kịch kinh, bưng bít lấy đứt cổ tay bay ngược. Quá nhanh, vừa rồi một kiếm kia thật sự là quá nhảnh tử này lúc nào học được như thế xuất thần nhập hóa kiếm pháp. Kẻ này võ công quá cao, mọi người cùng nhau xông lên. Lôi minh hô đồng thời, chính mình thì là đang bay ngược. Phong, mưa, điện ba vị hộ pháp đồng thời xông đi lên. Hô, ba cái đầu thật chỉnh tề bay lên. Sư thúc a, à, sư bá a, à, các ngươi chết rất thảm a. À. Kim tứ buồn gào dâng lên, lôi minh sắc mặt cứng đờ, làm sao có thể? Cái này sao có thể? Tiểu tử này làm sao có thể có khủng bố như thế võ công? Hắn hiện tại cuối cùng tin tưởng Kim tứ hai lần hạ thủ Lưu tình. Kim tứ diễn kỹ đã lô hỏa thuần thanh, buồn gào ba giây đồng hồ, thu lại cảm xúc, lắc lắc trên mũi kiếm vết máu. Sư phụ, đi thôi, chớ vì tiêu giao cốc bán mạng. Hừ, đi bản tọa sinh là tiêu giao cốc người, chết là. T, lôi minh đầu bay lên. Đã như vậy, ta liền đưa sư phụ đoạn đường. Kim tứ tiện tay đem mũi kiếm ném ra, đâm vào lôi minh không đầu thi thể. Đệ tử cũng không có gì tốt tặng, thanh kiếm này coi như là đưa ngài cuối cùng lễ vật. Kim tứ nhìn về phía phó Ngọc Thư. Cháu nội ngoan, còn tiếp tục sao? Phó Ngọc Thư kinh ngạc tại Kim Tứ võ công. Có thể là, hắn còn không có ý định hành quân lặng lẽ. Lão tử mang theo này một chuyến huynh để đến, ngươi thật coi là tới thưởng cảnh đêm sao. Chương 1121 Ta là cốc chủ phu nhân, canh thứ nhất, cầu nguyệt phiếu cầu đặt mua. Nguồn Mê truyện audio com Trong đám người này còn có không ít là kim tứ quen biết cũ. Bất quá bọn hắn cũng không có nhớ tới tình cũ, từng cái đối kim tứ đằng đằng sát khí. Không có cách, kim tứ tại tiêu giao cốc mấy năm này, chuyện thương thiên hại lý làm chân tâm không ít. Trong mắt bọn họ, kim tứ liền là trùng phản diện cái này là cùng Kim Tứ thanh toán thời điểm. Bọn hắn không phải cừu địch, là chủ nợ. Kim Tứ mở ra hai tay. Tiêu giao cốc các huynh đệ, chúng ta có thể ngồi xuống thật tốt tâm sự, ngâm một bình trà, tâm sự phong hoa tuyết nguyệt, bàn luận nhân sinh lý tưởng, này không tốt sao? Kim Tứ, liền loại người như ngươi cũng xứng đàm phong hoa tuyết nguyệt. Mở miệng gào to chính là cái mặt đầy râu ri đại hán, nhìn xem liền là thô lỗ đại danh từ. Trên thực tế cũng là như thế, hắn tên là Lỗ Phóng, trên giang hồ nổi danh sát tài, sai hào hồn thiên sát. Bất quá tại Kim Tứ trước mặt, lỗ phóng cảm giác mình đều nhỏ mát mẻ. Căn dựa vào thống kê không trọn vẹn, tại đi qua thời gian mấy năm bên trong, lỗ phóng bị Kim Tứ làm nhục không dưới 10 lần. Lỗ phóng đối Kim Tứ hận, đó là khắc cốt minh tâm. Nếu không phải đánh không lại Kim Tứ, hắn sớm đã đem Kim Tứ chém thành muôn mảnh. Bất quá lỗ phóng bề ngoài nhìn như hung ác tàn bạo, mà lại đánh nhau thời điểm cũng là cực kỳ cuồng giả. Có thể là hắn lại là tiêu giao cốc bên trong làm số không nhiều người tốt. Ít nhất, dùng kim tứ đối người tốt định nghĩa, lỗ phóng miễn cưỡng xem như người tốt. Lỗ phóng, những người khác có tư cách nói ta, liền ngươi không có tư cách, ngươi nói ngươi đi dạo kỹ viện không mang tiền, là ai đối mặt quanh quanh yến yến không hề bị lay động cho ngươi đưa tiền đi. Là ta, ngồi cầu không mang giấy, là ai không sợ hôi thối đưa cho ngươi. Là ta, ngươi ngã vào trong hố, là ai không sợ gian nan hiểm trở đưa ngươi theo trong hố lôi ra tới. Là ta. Ta thảo đại gia ngươi, lão tử đi dạo kỹ viện là ngươi trọng tiền của lão tử, lão tử ngồi cầu là ngươi phóng hỏa đốt hầm cầu, còn có cái cạm bẫy kia cũng là ngươi đào ngươi cái cẩu vật nói xong lỗ phóng từ trong ngực khuấy động ra một thanh phiếu nợ ngươi hố lão tử còn nhường lão tử viết xuống phiếu nợ lão tử có không oan uổng ngươi ngươi dạng này liền không có ý nghĩa tục ngữ nói có nhân tất có quả ngươi nếu là không đi dạo kỷ viện ta có thể trộm tiền của ngươi sao ngươi không ngồi cầu ta sẽ bỏ qua đốt nhà xí sao ngươi không đi con đường kia bẫy rập của ta sẽ vây khốn ngươi sao qua nha nha tức chết ta rồi hôm nay ngươi không chết chính là ta vong. Lỗ phóng hô nửa ngày, cuối cùng dẫn theo Lan Nha Bổng vọt lên. Kim Tứ tránh đi lỗ phóng Lan Nha Bổng, lỗ phóng thấp giọng nói. Cẩu vật, còn không chạy. Chạy cái rắm, sau ngày hôm nay, lão tử muốn sáng tiêu giao cốc vị, về sau ngươi chính là hộ pháp. Thảo đại gia ngươi, ngươi có mệnh lưu lại lại nói. Nhưng cái. Kim Tứ một chưởng đem lỗ phóng đánh bay. Phó Ngọc Thư phất phất tay. Dết hắn một đám cùng kim tứ lại ân oán tiêu giao cốc nhân mã lập tức thẳng hướng kim tứ kim tứ tiện tay một chưởng liền đập chết một cái tiêu dao cốc đệ tử đối với mấy cái này thấp hèn kim tứ cũng sẽ không giống đối đại lỗ phóng ông nhu như vậy rất nhanh mười mấy người liền chết tại kim tứ trong tay những người khác cũng có chút e ngại không tiếng từ hôm nay trở đi ta muốn làm tiêu dao cốc cốc chủ không biết có ai phản đối kim tứ chỉ bằng ngươi cũng xứng kim tứ đẩy ra một chưởng vì kia người chống lại tại chỗ nổ bánh xe còn có người phản đối sao? Kim Tứ, ngươi cho rằng giết chết vài người liền có thể chi phối người khác ý nghĩ sao? Phó Ngọc Thư cười lạnh nói, vài người không được sao? Vậy liền giết nhiều điểm. Ta tới. Thanh Phượng cũng sớm đã an không chịu nổi xông lên phía trước. Những tiêu giao cốc đó đệ tử ban đầu liền đã bị Kim Tứ giết có chút sợ. Giờ phút này canh đồng Phượng ra tay, bọn hắn cảm thấy Thanh Phượng hẳn là sao Kim Tứ dễ khi dễ đi. Trên lý luận không sai, bất quá đây cũng chỉ là tướng đúng. Thanh Phượng một cái thổ công luôn, trực tiếp nhượng chung quanh địa hình cải biến, hơn 10 người trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Muốn tránh đi thổ côn lôn phương pháp tốt nhất liền là nhảy dựng lên. Bất quá thời đại này, căn bản cũng không có cao cấp như vậy võ công. Đây là tại tiêu giao cốc đệ tử chỗ đứng phân tán. Nếu như tập trung một điểm, chết cũng không phải là mười mấy người. Một chiêu này liền đem hiện trường hết thảy tiêu giao cốc người sợ hãi. Này còn là người sao? Kim Tứ vừa rồi giết mười mấy người, ít nhất còn dùng mười mấy chiêu. Có thể là Thanh Phượng liền một chiêu Không chỉ là giết mười mấy người Thậm chí liền chung quanh địa hình đều bị phá hư Hàng loạt cây cối ngã trái ngã phải Toàn bộ tràn diện tràn đầy đánh vào thị giác lực Nhanh lên Bọn hắn liền hai người Phó Ngọc Thư cũng bị dọa phát sợ Có thể là giờ phút này căn bản cũng không có người nghe hắn Còn có người phản đối sao Hiện tại đứng ra Kim Tứ tầm mắt quét về phía hiện trường mỗi người Bái kiến tốc chủ Lỗ phóng cái thứ nhất đứng ra dù sao cùng Kim Tứ là bạn bè thân thiết, nếu như Kim Tứ không có thế. Hắn đỉnh thiên cũng chính là len lén thả nhường. Khiến cho hắn chịu chết ủng hộ Kim Tứ khẳng định không có khả năng. Nhưng là bây giờ không đồng dạng, Kim Tứ lại thực lực này. Bên người còn có cái càng có thực lực nữ nhân. Cướp tiêu giao cốc cốc chủ vị trí, tuyệt đối không có vấn đề. Lại nói, Kim Tứ xính cốc chủ, cái kia chính mình là hộ pháp. Lỗ phóng càng không có lý do phản đối. Xem xét có người duy trì Kim Tứ. Lúc này những người khác cũng từ bỏ dãy dụa. Lại nói, tiêu giao cốc vốn chính là cường giả vi tôn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn địa phương. Tại tiêu giao cốc bên trong, ngày ngày đều có lấy hạ khắc thường sự tình phát sinh. Chẳng qua là, từ xưa tới nay chưa từng có ai đi khắc cốc chủ. Chủ yếu là phó gia tại tiêu giao cốc uy thế quá thịnh. Còn nữa tứ đại hộ pháp cũng là phó gia trung thực tùy tung. Nhưng là bây giờ, tứ đại hộ pháp bị kim tứ thế này chết rồi. Phó gia lớn nhất tối cường hùng hùng người ủng hộ cũng mất bái kiến cốc chủ. Một đám tiêu giao cốc đệ tử dồn dập bái phục. Cho dù là bọn họ tâm hoài quỷ thai, cũng tuyệt đối sẽ không tại lúc này về sau nhảy phản. Dù sao Kim Tứ cùng Thanh Phượng Võ Công đã đầy đủ chấn nhiếp tất cả mọi người. Cốc chủ, ta đây hộ pháp vị trí. Cho ngươi. Kim Tứ thuận miệng nói ra. Về sau ngươi chính là chúng ta tiêu giao cốc duy nhất đại hộ pháp. Đa tạ cốc chủ. Ấy, đừng gọi ta cốc chủ, nàng là cốc chủ, ta là cốc chủ phu nhân. Kim Tứ nhìn về phía Phó Ngọc Thư, Phó Ngọc Thư vẻ mặt một hồi tái nhật. Cháu nội ngoan, ngươi bây giờ chạy, ta cho ngươi một khắc đồng hồ thời gian, bị ta bắt được, ta liền đánh chết ngươi. Phó Ngọc Thư xoay người bỏ chạy vào trong núi sâu. Cốc chủ. Phu nhân. Ta đi đem cái kia họ phó chọc tới. Lỗ phóng nói ra. Không cần, các ngươi hồi trở lại tiêu giao cốc, đi cho ta chỉnh đốn một chút, qua chút thời gian chúng ta liền trở về. Lỗ phóng tự nhiên là vui vẻ thù mệnh, mang theo người vội vàng rời đi muốn nắm phó ngọc thư sao thanh phượng hỏi dùng hai người bọn họ võ công đừng nói là cho phó ngọc thư một khắc đồng hồ coi như là một canh giờ cũng chạy không thoát đều giờ gì bắt cái gì bắt hồi trở lại đi ngủ mặc kệ phó ngọc thư mặc kệ nếu như mặc kệ hắn chỉ sợ hắn không sẽ trung thực hơn phân nửa lại sẽ kiếm chuyện đúng không có gì phải sợ hắn kiếm chuyện thì thế nào trước thực lực tuyệt đối bất kỳ mánh khóe đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa chương 1122. Ta là nằm vùng, canh thứ hai, cầu nguyệt phiếu cầu đặt mua. Nguồn. Mê truyện audio com. Ngày kế tiếp, Kim Tứ liền bị võ làm đệ tử đánh thức. Kim Tứ, trưởng môn tìm ngươi, xin ngài đi chân vũ trên đại điện. Kim Tứ phát hiện này võ làm đệ tử có chút đề phòng chính mình. Bất quá Kim Tứ liền như vậy đại đại liệt liệt đi theo võ làm đệ tử đi chân vũ đại điện. Đi đến chân vũ đại điện, phát hiện võ đang cao tầng đã toàn bộ đến đông đủ không chỉ là võ đang trên dưới, liền phó Ngọc Thư đều tại. trưởng môn, người đã đến, ngài có khả năng trực tiếp hỏi hắn. Phó Ngọc Thư ông quyền nói ra. Phó Ngọc Thư nhìn về phía Kim Tứ ánh mắt tràn đầy yêu thương. Dù sao, yêu chi sau mới có thể hận chi cắt. Ngọc Thư nói, ngươi là tiêu giao cốc cốc chủ. trưởng môn, ngài quên rồi sao? Năm đó liền là ngài phái năm gần năm tuổi ta tiến đến nằm vùng tiêu giao cốc, nói đợi cho đem tiêu giao cốc hủy diệt về sau, liền để ta làm võ đang trưởng môn, Hằng năm ngươi còn vụng trộm đi xem ta, mỗi lần đều nói nhanh hành động, ta đều lên làm cốc chủ, ngươi còn không có hành động, việc này có thể trách ta sao? Ngươi dám nói ta nói chính là nói láo sao? Kim Tứ trong ánh mắt tràn đầy uy hiếp, hôm nay Thanh Tùng chỉ cần nói một chữ không? Vậy hôm nay chân vũ trên đại điện tất cả mọi người đừng nghĩ sống. Thanh Tùng trừng mắt, yên lặng thật lâu. Này lòng dạ hiểm độc lá gan tiểu tử thật chuyện gì đều làm được. Chân vũ trên đại điện chúng đệ tử một mảnh xôn sao. Chưởng môn, đây là thật một đám đệ tử truy vấn. Phó Ngọc Thư càng thêm kinh ngạc, nếu như Kim Tứ là thanh tùng phái đi. Cái kia chẳng phải mang ý nghĩa, thân phận của mình đã sớm bọc quan. Từ đầu đến cuối, chính mình cũng giống như là một cái tông tép nhảy nhép một dạng nhảy nhót tưng bừng. Thanh Tùng thở hắt ra, gật gật đầu nói. Đúng, không sai, Ngọc Thư, kỳ thật ta đã sớm biết ngươi là tiêu giao cốc thiếu cốc chủ, hàng đàm lão quái cháu trai. Chân vũ trên đại điện lần nữa xôn xao, kim tứ thật chính là mình người, hơn nữa còn trở thành tiêu giao cốc cốc chủ đương nhiên, Thanh Tùng sẽ phái người ẩn nút tiêu giao cốc, ngược lại cũng không phải không có thể hiểu được. Dù sao tiêu giao cốc cùng võ đang có thể là sinh tử đại địch. Năm đó tiêu giao cốc liền phái người chui vào võ đang. Bây giờ gậy ông đập lưng ông, này cũng là chuyện tình đương nhiên. Có thể là bọn hắn nhất không nghĩ tới chính là, Phó Ngọc Thư lại có thể là tiêu giao cốc thiếu cốc chủ. Này đảo ngược liền có chút lớn, làm nửa ngày lại có thể là vừa ăn cướp vừa la làng ta một mực không nhúc nhích ngươi, vốn là muốn cho ngươi một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời, có thể là này thời gian một năm bên trong, ngươi một mực tại sâu chuỗi trong ngoài, cấu kết tiêu giao cốc người, âm thầm dục hành bất quỷ sự tình, ngươi làm ta quá là thất vọng. Nếu lời đều đã nói, giả biến thành thật. Thanh Tùng tự nhiên muốn cho mình dựng nên đạo đức tiêu binh người bố trí. Đúng vậy a, à, ta cũng là nhớ ngươi tuổi nhỏ, cho nên cũng một mực không có chọc thủng ngươi, chỉ mong ngươi có thể cải tà quy chính, trở lại chính đạo. Kim Tứ thở dài tự như là ta trở thành tiêu giao cốc cốc chủ, cũng là dựa vào nhân cách của ta mị lực, cuối cùng thắng được tiêu giao cốc trên dưới nhất trí tán thành. Phó Ngọc Thư tức giận thổ huyết, ngươi thương mại có ý tốt nói chính mình là dựa vào nhân cách mị lực. Chẳng qua là, làm người thắng, Kim Tứ nói hết thảy đều là đúng. Trái lại Phó Ngọc Thư, các mặt hắn đều thua. Đặc biệt là tại vô sĩ phương diện này. Hắn thua hết sức triệt để. Thanh Tùng trưởng môn, lúc trước ngài đáp ứng ta, để cho ta làm võ đang trưởng môn sự tình, có phải hay không cũng có thể thực hiện rồi phía dưới một đám đệ tử lập tức khẩn trương lên, dù sao không ít đệ tử đều tự xưng là là đời tiếp theo trưởng môn. Ai biết bây giờ lại nhảy ra một cái không hiểu thấu kim tứ, ai có thể tiếp thụ được. Nguyên bản ta là rất vừa ý ngươi, có thể là bây giờ ngươi thân là tiêu giao cốc cốc chủ, tuy nói ngươi dẫn dắt tiêu giao cốc đệ tử một lòng hướng thiện, không thể bỏ qua công lao, có thể là võ đang trên dưới đối ngươi cũng hết sức lạ lẫm, ở trung dân lên khó tránh khỏi sẽ để cho ngươi khó chịu, chung quy không thích hợp lại kế nhiệm võ đang chức trưởng môn. Dạng này a, à, ta đây tự đi tiêu giao cốc cốc chủ vị trí là có thể. Kim Tứ nói ra. Đến mức ta cùng võ đang chiêu vị sư huynh đệ tình cảm, cũng là có thể chậm trải bồi dưỡng, con người của ta rất dễ thân cận, mà lại ta cũng có một chút võ công bên trên vấn đề, muốn hướng chiêu vị sư huynh đệ thỉnh giáo. Này tại sao có thể, bây giờ tiêu giao cốc đang đứng ở chuyển biến giai đoạn, nếu là không có người dạng này một lòng hướng thiện cốc chủ, sợ là bọn hắn lại nên một lần nữa đi đến đường rẻ. Chưởng môn yên tâm, ta mặc dù không làm tiêu giao cốc cốc chủ, Bất quá Thanh Phượng sẽ làm tiêu giao cốc cốc chủ, nàng là ta xuất giá thê tử, làm người thông minh lanh lợi, khéo hiểu lòng người, ông nhu quan tâm, có tri thức hiểu lễ nghĩa, thiên thật thiện lương, nàng cũng có thể rất tốt dẫn dắt tiêu giao cốc trên dưới đi đến chính độ, trưởng môn, ngài nói đúng a. À. Thanh Tùng gương mặt co quắp một trận, kim tứ khiên ra Thanh Phượng, chính mình thật đúng là không tốt phản bác. Cũng không thể nói nữ nhi của mình không tốt a, à, Thanh Phượng dường như nhưng không cần nhiều lời, bất quá nàng chung quy là nữ lưu hạng người, có rất nhiều trường hợp không tiện còn nữa, Thanh Phượng làm người thiện lương, lại cũng quá mức ôn hòa, làm đứng đầu một phái, hay là nên cường ngạnh thời điểm cường ngạnh hơn. Kim Tứ, ngươi là việc nhân đức không nhường ai tiêu giao cốc cốc chủ. Trưởng môn, lời không phải nói như vậy. Không, tiêu giao cốc không thể không có ngươi, Kim Tứ, ta xem trọng ngươi. Thanh Tùng cắt ngang Kim Tứ phát biểu. Trưởng môn, ta chỉ hỏi ngươi, cái hứa hẹn này, ngươi là dự định nuốt lời đúng hay không? Càng rỡ, trưởng môn như là đã làm quyết định, há lại cho ngươi hung hăng càng quấy ba, kim tứ cách không liền là một trưởng, trực tiếp đem người kia đánh bay. Ta cùng trưởng môn nói chuyện, có ngươi chuyện gì? Kim tứ hừ lạnh nói. Trưởng môn, muốn ta từ bỏ chức trưởng môn cũng được, chỉ cần võ đang bên trên có thể có một vị đón lấy ta ba chiêu, nếu là ngay cả ta ba chiêu đều không tiếp nổi, như thế nào quản lý võ đang trên dưới? Ta kim tứ không phục. Thanh tùng cơ tim tắc nghẽn đều muốn phạm vào, chung quy vẫn là muốn tới cứng trắng à, bất quá, đối với kim tứ nói ba chiêu, thanh tùng cảm thấy, chính mình thêm chút sức đoán chừng có hy vọng này thời gian hơn một năm bên trong, hắn đã đem thiên tạm công luyện đến hoàng mỹ. Mà lại có kim tứ trước đó bí tịch gia trị, hắn hiện tại võ công sớm đã sư đâu bằng nay. Mặc dù hắn biết mình khẳng định không phải là đối thủ của kim tứ, nhưng là muốn đón lấy ba chiêu hẳn là không có vấn đề gì. Tốt, ta liền lĩnh giáo cao chiêu của ngươi. Chưởng môn, ngài tự mình đến sao? Ta ra tay không nhẹ không nặng, nếu là làm bị thương ngài cũng không tốt. Tới thì tới, nói lời vô dụng làm gì? Chưởng môn, nơi này không đủ rộng, không thi triển được không bằng đi phía ngoài quảng trường lên đi tốt liền đi bên ngoài võ đang trên dưới dời bước đi ra bên ngoài quảng trường lên tất cả mọi người cảm thấy kim tứ là đang tự tìm đường chết đừng nói thanh tùng đón lấy kim tứ ba chiêu kim tứ có thể hay không chống nổi ba chiêu đều là vấn đề nơi này chỉ có thanh tùng sắc mặt nghiêm túc toàn thân chân khí phòng lên quanh thân tạo nên thanh quan trưởng môn này là chân khí ngoại phóng đi một năm qua này trưởng môn võ công tiến cảnh cực nhanh bực này võ công sợ là đã thẳng tới thiên nhân tiểu tử này khẩu khí cùng vọng chắc hẳn trưởng môn là có ý giáo huấn tiểu tử này thanh tùng hít sâu một hơi nhìn về phía kim tướng tốt tới đi